Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 30. Lão Toàn nói xong, những người khác đều thở dài. Thật vậy, không ai có thể thay đổi được quyết định của chị Hồng. Lần này xem ra thật sự phải mạo hiểm rồi. Khoảng nửa giờ sau, Lôi Hồng tiến đến chỗ Tần Lâm rồi nói. Cậu Tần, tôi đã liên lạc xong rồi, tối nay Đồng Phương Châu sẽ đưa người tới. Tần Lâm liền gật đầu. Lão Toàn vội hỏi, gặp ở đâu? Lôi Hồng lắc đầu, không nói, ông ta nói ông ta sẽ lựa chỗ. Lão Toàn và những người khác cau mày. Đồng Phương Chu này thực sự rất cảnh giác, nếu hẹn chỗ trước thì Lôi Hồng sẽ có sự chuẩn bị, lỡ may có chuyện gì xảy ra thì ông ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Vậy nên Đồng Phương Châu mới không nói trước địa điểm, đợi cận giờ mới xác nhận vị trí, để cho Lôi Hồng không có thời gian chuẩn bị, tránh gặp nguy hiểm. Lôi Hồng cau mày. Không sao, tỉnh lỵ chỉ có một số nhà hàng nổi tiếng, chúng tôi đều sắp xếp sẵn trước. Đợi đến lúc Đồng Phương Châu xác nhận gặp ở đâu thì chúng tôi tập hợp mọi người lại là được. Trước mắt, tôi sẽ lên kế hoạch ở ba nhà hàng trọng điểm trước, chia mấy anh em thành ba đợt để ngồi canh ở đó. Nếu như quyết định ở nơi khác thì chúng tôi sẽ dựa vào vị trí để các anh em đi theo. Nhìn thấy Lôi Hồng lên kế hoạch nghiêm túc như vậy, Tần Lâm liền nói, thật ra không cần phải phiền như vậy đâu, không cần mấy anh em phải như thế, cứ bắt đầu xỏ trước là được. Lôi Hồng sững ra một lúc. Tuy không nói gì nhưng cô vẫn đang lên kế hoạch. Cô tin Tần Lâm làm được, nhưng cô lại không có sức mạnh như Tần Lâm, cho nên cô nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, một khi xảy ra xung đột thì chắc chắn đó sẽ là một trận chiến lớn. Mất khoảng 3 giờ đồng hồ để Lôi Hồng sắp xếp xong mọi thứ, sau đó liền nói. Cậu Tần, chúng ta có thể xuất phát rồi. Nói xong, Lôi Hồng liền nhận được tin nhắn của Đồng Phương Châu, là một địa điểm định vị. Nhìn thấy vị trí. Lôi Hồng đột nhiên nhíu mày. Tại sao lại đặt ở đây? Lão Toàn vội hỏi, chị Hồng, ở đâu thế? Bọn họ đều xem qua hết tất cả các nhà hàng cao cấp ở tỉnh lỵ, chỉ cần không quá xa thì đều có người ở gần đó, chỉ cần mất khoảng 10 phút để sắp xếp mà thôi. Lôi Hồng cau mày nói. Nơi này thì coi như bó tay. Lôi Hồng lấy địa vị trên điện thoại cho mọi người xem qua một lượt, tất cả đều nhất thời nhíu mày. KFC. Hơn nữa còn là KFC của ga xe lửa. Lôi Hồng không thể nào ngờ rằng, địa điểm gặp mặt của hai nhân vật lớn của cả hai tỉnh lại ở KFC của ga xe lửa. Ngay cả nhà hàng loại 2 Lôi Hồng cũng đã nghĩ đến, nhưng không thể ngờ rằng ông ta lại hẹn ở KFC. Chỗ như KFC này thực sự quá kỳ lạ rồi, người thì đông, hơn nữa lại còn gần ga xe lửa, cũng thường có cảnh sát vũ trang canh gác, căn bản không thể nào gây chuyện ở đây. Phải nói là Đồng Phương Châu thật sự có thủ đoạn, từ việc tìm vị trí có thể thấy được điều này. Về cơ bản không thể đánh nhau ở đây. Còn Đồng Phương Châu lại là một nhân vật lớn, vốn đã vô cùng mạnh, bản thân cũng từng trải qua không ít trận chiến. Nếu thật sự muốn lấy mạng ông ta ở đây, không những sẽ không có kết quả tốt mà còn gặp phải nhiều rắc rối nữa. Vậy nên Đồng Phương Châu mới lựa KFC, trừ phi ngay lập tức giết bằng một đòn lúc mới gặp mặt thì còn có thể rời đi. Nếu không sẽ không ai có thể giết được Đồng Phương Châu. Lôi Hồng có chút áy náy, bèn nói với Tần Lâm. Cậu Tần, e rằng chúng ta sẽ gặp phải khó khăn trong chuyện lần này, hay là chúng ta đổi ngày khác nhé? Tần Lâm lắc đầu, không cần đâu, có rất nhiều cách để giết mà không cần phải ra tay. Lời nói của Tần Lâm khiến Lôi Hồng ngơ ra, không cần ra tay. Làm sao giết được? Nhưng vì Tần Lâm đã nói vậy rồi. Cho nên Lôi Hồng chỉ có thể thi hành theo kế hoạch ban đầu. Cô để cho đàn em đến đều di chuyển về hết bên này, tuy không thể tập hợp được số lượng lớn, nhưng nếu có nguy hiểm xảy ra thì ít nhất bọn họ cũng có thể bảo vệ cho cậu Tần ngay lập tức. Sau khi đến KFC, lượng khách bên trong vẫn đông đúc như thường. Ở trong góc, trên chiếc bàn nhỏ dành cho 4 người, có 2 người đàn ông đang ngồi đó. Một trong 2 người đàn ông này có lông mày rậm, mắt to và có râu quai nón. Dáng người cường tráng, trông không phải dễ dây vào chút nào. Lôi Hồng nhẹ giọng nói, cậu Tần, đây là Đồng Phương Châu. Tần Lâm gật đầu, sau đó 2 người ngồi vào chỗ đối diện Đồng Phương Châu và đàn em. Lúc này, trước mặt Đồng Phương Châu đã bày sẵn một phần thức ăn, bên trên có hamburger và một ít khoai tây chiên, bỗng Đồng Phương Châu cười nhạt một tiếng, nhếch miệng đầy ẩn ý, có vẻ không có ý gì tốt cho lắm. Chị Hồng, ngưỡng mộ đã lâu. Cô tự đi mua chút gì ăn đi, để cho chúng ta tự nhiên một chút. 2 người đều là nhân vật lớn,
nhưng lại gặp mặt ở KFC, Đồng Phương Châu cũng không hề tỏ vẻ, chỉ tùy tiện gọi một ít đồ ăn nhanh, giống như đang họp mặt bạn bè vậy, vô cùng đơn giản. Lôi Hồng thật sự đã định đi gọi món. Nhưng Lôi Hồng còn chưa kịp nói thì Tần Lâm đã lên tiếng, không cần đâu, đồ ăn nhiều như vậy, cùng nhau ăn đi. Nói xong, Tần Lâm vươn tay ra lấy một cái hamburger từ đĩa của Đồng Phương Châu. Đồng Phương Châu sững ra một lúc, nhưng không nói gì, đây chỉ là hamburger bọn họ gọi mà thôi, có vấn đề hay không đương nhiên bọn họ tự biết, nếu Tần Lâm đã muốn lấy thì cứ tùy anh. Nhưng bọn họ không hề thấy rằng, khi Tần Lâm lấy chiếc hamburger, bỗng có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên giữa ngón tay út của anh. Sau đó Tần Lâm cầm chiếc hamburger lên rồi giả vờ ăn. Phía Đồng Phương Châu cũng không ra tay, hai bên đưa mắt nhìn nhau rồi hỏi Lôi Hồng. Chị Hồng đường xa gọi điện hẹn tôi đến đây, có gì muốn chỉ giáo sao? Lôi Hồng cười nói, ông Đồng khách sáo rồi, không dám gọi là chỉ giáo đâu, nếu không thì ông cũng sẽ đâu đến đây nhỉ? Đồng Phương Châu nheo mắt lại, chị Hồng có ý gì thế? Lôi Hồng nói, ông chủ Đồng không cần phải đề phòng, tôi chỉ nghe nói ông muốn đối phó với nhà họ Phúc, vậy nên tôi mới cố ý đến để hỏi. Đồng Phương Châu liền hỏi, chị Hồng có quan hệ với nhà họ Phúc sao? Lôi Hồng liền nói, cũng không thể nói là có quan hệ, bạn của tôi mới có quan hệ, muốn hỏi ông chủ Đồng một chút, chuyện này có thể hòa giải được không? Đồng Phương Châu nhìn sang Tần Lâm, hừ lạnh một tiếng. Hòa giải, vị nào thế? Lôi Hồng liền nói, đây là Tần Lâm, cậu Tần, còn về thân phận thì không tiện nói cho ông biết. Nhưng ông có thể đồng ý chuyện này được không, coi như là nể mặt tôi. Nói xong, Lôi Hồng lấy thẻ ngân hàng ra, sau đó đặt trên bàn. Họ đều là người trên giang hồ, đương nhiên sẽ có quy tắc riêng, nếu như muốn người khác làm gì thì không thể nào chỉ đơn giản dựa vào thể diện thôi được. Ngoài thể diện ra thì đàn em cũng cần phải có gì để ăn chứ, vậy nên tiền sẽ là thứ không thể thiếu. Số tiền trong tấm thẻ này, chắc chắn sẽ khiến cho Đồng Phương Châu hài lòng. Đồng Phương Châu cười nhạt khi nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng trên bàn. Chị Hồng mà ra tay thì chắc là chuyện lớn rồi, nếu đổi thành người khác, đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Nhưng, đây lại là nhà họ Phúc, vậy nên không được. Lôi Hồng cau mày, vẻ mặt có chút không vui. Ông chủ Đồng, ý của ông là không muốn thương lượng nữa. Lôi Hồng là phụ nữ, nhưng dù gì cũng là chị đại một phương, cách nói chuyện cũng rất có khí chất, cho dù có là phụ nữ, vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Ông chủ Đồng nói, chị Hồng, nếu hôm nay cô đến để nói chuyện này thì chúng ta không còn gì để bàn cả, không ai có thể cứu được nhà họ Phúc đâu. Sắc mặt ông chủ Đồng cũng rất kiên định, xem ra lần này xung đột giữa nhà họ Phúc và Đồng Phương Châu thật sự khó mà tránh khỏi. Thực lực của ông chủ Đồng hơn hẳn Lôi Hồng, một khi ra tay thì nhà họ Phúc coi như xong đời. Nghe xong, Tần Lâm hừ lạnh một tiếng. Nếu như tôi cứ đòi cứu thì sao? Tần Lâm vừa dứt lời, Đồng Phương Châu cau mày lại, hừ lạnh một tiếng. Cậu là ai? Chúng tôi đang nói chuyện, cậu có tư cách gì mà chen mồm vào chứ? Cậu là cái thá gì hả? Đồng Phương Châu cho rằng bọn họ đến với ý đồ xấu nên hoàn toàn không nể nang gì. Dù sao thì không ai dám ra tay ở những nơi như thế này. Tần Lâm cười khẩy, tôi là ai không quan trọng, tôi có tư cách hay không không phải ông nói là được, bây giờ tôi chỉ thông báo cho ông biết rằng ân toán với nhà họ Phúc đến đây là chấm dứt. Đồng Phương Châu cười khẩy, cậu đúng là nực cười, cậu tưởng mình là ai chứ? Cậu nói chấm dứt là chấm dứt sao? Cậu cho rằng tôi đùa sao? Tần Lâm đáp, sao nào, không sợ chết hả? Mặt Đồng Phương Châu càng lộ vẻ chế giễu, sợ chết. Ai không sợ chết hả? Nhưng sợ chết thì sao chứ? Giữa ban ngày ban mặt cậu định liều mạng với tôi ư? Ha ha ha, cậu có khả năng đấy sao? Tần Lâm cười nhạt, lấy ra một cây kim bạc từ kẽ tay, cây kim này ngắn hơn cây kim dùng để châm cứu thông thường, trông giống như sợi tóc vậy. Bên trên cây kim có một vết nhỏ màu đen giống như bôi thứ gì lên đó rồi bị lau đi vậy. Đồng Phương Châu cau mày lại, sắc mặt thay đổi. Cậu có ý gì? Tần Lâm đáp, có nhiều cách để giết người, ai nói cứ phải dùng bạo lực chứ? Mặt Đồng Phương Châu biến sắc, hạ độc sao? Đồng Phương Châu nhìn hamburger khoai tây chiên ở trên bàn, ông ta thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mặc dù những món đó đều do ông ta đặt nhưng bản thân chưa ăn miếng nào, trái lại là Tần Lâm vừa mới ăn chiếc bánh hamburger. Đồng Phương Châu chỉ uống mỗi một ngụm coca ở trên bàn.
Nhưng chai coca đó là do ông ta tự mua, Tần Lâm không hề động vào, muốn hạ độc là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như thực sự hạ độc rồi, ông ta chỉ nhấp một ngụm nhỏ thì có thể có độc tính lớn cỡ nào chứ? Cây kim bạc đó của Tần Lâm mỏng như sợi tóc, không chấm được nhiều mực đen, chắc chỉ hù dọa thôi. Tần Lâm cười, lạnh nhạt nhìn chai coca đó rồi nói. Có một loại độc tên là thương long lệ, màu đen, không mùi, độc tính cực mạnh, có thể giết chết con voi to chỉ bằng một giọt nọc độc. Nếu người trưởng thành uống phải loại độc này, cho dù là pha loãng cũng sẽ chết người. Nhưng nếu dùng kim bạc để lấy chất độc, sau đó bỏ vào trong coca để người khác uống thì liều lượng này không đủ. Trừ phi người bệnh bị đau khớp do dư thừa axit uric trong máu, mà người ta thường gọi là bệnh gút. Người bị bệnh gút có sức đề kháng cực kỳ kém với loại độc tố thương long lệ, chỉ cần một lượng nhỏ là có thể giết chết anh ta trong vòng nửa giờ. Người trúng độc môi khô, lưỡi tê, mất vị giác, ngón út đen, một khi đường màu đen qua lòng bàn tay thì sẽ chết. Nghe Tần Lâm nói xong, mặt Đông Phương Châu trắng bệch, vội kiểm tra tình trạng của mình. Môi thực sự hơi khô, vốn định thử vị giác nhưng lại không dám động vào đồ ăn ở trên bàn, mà lưỡi hình như cũng hơi tê tê, chắc không còn vị giác nữa rồi. Ông ta giơ hai tay ra nhìn ngón út của mình, một đường màu đen nhạt kéo xuống dưới, giống như đường máu mao mạch màu đen, đã kéo dài đến đầu ngón tay giữa. Đồ khốn nạn! Lúc này Đông Phương Châu thực sự cảm thấy bản thân mình khó chịu. E rằng đã trúng độc thật rồi. Ông ta nhìn cốc coca trên bàn thấy một cái lỗ cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức không dò nước ra ngoài được. Mặt Đông Phương Châu vô cùng khó coi, không ngờ rằng đã chuẩn bị kỹ càng như vậy rồi mà vẫn xảy ra chuyện. Rốt cuộc tên này là ai? Đông Phương Châu đứng dậy, mấy thằng em cũng đứng dậy theo. Lôi Hồng cũng có không ít người, hai bên cứ đứng song song nhau như thế, chẳng ai dám ra tay. Dù sao thì đang ở nơi công cộng, nếu thực sự ra tay thì không có lợi cho ai. Tần Lâm cười nhạt, thực ra tôi cũng thích động tay động chân, có điều không muốn gây ra nhiều rắc rối. Nói xong Tần Lâm cầm cái bật lửa Zippo của Đông Phương Châu ở trên bàn. Anh đặt chiếc bật lửa bằng vàng nguyên chất trên tay, dùng lực bóp một cái. Bịch! Chiếc bật lửa nổ vỡ trong tay Tần Lâm. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng cũng khiến mọi người giật mình. Chiếc bật lửa bằng vàng nguyên chất cũng khá cứng, cho dù cầm búa đập cũng không thể đập dẹp ngay được. Kết quả Tần Lâm lại dùng tay bóp vỡ, hành động này thực sự đã khiến mọi người choáng váng. Ngay cả Lôi Hồng cũng bị dọa sợ. Chiếc bật lửa nổ tung, bốc ra một làn khói xám từ trong lòng bàn tay của Tần Lâm, nhưng tay anh lại không xây sát tí gì. Tần Lâm ném chiếc bật lửa bị đập dẹp ở trên bàn. Nhìn cái bật lửa méo mó không ra hình dạng gì. Đông Phương Châu trở về vị trí của mình. Hành động của Tần Lâm đã khiến ông ta sững sờ. Nhân vật này quả nhiên không dễ động vào. Nếu như bất chấp tất cả liều một phen e rằng ông ta sẽ là người chết trước. Mặt Đông Phương Châu trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi nói. Các người muốn làm gì? Tần Lâm nói, tôi chẳng muốn gì, nếu chuyện nhà họ Phúc không có gì để nói, chỉ bằng giết chết ông chết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Đông Phương Châu cuộn chặt nắm đấm, chuyện nhà họ Phúc không phải mình tôi muốn đối phó với họ, cậu giết tôi rồi vẫn còn những người khác. Tần Lâm cười đáp, vậy thì từ từ rồi nói, tôi tin rằng có vết xe đổ như ông, những người khác chắc cũng sẽ dễ nói chuyện thôi đúng không? Lời của Tần Lâm khiến Đông Phương Châu không nói được gì, nếu như hôm nay ông ta thực sự chết ở quán KFC này, những người khác chắc chắn sẽ sợ hãi. Đến ông chủ Đồng cũng ngã xuống rồi. Những người khác ai có thể chống đỡ nổi chứ? Ông chủ Đồng nghiến răng nghiến lợi, gắng gượng nói. Chúng ta hãy bàn bạc chuyện nhà họ Phúc. Tần Lâm cười nhạt, tự nhiên tôi không muốn bàn nữa. Tần Lâm vắt chéo chân, ra vẻ đợi ông ta chết, dù sao cũng đã trúng độc, đợi ông chủ Đồng chết rồi thì chẳng cần thương lượng nữa, không phải sẽ tiện hơn sao? Đông Phương Châu nhìn vệt đen trên tay lại kéo dài, sắp đến lòng bàn tay rồi. Nếu như không cứu chữa e rằng thực sự sẽ chết. Cậu Tần, có gì chúng ta từ từ nói, chẳng phải chỉ là nhà họ Phúc thôi sao, cùng lắm thì tôi không động đến bọn họ nữa là được đúng không? Đông Phương Châu thực sự có chút hoảng sợ, lúc này chân đã bắt đầu loạng choạng. Tần Lâm là đại sư y học, cứu người rất lợi hại, cũng rất giỏi về việc hạ độc. Thuốc và độc không thể nào tách rời nhau, thuốc có thể cứu người cũng có thể giết người. Sự hiểu biết của Tần Lâm về các loại dược lý có thể nói là đạt đến đỉnh cao,
hạ độc với loại người như Đồng Phương Châu là chuyện vô cùng đơn giản. Tần Lâm cười khẩy, ông không hiểu lời tôi nói sao, tôi để ông tự sinh tự diệt, chẳng phải sẽ đỡ tốn công hơn sao? Phụt! Đột nhiên Đồng Phương Châu phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta cảm thấy lồng ngực bị đè nén, cảm giác đau đớn dữ dội đã dần dần lan tỏa khắp người. Đồng Phương Châu sợ hãi, hai chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất, sắc mặt cũng trở nên hoảng loạn. Cậu Tần, mong cậu tha cho tôi một mạng, cầu xin cậu hãy cho tôi thuốc giải. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa, sau này sẽ nghe theo lời chỉ bảo của cậu. Lôi Hồng sững sờ khi nhìn thấy cảnh này, Tần Đại Sư đúng thật là lợi hại. Thậm chí ở nơi khó ra tay như này mà Tần Đại Sư vẫn có thể khiến Đồng Phương Châu đầu hàng khuất phục. Khiến ông chủ tỉnh Lân Cận cúi đầu chịu thua, ngay cả là Lôi Hồng chuẩn bị kỹ càng cũng không thể có kết quả như này được. Tần Lâm cười khẩy, sai bảo, dường như tôi cũng chẳng có việc gì cần ông làm. Lời nói của Tần Lâm khiến mặt Đồng Phương Châu biến sắc, đồng thời máu lại trào lên. Phụt, lại một ngụm máu tươi phun ra, lúc này bụng dưới đã bắt đầu đau dữ dội, vệt đen trên ngón tay trỏ đã di chuyển dần đến vị trí lòng bàn tay. Đồng Phương Châu thực sự cảm thấy cái chết sắp đến, hơn nữa dường như ông ta hoàn toàn vô dụng đối với Tần Lâm. Mặc dù là ông trùm ở tỉnh Lân Cận, nhưng nếu người khác không cần ông ta, vậy chẳng khác gì là người vô dụng, chỉ bằng giết chết cho rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Lâm hiểu đạo lý này, Đồng Phương Châu cũng thế. Cảm nhận được độc tố sắp trào lên, Đồng Phương Châu thực sự thấy hoảng loạn. Cậu Tần, chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng, tôi đảm bảo sẽ không có bất cứ ai dám động vào nhà họ Phúc nữa, sau này Đồng Phương Châu tôi cũng sẽ nghe theo chỉ đạo của cậu, khụ khụ. Đồng Phương Châu lại ho ra máu, suýt chút nữa thì ngất đi. Tần Lâm thấy thế liền lạnh nhạt nói. Xem ra ông vẫn có ích, tạm tha cho ông một mạng. Nói xong, Tần Lâm cầm cây kim bạc có độc lúc nãy chọc vào giữa ấn đường của Đồng Phương Châu, búng nhẹ một cái. Sau đó, lại lấy hai cây kim châm sạch lần lượt chọc vào huyệt thái dương của ông ta. Đồng Phương Châu cảm thấy buồn nôn, bụng dạ cồn cào, cuối cùng nôn ra máu đen. Trên mặt đất toàn là chất dịch màu đen kịt, giống như coca, nhưng lại sệt hơn coca. Sau khi nôn ra, Đồng Phương Châu thấy dễ chịu hơn nhiều rồi nằm bẹp dưới đất. Ba cây kim bạc cắm trên đầu tự rơi xuống, toàn thân toát mồ hôi lạnh, yếu ớt không còn chút sức lực. Tần Lâm nói, độc tố đã được hóa giải một nửa, nửa còn lại cần phải điều trị bằng thuốc đông y, tôi sẽ định kỳ đưa cho ông, trong vòng nửa năm có thể chữa khỏi. Lời nói của Tần Lâm khiến Đồng Phương Châu vô cùng thất vọng. Vốn dĩ tưởng Tần Lâm sẽ trực tiếp đưa thuốc giải cho ông ta, không ngờ rằng còn phải điều trị bằng thuốc đông y nữa. Ông ta chưa từng nghe đến loại thuốc độc này, cả đời này cũng không muốn trải qua cái cảm giác bí bách như muốn chết đi lúc nãy. Ai mà biết được cái thứ này có tái phát hay không? Nếu như trong vòng nửa năm không nghe theo lời chỉ đạo của Tần Lâm, người ta sẽ không chữa cho ông ta, chẳng phải Đồng Phương Châu vẫn sẽ chết sao? Đồng Phương Châu còn định rằng nếu Tần Lâm thực sự giải độc cho ông ta, sau khi trở về địa bàn của mình ông ta lập tức sẽ lật mặt. Nhưng bây giờ xem ra Tần Lâm không cho ông ta cơ hội này. Tần Lâm có sự nắm bắt chuẩn xác về các vị thuốc, anh biết rõ Đồng Phương Châu nghĩ cái gì. Ba cây kim châm của Tần Lâm chỉ tạm thời giải quyết vấn đề cho ông ta mà thôi, vẫn cần một khoảng thời gian dài điều trị thì cơ thể mới hoàn toàn bình phục được. Chỉ cần Tần Lâm ngưng đưa thuốc, độc tố còn lại trong cơ thể của ông ta lập tức sẽ phát tác, nếu như không ai chữa trị, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Thời gian nửa năm mà Tần Lâm đề ra chính là thời gian để giải hết độc tố trong cơ thể của ông ta. Liều lượng và cách thức hạ độc của Tần Lâm vô cùng chuẩn xác, chỉ anh mới có thể giải độc được. Những người khác đừng có mơ. Hơn nữa thực ra Tần Lâm không sợ Đồng Phương Châu lật mặt, với thực lực của Tần Lâm cho dù ông ta trở về địa bàn của mình, xử lý ông ta cũng không phải chuyện khó khăn. Tần Lâm viết đơn thuốc đưa cho Đồng Phương Châu. Tháng này ông uống theo phương thuốc này, tôi đảm bảo tính mạng của ông sẽ không có vấn đề gì. Nhận lấy đơn thuốc, Đồng Phương Châu lộ vẻ mặt đau khổ, Tần Lâm chuẩn bị đưa đơn thuốc cho ông ta mỗi tháng một lần. Sau này ông ta không muốn phục tùng cũng phải phục tùng. Đưa đơn thuốc xong, Đồng Phương Châu gọi vài cuộc điện thoại, ông ta nói với Tần Lâm. Cậu Tần, chuyện nhà họ Phúc đã giải quyết xong rồi, sau này sẽ không còn ai dám uy hiếp nhà họ nữa. Tần Lâm gật đầu,
dù gì cũng là bạn bè tiện tay giúp đỡ coi như trả ân huệ năm đó. Được rồi, đưa tôi đến nhà họ Phúc đi. Nói xong, Tần Lâm lên xe của Lôi Hồng, đi đến nhà họ Phúc. Nhà họ Phúc lúc này đã loạn như nồi cám. Phúc lão gia phẫn nộ. Chuyện gì vậy, người nhà họ Phúc chúng tôi sao lại bị hạn chế đi lại chứ? Không biết ai là kẻ đứng sau vụ này, tất cả người nhà họ Phúc bị cấm xuất cảnh, không thể ra nước ngoài được, thậm chí không ra khỏi tỉnh được, vé đi tàu cao tốc, máy bay đều bị cấm. Nhà họ Phúc là gia tộc lớn có tiếng của tỉnh Lỵ, ai lại mạnh tay huy động thế lực lớn như thế để đối phó với họ chứ? Mặc dù bây giờ không có hậu quả gì, nhưng cảm giác thật đáng sợ khi tập thể bị cấm đi lại. Tất cả người nhà họ Phúc đều bị bao vây, tiếp theo sẽ có chuyện gì? Có khi nào sẽ ra tay với bọn họ không? Đại tiểu thư nhà họ Phúc cũng chính là Phúc Nhung Nhung, vị hôn thê có hôn ước với Tần Lâm, lúc này cô ta đang ngồi trong phòng khách, cau mày nói. Bố, nhà họ Phúc chúng ta có phải đã đắc tội với ai rồi không? Phúc Hiểu Phong, bố của Phúc Nhung Nhung thở dài, làm trong ngành giải trí, đắc tội với rất nhiều người trên khắp cả nước, chỉ cần chúng ta ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, chính là đắc tội với họ rồi. Có thể dạo gần đây nhà họ Phúc chúng ta đã quá kiêu ngạo rồi. Phúc Hiểu Phong là trụ cột của nhà họ Phúc, bọn họ là người sáng lập ra TikTok, dẫn dắt ngành giải trí phát triển, bọn họ cũng đã lũng đoạn ngành công nghiệp này, những người khác không thể nào vào được. Vì thế có khả năng nhiều gia tộc thế lực đã liên minh lại, cùng nhau đối phó với ông ta. Phúc Nhung Nhung bất lực lắc đầu, nếu đã như vậy thì đừng gọi tên họ Tần đến, nhà chúng ta đã loạn lắm rồi, gọi cái tên thiếu gia thất thế đó đến chẳng phải càng phiền phức hơn sao. Lúc nhắc đến Tần Lâm, vẻ mặt của Phương Nhung Nhung bực mình, dường như rất ghét anh. Phúc Hiểu Phong nói, Nhung Nhung, đừng nói như thế, tên thiếu gia thất thế họ Tần đó rất có khả năng là nhân vật quan trọng đối với nhà họ Phúc chúng ta. Đợi cậu ta đến rồi, còn mau chóng kết hôn với cậu ta, như thế cậu ta sẽ trở thành con rể của nhà họ Phúc. Nếu như xảy ra chuyện, bọn họ bắt người nhà họ Phúc ra mặt, chúng ta có thể hy sinh cậu ta, hiểu chưa? Phúc Nhung Nhung gật đầu. Có điều vẫn nhăn nhó mặt mày. Cô ta hiểu lời bố nói, để Tần Lâm đến ở rể, nhà họ Phúc chẳng qua chỉ thêm một người mà thôi, gần đây nhà họ Phúc xảy ra chuyện cần phải có một người chịu tội thay. Đều là con cháu nhà họ Phúc, ai cũng không nỡ để con cháu mình tìm đến cái chết, nhưng Tần Lâm thì khác. Một người ngoài hơn nữa còn là một thiếu gia thất thế, không có quyền lực, sống hay chết cũng chẳng sao. Làm như thế có phải hơi quá rồi không, có người hỏi. Phúc Hiểu Phong hừ lạnh lùng, có gì mà quá đáng chứ? Lúc đầu nếu không phải tôi cứu bố của Tần Lâm thì ông ta đã bị người ta chém chết từ lâu rồi, ông ta nợ tôi một mạng, bây giờ tôi để con trai ông ta trả lại, có vấn đề gì sao? Mặc dù lời nói của Phúc Hiểu Long hơi khó nghe, nhưng mọi người đều thấy đúng. Bởi vì nếu Tần Lâm không đến để làm người chịu tội thay, vậy thì phải có một người trong số bọn họ đứng ra, để người khác chết còn hơn là để mình chết. Lúc đang nói đột nhiên Phúc Hiểu Long nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy dòng số hiển thị trên màn hình, ông ta cau mày lại, vội nhấn nút nghe. Alo, tôi là Phúc Hiểu Long, cái gì? Thông tin có chính xác không? Sau đó Phúc Hiểu Long lập tức trở nên dễ chịu, ông ta thở dài một hơi rồi tắt điện thoại. Phúc Hiểu Long nói, tin tốt, tôi nghe nói đám người muốn đối phó với nhà họ Phúc đột nhiên rút lui, hơn nữa chúng đã nói xóa bỏ mọi ân oán với nhà ta. Sau này sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào nữa. Phúc Nhung Nhung sững sờ, thật à, tại sao lại đột ngột như thế chứ? Đây đúng là niềm vui bất ngờ, lúc nãy còn cau mày u phiền, không ngờ vấn đề lại được giải quyết nhanh như thế. Phúc Hiểu Phong nói, thông tin chính xác tuyệt đối, chắc là có quý nhân phù hộ. Phúc Nhung Nhung mừng rỡ, lúc nãy còn tưởng lần này nhà họ Phúc gặp kiếp nạn rồi, nhưng không ngờ rằng sự việc còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Lần này may mắn rồi cũng không cần tìm ai làm ma chết thay nữa. Bố, bố nói xem quý nhân này là ai vậy? Phúc Hiểu Phong nghiêm mặt nói. Bố đoán, có thể là Đồng Phương Châu. Lúc nãy thông tin nghe ngóng được trong điện thoại là thế này, có rất nhiều thế lực muốn đối phó với nhà họ Phúc, nhưng bởi vì sự khuyên ngăn và uy hiếp của Đồng Phương Châu bọn họ mới rút lui. Phúc Nhung Nhung sững sờ, cau mày nói. Sao có thể chứ? Chẳng phải Đồng Phương Châu có mối thù sâu sắc với nhà họ Phúc chúng ta sao? Đồng Phương Châu và nhà họ Phúc có mối thù gia tộc, trước kia em trai của ông ta chết, nhà họ Phúc cũng có một phần trách nhiệm.
Đông Phương Châu đổ lỗi chuyện này cho nhà họ Phúc, ông ta luôn tìm cơ hội đối phó, thậm chí còn không từ mọi thủ đoạn để diệt trừ nhà họ Phúc. Bây giờ nhà họ Phúc trở thành mục tiêu đối phó công kích của rất nhiều người, đáng nhẽ Đông Phương Châu phải lợi dụng cơ hội này để mượn gió bẻ măng mới đúng. Nếu có sự dẫn dắt của Đông Phương Châu ban đêm ập đến tấn công bất ngờ, đám người nhà họ Phúc chắc chắn sẽ không chạy được. Phúc Hiểu Phong cũng lắc đầu, bố cũng thấy kỳ lạ, Đông Phương Châu muốn hòa giải với nhà chúng ta sao? Ông chủ Đồng có quyền có thế, nhà họ Phúc không thể nào đắc tội được. Nếu ông chủ Đồng giúp chuyện này, nhà họ Phúc chúng ta nên cảm thấy biết ơn, ngày mai mời ông ta đến, đích thân nói câu cảm ơn. Phúc Nhung Nhung gật đầu, oan gia nên hóa giải mâu thuẫn chứ không phải kết thêm thù, đặc biệt là nhân vật quyền thế như ông chủ Đồng đã nể mặt thì bọn họ càng phải kính trọng. Phúc Nhung Nhung sực nhớ ra, cô ta nói. Đúng rồi bố, tên họ Tần phải làm sao? Phúc Hiểu Phong cau mày. Đúng rồi, quên mất thằng danh này. Trước đó liên hệ với Tần Lâm, bảo anh đến cưới vợ, với điều kiện của Tần Lâm thể nào cũng sẽ vui vẻ đồng ý ở rể, vì thế lần này chắc chắn anh đến vì chuyện kết hôn. Nhưng bây giờ nhà họ Phúc đã không còn gặp nguy hiểm nữa, không cần tên họ Tần đó đến giúp đỡ nữa, vì thế chuyện ở rể lần này trở nên dư thừa. Vốn dĩ Phúc Dung Dung cũng không muốn gả cho tên cóc ghẻ đó, nếu không phải vì gia đình cô ta còn lâu mới đồng ý. Phúc Hiểu Phong nói, đợi cậu ta đến rồi, đưa chút tiền rồi đuổi đi là được, muốn ở rể nhà Phúc sao, cậu ta không đủ tư cách. Không còn mối nguy, Phúc Hiểu Phong càng tự tin, hơn nữa còn kết giao với nhân vật như ông chủ Đồng, sau này chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Nên cắt đứt quan hệ với loại nhân vật nhỏ bé như Tần Lâm thì hơn. Lúc nhà họ Phúc đang vui vẻ hoan hỉ, một chiếc xe dừng trước cổng, một thanh niên ăn mặc giản dị bước xuống. Sau khi bước vào, xe cũng đi mất. Anh đứng trước cổng nhìn người bên trong rồi hỏi. Đây là nhà họ Phúc à? Phúc Hiểu Phong bước đến hỏi. Cậu là? Tôi là Tần Lâm. Phúc Hiểu Phong cau mày, không ngờ rằng Tần Lâm lại đến nhanh như thế, có điều để thể hiện phong cách quý tộc, ông ta vẫn giả bộ niềm nở nói. Thì ra là Tiểu Tần. Chú họ Phúc, năm đó chú là người cứu bố cháu. Tần Lâm gật đầu vội tiến lên bắt tay. Cháu chào chú Phúc. Cho dù nhà họ Phúc thế nào đi nữa thì Phúc Hiểu Phong cũng là người cứu bố của Tần Lâm, vậy nên vẫn phải có thái độ kính cẩn và sự tôn trọng tối thiểu. Nhìn thấy Tần Lâm ăn mặc giản dị, con xe đưa anh đến đây cũng chẳng phải xe sang, chắc là gọi taxi đến. Thiếu gia của gia tộc sa sút bây giờ cũng không dễ sống. Tiểu Tần, ngồi xuống trước đi. Trước đây nhà họ Phúc và nhà họ Tần là hai gia tộc ngang hàng, gặp mặt nhau đều phải khách khí. Bây giờ nhà họ Tần không còn nữa, nhà họ Phúc đương nhiên cảm thấy bọn họ ở đẳng cấp khác. Sau khi ngồi xuống, Phúc Hiểu Phong vắt chéo chân, ra vẻ hơn người, ông ta nói. Tiểu Tần, bao nhiêu năm nay cháu sống khổ sở lắm đúng không? Tần Lâm cười, cũng ổn ạ, cháu chỉ sống cuộc sống của người bình thường mà thôi. Mặc dù mất đi thân phận đại thiếu gia, nhưng Tần Lâm không hề cảm thấy tệ hơn trước đây. Cuộc sống của người bình thường có gì không tốt chứ, sau khi nếm trải mọi mùi đắng cay ngọt bùi, Tần Lâm đã sớm quen với những chuyện này. Tuy nhiên sự dửng dưng này lại biến thành sự bất lực trong mắt Phúc Hiểu Phong. Trước đây là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, bây giờ là dân thường, chắc chẳng ai có thể chịu nổi sự thay đổi này. Tiểu Tần, bây giờ cháu làm công việc gì? Tần Lâm nói, bây giờ cháu làm bác sĩ. Ồ, bác sĩ hả, cũng được đấy, dựa vào tay nghề để kiếm cơm, một tháng kiểu gì cũng phải kiếm được 7-8.000 tệ nhỉ. Tần Lâm không biết trả lời câu hỏi này thế nào, anh chỉ cười trừ. Trước mắt Tần Lâm cũng không kiếm tiền dựa vào việc khám chữa bệnh, bởi vì tài sản mà anh tích góp 10 năm qua đã nhiều đến mức tiêu không hết, nói một cách không hề khoa trương thì tiền đối với anh chỉ là một con số mà thôi. Nếu như Tần Lâm thực sự muốn kiếm tiền dựa vào việc khám chữa bệnh, thu nhập mấy trăm triệu một năm chắc chắn không thành vấn đề. Chuyên điều trị các loại bệnh khó chữa, rất nhiều người nhà giàu mắc phải. Chỉ có điều Tần Lâm không kiếm tiền dựa vào việc này, dùng đông y để chữa bệnh cho người dân, đây mới là giấc mơ lớn nhất của người làm nghề y. Nhưng trong mắt Phúc Hiểu Phong việc Tần Lâm ngừng ngắt lại là biểu hiện của sự tự ti. Phúc Hiểu Phong vắt chéo chân, ra vẻ hơn người, cười ha ha nói. Cũng không có gì phải mất mặt. Dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm miếng cơm, cháu xem bác sĩ riêng của nhà chú cũng kiếm được khá nhiều đấy,
một tháng chú cho ông ta 50.000 tệ tiền lương, sau này y thuật của cháu cao siêu rồi cũng sẽ có thu nhập cao như thế. Nói xong, một người đàn ông trung niên xuất hiện phía sau người Phúc Hiểu Phong, ông ta đeo kính, mặc bộ quần áo bình thường, nho nhã lịch sự. Tổng Giám đốc Phúc, vị này là... Phúc Hiểu Phong giới thiệu, đây là Tần Lâm, trước đây là đại thiếu gia của nhà họ Tần ở Đông Hải, bây giờ cũng làm bác sĩ giống ông, có cơ hội thì ông hãy chỉ bảo cậu ấy, chúng tôi cũng được xem là bạn bè. Chuyện đề cử. Trước đây nhà họ Phúc luôn nói với người ngoài rằng mình là bạn tốt của nhà họ Tần, bây giờ nhà họ Tần không còn nữa, Phúc Hiểu Phong lại nói là cũng được xem là bạn bè, mặc dù chỉ thay đổi một chút trong cách dùng từ nhưng cũng có thể thấy rõ sự khác biệt trong cách đối xử của nhà họ Phúc. Tên bác sĩ tư nhân đó liếc nhìn Tần Lâm rồi lạnh lùng nói. Cũng là bác sĩ đông y sao? Vậy còn lâu, bây giờ bác sĩ đông y nhất định phải có kinh nghiệm dày dặn, người trẻ tuổi giống như cậu có thể duy trì kế sinh nhai đã là tốt lắm rồi, bây giờ đang nằm ở giai đoạn học tập củng cố kiến thức, đừng có với cao, cậu chưa đủ trình làm bác sĩ tư nhân đâu. Tầm tuổi như cậu nếu như học cao lên thì có khả năng được vào trong những bệnh viện lớn để rèn luyện, nên học hỏi những tiền bối như tôi nhiều hơn. Bác sĩ tư nhân là một đầu ra rất tốt, nhất định phải tự mình đảm đương riêng một mảng, không chỉ biết vài phương thuốc chữa bệnh cảm cúm là có thể làm bác sĩ tư nhân được. Tần Lâm cau mày, có chút cạn lời với những lý luận của người đàn ông trước mắt. Nói những chuyện khác thì Tần Lâm có thể nhịn, nhưng nói đến y học anh nhất định phải bảo vệ quan điểm của mình. Y học không phân chia bằng tuổi tác, mức độ nắm vững nền tảng, chất lượng cao thấp trong quá trình chẩn đoán, có thầy giỏi chỉ bảo. Sự cố gắng và thiên phú, tất cả đều là nhân tố quyết định y thuật của một người. Nếu chỉ dựa vào tuổi tác để quyết định y thuật, thế chẳng phải tất cả người già đều trở thành chuyên gia về y thuật sao? Lời nói của Tần Lâm khiến ông bác sĩ tư nhân đó cau mày lại, bực mình trừng mắt. Cậu đúng là tranh cãi vô lý. Ai nói chỉ phân định bằng tuổi tác chứ? Tôi nói là trong cùng một môi trường, tuổi càng cao nhất định y thuật sẽ càng lợi hại. Sao nào, cậu không phục à? Tần Lâm cười nhạt, không phải là không phục, tôi chỉ cảm thấy lý luận của ông có vấn đề, nếu cứ tiếp tục như thế này, ông rất khó tiến bộ được. Y thuật nhất định phải theo đuổi sự tỉ mỉ kỹ càng, đã giỏi lại muốn giỏi hơn, trình độ càng cao thì càng phải học hỏi để tiến bộ. Bởi vì thời gian tiến bộ có hạn nên rất khó đi lên, 10 năm đầu có thể khiến một người từ trình độ sơ cấp lên trung cấp, nhưng nếu muốn từ trình độ trung cấp lên cao cấp, có thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc đạt được. Lý do Tần Lâm có thể tiến bộ nhanh, chỉ cần 10 năm đã đạt được mức độ đỉnh cao như thế ngoại trừ nhờ thiên phú và sự nỗ lực ra, chủ yếu là cho có thầy giỏi chỉ bảo. Bởi vì trình độ của Diệp Hiên Viên cao hơn Tần Lâm lúc đầu rất nhiều, thế nên sự tiến bộ của anh không có sự gián đoạn nào, bất cứ lúc nào Diệp Hiên Viên cũng có thể dạy bảo cho anh, chỉ cần có vấn đề là giải quyết được ngay. Điều kiện tiên quyết này không phải ai cũng có. Vì thế Tần Lâm tiến bộ một cách nhanh chóng. Không ai có thể so sánh được. Nếu như có suy nghĩ giống như ông ta, cảm thấy chỉ cần lớn tuổi thì y thuật sẽ trở nên cao siêu, đúng thật là vô lý. Lười học hỏi sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, đến năm 60 tuổi, mặc dù trông có vẻ tuổi tác không còn nhỏ, nhưng y thuật chẳng khác gì lúc 3-40 tuổi. Nghe Tần Lâm nói, tên bác sĩ tư nhân cau mày lại, lạnh lùng nói. Hừ, tên oát con như cậu mà cũng dám dạy dỗ tôi sao? Lưu Đại Phúc tôi hành nghề y bao nhiêu năm nay mà chưa từng gặp ai hống hách như cậu. Không biết cậu lấy đâu ra sự dũng cảm đó, cậu cảm thấy y thuật của mình lợi hại lắm à? Có muốn so tài không? Phúc Hiểu Phong và Phúc Nhung Nhung ngồi bên cạnh, thích thú nhìn cảnh tượng này. Tên Tần Lâm đúng là biết ra vẻ, chẳng có bản lĩnh gì mà lại dám khiêu chiến với Lưu Đại Phúc. Mặc dù Lưu Đại Phúc không phải bậc thầy đông y nhưng cũng là danh y có tiếng tăm lừng lẫy. Chuyên gia nổi tiếng toàn quốc, giỏi mọi lĩnh vực. Nếu không nhà họ Phúc cũng không thể nào mời ông ta đến làm bác sĩ riêng được. Nếu Tần Lâm không biết điều vậy thì đả kích anh một trận, để anh biết được sự cao thấp. Tần Lâm cười khẩy, được, ông nói đi. Lưu Đại Phúc chỉ vào bảo mẫu ở phía sau mình, bà ấy tầm 40 tuổi, trông hiền lành chân chất, đang lau sàn. Chị Vương là bảo mẫu, dạo gần đây không được khỏe, hay là chúng ta cùng khám cho bà ấy đi. Tần Lâm nhìn chị Vương rồi gật đầu. Được. Chị Vương đến đây ngồi đi, chúng tôi chữa bệnh cho chị. Chị Vương sững sờ, có chút khó xử, vội đặt cây lau nhà xuống, lau lau tay rồi tiến đến, bà ấy cũng không dám ngồi, chỉ đứng trong phòng khách.
Tần Lâm nói, dì ngồi đi, bắt mạch sẽ tiện hơn. Chị Vương vẫn không dám ngồi, xem ra ngày thường người nhà họ Phúc khá khắt khe với bà ấy. Phúc Hiểu Phong gật đầu, bảo cô ngồi thì cô ngồi đi. Vâng, lúc này chị Vương mới ngồi xuống. Tần Lâm và Lưu Đại Phúc ngồi bên cạnh chị Vương, mỗi người bắt mạch một tay. Nói xem dạo gần đây dì có chỗ nào không được khỏe không, Tần Lâm hỏi một câu. Lưu Đại Phúc cười khẩy, xem bệnh chứ không phải hỏi bệnh, nếu người bệnh có thể kể lại rõ ràng triệu chứng thì bắt mạch làm gì nữa. Vừa nhìn là biết cậu không có kiến thức chuyên môn, không tự tin sao, ha ha. Tần Lâm bất lực lắc đầu chẳng nói gì, tên Lưu Đại Phúc này đúng là biết ra vẻ. Đông y chú trọng đến tứ chẩn bao gồm nhìn, nghe, hỏi, sờ, trong đó hỏi là một bước vô cùng quan trọng. Lý do rất nhiều người bệnh đều từ chối hội chẩn chủ yếu là bởi vì có nhiều bác sĩ không đủ chuyên môn thế nên mới đưa ra chẩn đoán và điều trị một cách qua loa, không chính xác. Chỉ hội chẩn không bắt mạch. Nếu như người bệnh miêu tả sai tình trạng bệnh của mình, sẽ dẫn đến việc phát hiện muộn bệnh tình hoặc là chữa trị sai phương hướng. Chỉ hội chẩn là sai. Không hội chẩn cũng sai. Làm gì có kiểu điều trị là bắt mạch ngay, không hỏi người bệnh thấy khó chịu ở chỗ nào chứ. Chị Vương nói, gần đây bụng dưới của tôi hơi đau chướng, mỗi lần đi vệ sinh cứ như kim châm vậy, vì thế bây giờ cho dù uống nhiều nước, không dám đi vệ sinh nhưng vẫn ngày càng đau. Sau khi nói xong, hai người đều trầm mặc, im lặng bắt mạch. Vài phút sau, hai người đổi vị trí, đổi tay. Sau khi bắt mạch tay trái và tay phải cho chị Vương, Lưu Đại Phúc tự tin nói. Chị mắc bệnh phụ khoa, đường tiết niệu bị nhiễm trùng, nếu đúng ra là tôi phải khám bệnh cho chị, nhưng tôi là bác sĩ nam, không được tiện lắm, vậy nên tôi chỉ có thể kê thuốc uống cho chị. Chị đến bệnh viện phụ khoa để người ta khử trùng cho chị, xử lý một chút là được. Chị Vương vội gật đầu, đây là bác sĩ riêng của nhà họ Phúc đấy, nếu bình thường đi khám bệnh. Sao bà ấy có thể tìm được bác sĩ nổi tiếng thế này chứ, đến khám ở phòng khám nhỏ là tốt lắm rồi. Hôm nay may mắn được Lưu Đại Phúc khám bệnh cho, bà ấy cảm thấy rất vui mừng. Lưu Đại Phúc gật đầu rất hài lòng với biểu cảm của chị Vương, ông ta liền lấy giấy bút để viết đơn thuốc. Nhìn thấy chữ đầu tiên mà ông ta viết, Tần Lâm cười khẩy. Đơn thuốc cắt căn không phù hợp với bà ấy đâu. Lưu Đại Phúc cau mày lại. Mới viết một chữ mà Tần Lâm đã biết ông ta định kê đơn thuốc cắt căn. Không ngờ rằng anh cũng biết phương thuốc này. Cậu thì hiểu cái gì chứ, đơn cắt căn là thuốc chữa đúng bệnh, hơn nữa dược tính dịu nhẹ, rất có lợi đối với nữ giới, không phù hợp với đơn cắt căn. Vậy cậu kê đơn thuốc nào? Tần Lâm nói, nếu là tôi sẽ kê đơn thuốc xài hồ. Lưu Đại Phúc sững sờ, sau đó phá lên cười. Đơn thuốc xài hồ, ha ha ha, cậu đúng là biết đùa. Cậu không biết xài hồ có tác dụng phụ sao? Bây giờ nước ta đã có lệnh cấm dụng xài hồ trong thuốc dành cho trẻ em, còn người trưởng thành cũng nên hạn chế sử dụng. Xét về mặt lý luận, tốt nhất không nên uống loại thuốc đông y mạnh như xài hồ, chị Vương lớn tuổi như thế, hơn nữa còn là nữ giới, cậu lại kê đơn xài hồ cho bà ấy, đây chẳng phải cậu chỉ nghĩ đến hiệu quả của thuốc mà không tính đến hậu quả sao? Người như cậu mà cũng tự xưng là bác sĩ sao? Ha ha! Tuổi trẻ phải khiêm tốn mới phải, học nhiều mới là điều quan trọng nhất. Lưu Đại Phúc giống như nắm được thóp của Tần Lâm, ông ta liền giảng giải một thôi một hồi, như thể Tần Lâm phạm phải sai lầm rất lớn vậy. Phúc Hiểu Phong và Phúc Nhung Nhung cũng cười khẩy, thích thú nhìn cảnh tượng này, thấy Tần Lâm bị người khác giáo huấn một trận, trong lòng họ cảm thấy rất sung sướng. Còn Tần Lâm lại cười mỉa mai. Công dụng của cắt căn và xài hồ không cần ông giảng dạy tôi cũng rõ. Nhưng điều ông không biết đó là đường tiết niệu của chị Vương bị nhiễm trùng chỉ là biến chứng, bệnh thực sự là viêm túi mật. Lưu Đại Phúc nghe thấy thế liền cau mày lại. Không thể nào. Nếu như là viêm túi mật, người bệnh chắc chắn sẽ đau lưng, nhưng bà ấy không có nói đến. Triệu chứng của bệnh viêm túi mật rất rõ ràng, người mắc bệnh này sẽ bị đau lưng ở mức độ khác nhau, khi khám hội chẩn bệnh nhân không thể không nói. Tần Lâm cười khẩy, ông đúng là biết đùa. Lúc nãy tôi hội chẩn, ông nói hội chẩn không cần thiết với một người bác sĩ giỏi, nhưng ông lại tin tưởng hoàn toàn vào hội chẩn, chị Vương không nói đau lưng là ông cho rằng túi mật của bà ấy không có vấn đề gì sao. Theo tôi suy đoán, chị Vương thường xuyên làm việc nhà nên cũng hay đau lưng, vì thế cho dù bị viêm túi mật thì bà ấy cũng chỉ cho rằng đau lưng do làm nội trợ lau sàn nhiều. Bây giờ dì ấn thử vào phần lưng đi.
Chị Vương dùng lực vòng tay ra sau dùng lực ấn một cái. Ây dô! Chị Vương liền kêu lên, mặc dù chỉ ấn nhẹ nhưng cảm thấy rất đau. Còn vị trí mà chị Vương ấn đó là vị trí của túi mật. Mặt Lưu Đại Phúc trở nên khó coi, lẽ nào thực sự là viêm túi mật sao? Vị trí mà chị Vương ấn vào chính là vị trí viêm túi mật. Nhưng Lưu Đại Phúc lại không khám ra bệnh. Viêm túi mật là một căn bệnh đơn giản, nhưng ông ta lại không khám ra được, thế nên liền không giữ được bình tĩnh. Lưu Đại Phúc nghiến răng nghiến lợi, cắn lưỡi nói. Viêm túi mật không hề liên quan gì đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Thực ra Lưu Đại Phúc muốn nói rằng nhiễm trùng đường tiết niệu chính là nhiễm trùng đường tiết niệu, còn viêm túi mật là viêm túi mật. Chị Vương này mắc hai chứng bệnh, còn Lưu Đại Phúc chỉ chẩn đoán ra một căn bệnh, đây không phải là chẩn đoán sai mà là thiếu sót. Tần Lâm cười khẩy, không có quan hệ sao? Ông và tôi đều biết là viêm túi mật sẽ dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu, đây là mối liên hệ không thể tránh khỏi, ông không cần phải tự tạo đường lui cho mình đâu. Hơn nữa, ông cũng nên biết rằng, tuy cát căn không có tác dụng phụ nhưng dược tính lại nóng, mà viêm túi mật kỵ nhất là nóng, một khi đã sử dụng canh cát căn, không những không thể khỏi được bệnh viêm đường tiết niệu mà còn làm tình trạng viêm túi mật nghiêm trọng hơn. Người như ông cũng dám làm bác sĩ riêng sao? Ông đúng là một tên lang băm mà. Sắc mặt Lưu Đại Phúc đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, tùy theo lời nói của Tần Lâm mà lúc đỏ lúc trắng bệch. Cậu ăn nói hàm hồ. Bất kỳ ai cũng có thể thấy được lúc này Lưu Đại Phúc đang cãi chảy cãi cối, ông ta bị Tần Lâm nói đến mức thẹn quá hóa giận. Phúc Hiểu Phong cau mày, sắc mặt lộ vẻ không vui. Bỏ ra mấy chục nghìn một tháng cho bác sĩ riêng, kết quả lại có trình độ như thế này sao? Thậm chí còn không bằng một thằng nhóc hai chục tuổi đầu, thật khiến người khác không biết nói gì. Lưu Đại Phúc, ông bị đuổi việc rồi. Sắc mặt Lưu Đại Phúc thay đổi, nhanh chóng nói. Chủ tịch Phúc, ông đừng nghe cậu ta nói nhảm, kết quả chẩn đoán vừa rồi đúng là lỗi của tôi, nhưng không phải do tôi không giỏi y thuật, lúc nãy là do tôi quá tùy ý nên mới làm bừa mà thôi. Dù gì chị Vương cũng là một bảo mẫu, thân phận cũng không đủ danh giá. Tôi là bác sĩ riêng của nhà họ Phúc nên phải coi trọng ông hơn mới phải, những người khác tôi chỉ khám bừa mà thôi. Nghe Lưu Đại Phúc nói xong, trong lòng chị Vương cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng đúng là như vậy. Lưu Đại Phúc là bác sĩ riêng của nhà họ Phúc, bà chỉ là một bảo mẫu, làm gì có đủ tư cách để cho người ta khám bệnh chứ? Phúc Hiểu Phong cau mày, cảm thấy những gì Lưu Đại Phúc nói cũng có lý, dù sao bà ấy cũng chỉ là một bảo mẫu. Làm sao bác sĩ có thể khám một cách cẩn thận được chứ? Hơn nữa, Lưu Đại Phúc này chắc cũng có chút bản lĩnh gì đó, lúc trước ông ta đã chữa khỏi cho không ít người trong gia đình, trình độ chắc chắn không tệ, cho nên cũng không hẳn là lang băm. Nhìn thấy Phúc Hiểu Phong thở dài một hơi, Lưu Đại Phúc liền vội vàng nói. Ông quên rồi sao, tôi còn khám bệnh cho tiểu thư, không phải bệnh tình của cô Phúc đã hồi phục rồi sao? Sắc mặt Phúc Nhung Nhung hơi thay đổi, sau đó gật đầu. Phúc Hiểu Phong cũng im lặng một lúc rồi nói. Đúng vậy, gần đây Nhung Nhung có chút không khỏe, ông giúp con bé khám thử xem. Lưu Đại Phúc suy nghĩ một hồi rồi nói, sức khỏe của cô Phúc quả là có vấn đề, nếu kinh nguyệt đến quá trễ sẽ làm mất sức và máu, vậy nên cần phải điều dưỡng trước một chút. Tần Lâm nghe xong liền cười khẩy. Bác sĩ Lưu học y ở đâu vậy, nếu kinh nguyệt mãi không đến thì chẳng phải sẽ nghi ngờ có thai hay sao? Sắc mặt Phúc Nhung Nhung đột nhiên thay đổi khi nghe xong Tần Lâm nói, sau đó đứng dậy chỉ vào anh. Anh ăn nói bậy bạ gì đó. Đây là câu đầu tiên Phúc Nhung Nhung nói từ lúc Tần Lâm bước vào. Từ trước khi anh bước vào, Phúc Nhung Nhung đã luôn quan sát anh với vẻ lạnh lùng, cũng không tự giới thiệu bản thân, cô ta sợ rằng Tần Lâm sẽ có suy nghĩ vượt quá giới hạn. Nhưng điều khiến cho Phúc Nhung Nhung kinh ngạc, đó là từ đầu đến cuối Tần Lâm còn không thèm nhìn cô ta. Cảm thấy cô ta giống hệt như một khúc gỗ vậy. Phúc Nhung Nhung có thể được coi là một bạch phú mỹ điển hình, nhưng lại không có sức hấp dẫn với Tần Lâm sao? Cô ta nghi ngờ Tần Lâm vẫn đang cố giữ bình tĩnh, trong lòng anh hận không thể lén nhìn cô ta lấy một cái. Phúc Hiểu Phong nhân cơ hội này, liền giới thiệu. Tiểu Tần, đây là con gái chú, Phúc Nhung Nhung. Phúc Hiểu Phong dừng lại một lúc, vốn định nói đây là vị hôn thê của cháu. Nhưng lời ra đến miệng lại không thể nào thốt ra được, vẫn cảm thấy có gì đó bất tiện. Phúc Nhung Nhung thật sự vô cùng tức giận, cô ta là thiên kim nhà giàu, Tần Lâm nói như thế chẳng khác nào đang làm nhục cô ta.
Tần Lâm nhìn sơ qua rồi gật đầu, thì ra cô là Phúc Nhung Nhung. Là một bác sĩ, phải có phán đoán của mình, không nên vì lý do từ chối của bệnh nhân mà đoán bừa. Nếu như chậm kinh thì việc đầu tiên nghĩ đến sẽ là có thai, nếu không phải có thai thì sẽ suy đoán đến nguyên nhân khác, cô căng thẳng làm gì chứ? Phúc Nhung Nhung trừng mắt nhìn Tần Lâm, nhưng không thốt nên lời. Chuyện này vốn cũng không sai, nếu kinh nguyệt không đến thì có thai sẽ là việc đầu tiên bị nghi ngờ, còn nếu không có thì cứ làm sáng tỏ là được. Bởi vì Phúc Nhung Nhung quá nhạy cảm nên mới nổi cơn điên. Lưu Đại Phúc hừ lạnh một tiếng, cô Phúc là nhân vật như thế nào chứ? Một người thuần khiết như ngọc thế kia, còn chưa có bạn trai, làm sao có thể mang thai? Cũng chỉ có kiểu háo sắc như cậu mới có ý nghĩ đó thôi. Cô Phúc chỉ thiếu máu mà thôi, chỉ cần bồi bổ bằng cách làm ấm và tẩm bổ là được, các vị thuốc như câu kỳ tử, táo tàu, đường nâu. Dùng trong 7 ngày sẽ thấy tác dụng. Tần Lâm nghe xong, đột nhiên cười khẩy. Lúc trước tôi nói ông là lang băm, cảm thấy có chút oan ức cho ông rồi, bây giờ xem ra ông mới thật sự là lang băm. Lưu Đại Phúc trợn trừng mắt, cậu nói ai là lang băm? Hỗn láo! Phúc Nhung Nhung cũng nhíu mày, đúng thế, anh dựa vào cái gì mà nói bác sĩ Lưu là lang băm? Tôi bị thiếu máu thì phải tẩm bổ chứ sao? Hay anh cho rằng tôi bồi bổ không được? Tần Lâm bất lực lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy tính tình cô cáu gắt như vậy, chắc chắn không phải thiếu máu, mà là do can hỏa, nếu như can hỏa mà còn bồi bổ thì chẳng phải tìm đường chết sao? Hơn nữa, kỳ kinh nguyệt của cô lại đến chậm, chưa chắc đã liên quan đến chuyện này, đương nhiên tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi, nếu cô vẫn muốn tin ông ta thì cũng không liên quan gì đến tôi. Thái độ Phúc Nhung Nhung lúc này vẫn bình thường, Tần Lâm cũng chẳng thèm để ý tới, lúc nãy anh khám cho chị Vương gì đó cũng là tự nguyện mà thôi. Con Phúc Nhung Nhung này cũng không mấy tốt đẹp gì cho cam, nên Tần Lâm mới chẳng thèm quan tâm cô ta. Nghe xong, Phúc Hiểu Phong liền cau mày. Tiểu Tần, hay là cháu cũng bắt mạch cho Nhung Nhung thử xem, hai bác sĩ cùng khám, nói không chừng sẽ cùng có một đáp án thống nhất. Kỳ kinh nguyệt của Phúc Nhung Nhung bị rối loạn, đương nhiên người làm bố cũng sẽ có phần lo lắng, vậy nên cứ chẩn đoán càng sớm càng tốt. Phúc Nhung Nhung cau mày, có chút không tự nguyện. Hơn nữa cô ta cũng không tin Tần Lâm, nhưng vừa rồi thấy anh khám cho chị Vương vô cùng chính xác, nên Phúc Nhung Nhung có hơi do dự, sau đó vẫn ngồi bên cạnh Tần Lâm, đưa tay ra. Vì nể mặt của Phúc Hiểu Phong, nên Tần Lâm mới bắt mạch cho cô ta. Ngay khi ngón tay chạm vào cổ tay của Phúc Nhung Nhung, cô ta chợt nhíu mày, rõ ràng có chút chán ghét nhưng cũng không che giấu. Tần Lâm dùng 3 ngón tay để bắt mạch, 10 giây sau mới thả ra, nhẹ giọng nói. Đúng như tôi nói lúc nãy, trong người bị can hỏa lại hay suy nghĩ, hơn nữa gần đây cô cũng hay sợ hãi, phải điều chỉnh một chút, vài hôm nữa sẽ đỡ hơn, không cần điều trị y tế. Phúc Nhung Nhung sửng sốt, Tần Lâm nói như vậy, hình như cũng có lý. Mấy ngày nay Phúc Nhung Nhung đã gặp phải khủng hoảng, quả thực đã vô cùng sợ hãi, vì can hỏa nên rất dễ nổi nóng. Hơn nữa, Phúc Nhung Nhung cũng suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần gặp phải chuyện gì đều suy nghĩ rất lâu. Gần đây còn vì chuyện kết hôn với Tần Lâm nên không thiết đến việc ăn uống gì cả, lại còn thường xuyên mất ngủ. Hôm nay vấn đề đã được giải quyết rồi, chỉ còn lại việc Tần Lâm từ chối làm rể là được, mai mốt nói không chừng sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghe thấy Tần Lâm nói như vậy, Lưu Đại Phúc có hơi không nhịn được nữa. Cậu có ý gì vậy, 2 ngày sau cô ấy sẽ tự khỏi. Cậu bảo việc tôi chữa trị không có tác dụng gì à? Sắc mặt Lưu Đại Phúc vô cùng khó coi, lời Tần Lâm nói thực sự quá đáng, ông ta khám bệnh cho Phúc Nhung Nhung, kết quả Tần Lâm lại nói không có tác dụng gì. Đây chẳng phải bảo ông ta đang lừa gạt nhà họ Phúc sao? Thằng nhãi, cậu nói chuyện phải có chừng có mực, đừng cho rằng có thể khám được chút bệnh vặt, chó ngáp phải ruồi gặp đúng chứng bệnh biết chữa thì đã là đại sư. Khám bệnh còn cần kinh nghiệm lâm sàng, còn cần sự từng trải, phương diện này cậu còn thiếu nhiều lắm. Lưu Đại Phúc có hơi tức giận, sau khi Tần Lâm đi vào, 2 lần liên tiếp không nể mặt ông ta rồi, khiến ông ta mất hết mặt mũi, mà trong căn phòng này, rõ ràng ông ta mới là bác sĩ có quyền uy nhất. Lưu Đại Phúc đi qua, vừa định nói, đột nhiên mắt tối sầm lại, bước chân loạng choang, ngã về phía sau. Bộp một tiếng, Lưu Đại Phúc ngã xuống sofa, ánh mắt mờ mịt, giống như bị ngất đi trong thời gian ngắn vậy, mấy giây sau mới tỉnh lại, mở mắt ra. Hai mắt mờ mịt. Phúc Hiểu Phong hỏi, bác sĩ Lưu có làm sao không?
Lưu Đại Phúc lắc đầu, không sao, không sao, vừa nãy hơi đau đầu. Nói xong, Lưu Đại Phúc vẫn nhíu mày, bóp bóp sống mũi. Không chỉ hơi đau đầu mà trán của ông ấy cũng đau xót kinh khủng. Ngoại trừ cơn đau đầu ra, còn đi kèm với chóng mặt, hôm nay cơn chóng mặt này khiến Lưu Đại Phúc rất khó chịu, mắt ông ta tối sầm đi lại chìm vào hôn mê. Phúc Hiểu Phong hỏi, hay là để Tiểu Tần khám cho ông? Phúc Hiểu Phong không biết như thế, đột nhiên nói ra câu này khiến sắc mặt Lưu Đại Phúc thay đổi. Không được, có chết cũng không để cậu ta khám, cậu ta thì có bản lĩnh gì mà khám bệnh được cho tôi chứ? Hừ, Phúc Hiểu Phong nói, đã là bác sĩ thì không thể tự chữa bệnh cho mình, ông cũng không thể tự khám cho mình, dù sao Tiểu Tần cũng là bác sĩ thì hai người cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Tiểu Tần, nể mặt chú, cháu khám giúp ông ấy được không? Tần Lâm gật đầu, cũng nể mặt Phúc Hiểu Phong. Đi đến trước mặt Lưu Đại Phúc, bắt mạch cho ông ta. Lưu Đại Phúc đau đầu vô cùng, giả bộ từ chối nhưng cũng không phản kháng, nhíu mày nhắm mắt lại. Tần Lâm bắt mạch trong phút chốc rồi nói. Đau nửa đầu. Lưu Đại Phúc liền mở mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, vớ vẩn, tôi không hề bị đau nửa đầu thì sẽ bị đau đầu hoặc chóng mặt, tôi bị đau đầu xen thêm những cơn chóng mặt, không thể nào là đau nửa đầu được. Tần Lâm nghe thấy vậy, lạnh lùng cười. Phiến diện quá. Kiến thức đông y của ông quá phiến diện, chỉ biết mỗi kiến thức trên sách vở. Trong quyển Hoa Đại Y Kinh đã từng ghi chép, đau nửa đầu khi thì chóng mặt khi thì đau đầu, không có chuyện hai chứng bệnh này phát tác cùng lúc. Vậy nên sau này người đời sau mới cho rằng chóng mặt cộng thêm đau đầu thì không phải là đau nửa đầu. Nhưng trên thực tế thì lúc đó, cho dù là thần y Hoa Đà thì cũng chưa gặp đủ người bệnh bị đau nửa đầu, chắc chỉ mới khám cho khoảng hơn 100 người. Ít người bệnh như vậy, không thể ra tổng kết được quy luật một cách chuẩn xác. Hiện nay cùng với sự phát triển của y thuật, chúng ta có thể chứng minh được. Trong số những người mắc bệnh đau nửa đầu, có 20% vừa đau đầu vừa chóng mặt. Vừa nãy tôi mới bắt mạch cho ông, phát hiện ra ông Hoa Hỏa Tùng Phong, Hiệp Đàm, Hiệp Hỏa, Thượng Thoán Điên Đỉnh, Hoành Thoán Tinh Túy, Bế Tắc Thanh Khiếu nên mới đột nhiên bị ngất đi. Vậy nên, có phải ông từng uống canh quế chi không? Lưu Đại Phúc nhíu mày, có hơi không tin nổi mà nhìn Tần Lâm. Sao cậu biết? Tần Lâm nói, bựa lưỡi dày, mạch huyền nhiều. Âm hư đương nhiên là dấu vết của việc uống canh quế chi, ông cho rằng đây không phải đau nửa đầu nên chữa trị theo chứng bệnh khác, uống nhầm thuốc mới xảy ra chuyện ngất đi. Muốn chữa khỏi thì phải dừng uống canh quế chi, tôi sẽ kê cho ông một đơn thuốc, uống xong là sẽ đỡ hơn nhiều. Lưu Đại Phúc cảm thấy hơi mất mặt, không ngờ Tần Lâm lại lợi hại đến vậy, bệnh của ông ta bị nhiều năm rồi mà vẫn không rõ là bị sao. Hóa ra do bản thân quá cứng nhắc, quá tin tưởng vào Hoa Đào Y Kinh. Hoàn toàn không ngờ điều kiện chữa bệnh năm đó không cho phép những đại sư kia tiến hành tổng kết quy luật. Lưu Đại Phúc gật đầu, cảm ơn bác sĩ Tần. Từ thái độ không quan tâm coi thường lúc trước bây giờ đã quay ngoắt thành tôn kính. Cho dù không gọi Tần Lâm là đại sư nhưng ít nhất cũng coi trình độ của anh như đồng nghiệp cùng ngành. Nhưng cứ như vậy, bố con Phúc Hiểu Phong cảm thấy không hay nữa, bọn họ vốn muốn xem Tần Lâm mất mặt. Kết quả y thuật của Tần Lâm còn lợi hại hơn y thuật của bác sĩ tư nhân của bọn họ, không ngờ tên nhãi này lại có bản lĩnh ăn bát cơm này. Cũng khó trách, đứa trẻ nghèo thường trưởng thành sớm. Tần Lâm năm đó sau khi rời khỏi nhà họ Tần, cũng được coi là đứa trẻ nhà nghèo, 10 năm nay phải cố gắng tự nỗ lực, học hành khổ luyện mới có được nghề nghiệp, cũng được coi là có thể đứng vững trong xã hội. Thấy thế này, Phúc Hiểu Phong cũng khá yên tâm. Dẫu sao bây giờ Tần Lâm có thể tự lập thì cũng tốt. Không cần dựa dẫm vào nhà bọn họ. Sau khi tiễn Lưu Đại Phúc rời đi, phòng khách chỉ còn lại mấy người nhà họ Phúc, Phúc Hiểu Phong nói. Tiểu Tần à, chú biết mục đích lần này cháu đến đây, thế này đi. Nói xong, Phúc Hiểu Phong cầm một chiếc thẻ ra, đặt trước mặt Tần Lâm. Trong chiếc thẻ này có 3 triệu, đủ để cháu mua nhà mua xe và còn dư một khoản tiền để sống qua ngày, cháu cầm lấy đi. Tần Lâm sững sờ. Không ngờ Phúc Hiểu Phong lại đột ngột cho anh tiền. Tần Lâm còn đang muốn cho nhà họ Phúc tiền mà, một là để cảm ơn ơn cứu mạng bố mình năm đó, hai là để đền bù cho khoản từ hôn. Tần Lâm đến lần này là muốn từ chối liên hôn, cũng để từ hôn. Dù sao cũng khiến nhà họ Phúc mất mặt, hơn nữa Phúc Nhung Nhung vẫn luôn ngồi ở đây, anh ngại không dám nói thẳng, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Chú Phúc, chỗ tiền này.
Phúc Hiểu Phong nhíu mày, sao vậy, chê ít à? Thế này đi, chú cho cháu 5 triệu, với một người bình thường thì như này là khá nhiều rồi, chú hiểu cháu muốn ở rể nhà họ Phúc phải không? Nhưng nhà họ Phúc không muốn cho con rể ở rể, chúng ta không môn đăng hộ đối, cuộc hôn nhân này không thành được đâu. Phúc Nhung Nhung ngồi bên cạnh, vắt chéo hai chân, bày ra dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, mặt đầy vẻ ưu việt, nhìn Tần Lâm như con ruồi con muỗi thấp kém, ánh mắt đầy vẻ thương hại và khinh thường. Tần Lâm có hơi sững người, chú Phúc, không phải chú gọi cháu đến để kết hôn sao? Tần Lâm thực sự không hiểu, dì hai bảo rất rõ là nhà họ Phúc muốn Tần Lâm qua để kết hôn, làm theo hôn ước, vậy nên Tần Lâm mới đến tỉnh lỵ. Nếu như Phúc Hiểu Phong đã sớm bảo không cần kết hôn, không môn đăng hộ đối thì Tần Lâm cần gì phải đến đây một chuyến. Nhưng điều Tần Lâm nghi ngờ là trông Phúc Hiểu Phong có vẻ không vui lắm. Hình như sợ anh dựa dẫm vào nhà họ Phúc vậy. Phúc Hiểu Phong vội vàng lại lấy ra một tấm thẻ, đặt trước mặt Tần Lâm. 10 triệu. Đây là hạn mức cuối cùng rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cháu rồi, cầm 10 triệu này rồi hủy bỏ hôn ước, nếu không cháu sẽ không được đồng nào đâu. Vẻ mặt của Tần Lâm dần dần lạnh xuống. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng có cảm giác như mình bị chơi đùa vậy. Chú Phúc, cháu nói lại một lần nữa, cháu đến đây không vì tiền. Phúc Nhung Nhung nghe thấy vậy, vỗ bàn nói, không cần tiền. Tôi thấy anh không cần mặt mũi thì có. Theo như Phúc Nhung Nhung thấy, Tần Lâm không muốn tiền là vì muốn cố sống cố chết ở rể nhà bọn họ. Dù sao ở rể thì sau này không cần phải lo cơm ăn áo mặc, một bữa cơm no với ngày ngày ăn no thì cái nào hơn. Chắc anh cũng hiểu đạo lý này. Chỉ là Phúc Nhung Nhung vô cùng khó chịu, thân phận của anh xứng với thân phận đại tiểu thư nhà họ Phúc của cô ta sao? Phúc Nhung Nhung lạnh lùng hừ một tiếng, cô ta khó chịu dáng vẻ chiếm được lợi còn ra vẻ thản nhiên này của Tần Lâm. Nếu như anh muốn đến nhà cô ta ở rể thì rõ ràng phải cầu xin bọn họ. Cho dù cuối cùng có thành công không thì đều phải bày ra dáng vẻ cầu xin. Nhưng dáng vẻ lúc này của Tần Lâm rất bình tĩnh. Như anh mới là ông chủ vậy, hoàn toàn không có dáng vẻ cầu xin, khiến cho Phúc Nhung Nhung vô cùng khó chịu. Cô ta không ưa dáng vẻ vừa nghèo vừa ra vẻ này của anh, giả bộ cái gì mà giả bộ, anh nghĩ rằng mình còn là đại thiếu gia năm xưa ấy à? Tần Lâm nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo của Phúc Nhung Nhung. Phúc Hiểu Phong vội vàng giảng hòa, không muốn khiến cho sợ việc trở nên quá căng. Một khi vứt được Tần Lâm ra khỏi cửa thì sau này ra ngoài sẽ không ai có thể nói nhà họ Phúc bọn họ không có nghĩa khí mà bỏ đá xuống giếng được. Phúc Hiểu Phong nói, được rồi, đừng vội cãi nhau, chuyện này sau này hẵng bàn, bố Tiểu Tần lúc trước cũng là bạn thân với chú, hôm nay Tiểu Tần đến đây thì ở lại mấy ngày, chú sẽ tiếp đãi cháu tử tế, được rồi, chị Vương, chuẩn bị phòng khách cho Tiểu Tần. Bầu không khí khá căng thẳng, nếu như tiếp tục nói chuyện từ hôn thì sẽ khiến Tần Lâm khó chịu. Đến lúc đó lại đi đâu nói vớ nói vẩn thì không hay. Không bằng cứ mời anh ở lại mấy hôm, ban cho ân huệ, sau vài ngày ở lại thì từ từ nói. Tần Lâm mở miệng, muốn nói rõ mọi chuyện, có điều anh cũng thấy vậy, lần đầu gặp mặt mà đã nói chuyện từ hôn thì không hay lắm, đợi 2-3 ngày nữa nói cũng không muộn. Hơn nữa bây giờ nhà họ Phúc còn có nhiều chuyện phải xử lý, chuyện Đồng Phương Châu mặc dù đã được xử lý xong nhưng vẫn còn không ít kẻ thù. Tần Lâm đã dặn dò kỹ, mau xử lý nhanh Đồng Phương Châu, đợi xử lý xong rồi, Tần Lâm sẽ mở bài với bọn họ, dù sao trả xong nợ ân tình rồi, Tần Lâm cũng cần đưa ra yêu cầu. Sau khi phòng ngủ dành cho khách được sắp xếp xong cho Tần Lâm, anh liền vào phòng để nghỉ ngơi. Trong phòng khách, Phúc Nhung Nhung nhíu mày nói. Bố làm gì thế? Sao bố không nói thẳng với anh ta, bố bảo anh ta cút đi, chẳng nhẽ anh ta có thể dựa dẫm vào nhà chúng ta sao? Phúc Hiểu Phong nói, hai, dù sao cũng là con trai của bạn cũ, cũng đâu thể cứng nhắc quá được, thế này đi, tí nữa con ra ngoài chơi phải không, con đem theo cậu ta, để cho cậu ta xem ngày thường con tiếp xúc với loại người nào, để cậu ta biết con với cậu ta không cùng một đẳng cấp, cho cậu ta chết tâm. Phúc Nhung Nhung cạn lời, con không muốn đem theo anh ta. Được rồi, con đưa anh ta theo vậy. Phúc Nhung Nhung bất lực thở dài, cô ta không muốn đem theo cái tên nghèo rách này đi chơi. Có điều thấy lời bố mình nói cũng có lý, để Tần Lâm xem khoảng cách giữa bọn họ căn bản không thể đi cùng một con đường được. Như vậy biết đâu Tần Lâm sẽ hiểu ra, vì tự ti mặc cảm mà bỏ đi, như vậy mới tốt. Một lúc sau, Phúc Nhung Nhung gõ cửa phòng Tần Lâm.
Cốc cốc cốc. Tần Lâm mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phúc Nhung Nhung. Tí nữa đi quán ba với tôi. Nói xong, Phúc Nhung Nhung liền đi thẳng. Chỉ đến để thông báo cho Tần Lâm một tiếng, theo như cô ta thấy, Phúc Nhung Nhung cô ta là tiểu thư của đại gia tộc, có thể đi ra ngoài đi chơi cùng Tần Lâm là niềm vinh hạnh của Tần Lâm, chẳng nhẽ anh có thể từ chối chắc. Tuy nhiên Phúc Nhung Nhung vừa đi mấy bước liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tần Lâm. Không đi. Phúc Nhung Nhung sững sờ, bước chân dừng lại, kinh ngạc quay đầu lại, mặt tỏ vẻ cạn lời. Tên họ Tần kia, anh có phải không muốn nể mặt không? Câu này còn chưa nói ra, Phúc Hiểu Phong đã đi đến, trợn mắt nhìn cô ta. Ông ta nhìn Tần Lâm cười nói, tiểu Tần à, hai đứa còn trẻ nên có cùng chủ đề để nói chuyện, làm quen thêm mấy người bạn cũng tốt mà. Hơn nữa Nhung Nhung một mình đi ra ngoài buổi tối, chú cũng không yên tâm, cháu đi cùng nó được không? Tần Lâm nhíu mày, do dự một lúc rồi nói, được thôi. Nếu đã nói như vậy thì anh đi cùng một lần vậy, dù không muốn tụ họp ở mấy chỗ này, có điều chú Phúc đã mở lời rồi, chẳng nhẽ Tần Lâm lại không nể mặt. Tần Lâm đi phía sau Phúc Nhung Nhung. Phúc Nhung Nhung nhíu mày, nhìn thấy cách ăn mặc của Tần Lâm, liền hỏi. Anh mặc thế này à? Mặc thế này thì làm sao? Quần áo cũng Tần Lâm cũng là quần áo kiểu thoải mái loại hàng cao cấp, được đặt may. Mặc dù Tần Lâm không để ý mấy cái này, có điều Long Ích Huy rất giỏi về mặt này, vậy nên đặt may cho Tần Lâm mấy bộ quần áo, giá cả không hề rẻ, có điều trông khá khiêm tốn. May đo cẩn thận, cả bộ quần áo của Tần Lâm cũng phải 70-80 nghìn tệ, với dân thường mà nói thì quả là xa xỉ. Có điều trong mắt Phúc Nhung Nhung, bộ quần áo này của Tần Lâm quê quá, ăn mặc như vậy mà đi ba thì đúng là mất mặt. Thôi kệ đi. Tần Lâm quê hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô ta, bị người khác cười thì cũng mặc kệ. Đến cổng, Phúc Nhung Nhung lên con xe Audi R8 trước mặt rồi nói, biết lái xe không? Biết. Vậy anh lái đi. Phúc Nhung Nhung đưa chìa khóa cho Tần Lâm, bản thân thì giống như đại tiểu thư ngồi ghế phó lái. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, lên xe, khởi động xe, lái đến quán rượu. Trên đường Phúc Nhung Nhung vẫn luôn nghịch điện thoại. Liên lạc với mấy người bạn của cô ta, một lúc sau, khi sắp đến quán bar mới bỏ điện thoại xuống mà nói. Lần này chúng ta đến một quán bar khá cao cấp, không giống với mấy quán bar anh từng đi đâu, bên trong có rất nhiều thiên kim tiểu thư thiếu gia nhà giàu, anh tốt nhất đừng nói gì linh tinh đắc tội người khác. Theo như Phúc Nhung Nhung thấy, Tần Lâm 10 năm trước là thiếu gia nhà giàu, từng được sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, chỉ có điều với trình độ phát triển của xã hội. Cuộc sống tươi đẹp 10 năm trước đã khác hoàn toàn với bây giờ. Vậy nên mấy ký ức của Tần Lâm về cuộc sống của Phú Nhị Đại chỉ dừng ở 10 năm trước mà thôi, cô ta phải nhắc nhở một chút, để Tần Lâm khỏi bị mất mặt. Tần Lâm nghe xong, qua loa gật đầu nhưng chẳng thèm đáp lại. Phúc Nhung Nhung bực mình liếc mắt, trong lòng nghĩ không muốn nghe thì lượt, dù sao đến lúc mất mặt thì người mất mặt cũng là anh. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến cổng quán bar. Nhìn thấy một chiếc xe đẹp được lái qua, người gác cổng vội vàng tiến lên đón tiếp, giúp đỡ hướng dẫn đỗ xe. Sau đó, Tần Lâm và Phúc Nhung Nhung xuống xe, Tần Lâm liền đi thẳng đến quán rượu. Phúc Nhung Nhung há miệng, muốn gọi anh, kết quả anh đi vào mất rồi. Phúc Nhung Nhung cạn lời, tên Tần Lâm này nhà quê thế không biết, xuống xe mà không đưa ít tiền tip cho người gác cổng, kẻ nghèo đúng là không ăn khớp với xã hội thượng lưu mà. Phúc Nhung Nhung chỉ có thể lấy 100 tệ đưa cho người gác cổng nói cảm ơn. Đương nhiên Tần Lâm không phải không ăn khớp với xã hội thượng lưu, mà khi đến mấy nơi cao cấp thế này, anh cũng biết quy định như đưa ít tiền tip. Chỉ có điều, khi Tần Lâm đến mấy nơi như vậy, xung quanh toàn có người đi cùng, không phải bọn Đoàn Bảo Đông thì cũng là Mạnh Văn Cương, mấy thứ tiền tip như này đâu đến lượt Tần Lâm tự mình đưa. Anh chỉ là không có thói quen làm vậy mà thôi. Phúc Nhung Nhung tức anh ách đi vào trong quán bar, bảo Tần Lâm đi theo sau cô ta, hai người đi đến một khu ghế lô khá rộng rãi ở tầng 2. Bên trên ghế lô đã có một đám trai xinh gái đẹp ngồi, ăn mặc vô cùng sành điệu, nhìn là biết ngay là tiểu thư công tử có tiền, trên bàn bày một đống rượu cao cấp với một số món ăn vặt đơn giản. Nhìn thấy Phúc Nhung Nhung đến, một anh thanh niên đứng dậy, mặt mày tươi cười chào cô ta. Nhung Nhung, cậu đến rồi à? Tuy nhiên nhìn thấy Tần Lâm đi bên cạnh, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống. Anh là ai? Tần Lâm không trả lời, Phúc Nhung Nhung vội vàng giới thiệu anh. Đây là bạn tớ, Tần Lâm.
Mấy cô gái nhướng mày, ồ, hóa ra là Tần đại thiếu gia nổi tiếng người người đó hả? Tớ từng nghe nói, nhà họ Tần ở Đông Hải, năm đó là đại gia tộc vô cùng nổi tiếng, cùng cấp bậc với nhà họ Phúc, nhà họ Hải. Không sai, nhà họ Tần thực sự lợi hại, chỉ có điều bây giờ không còn nữa, Tần đại thiếu gia cũng trở thành người bình thường. Tự nhiên trở thành người bình thường như vậy, trong lòng chắc khó chịu lắm. Có thể chấp nhận được kết quả này không vậy? He he, không chấp nhận thì làm được gì? Đúng đó, gia đình xuống dốc, cũng chỉ có thể nhịn mà thôi, không chấp nhận thì làm được gì, đây chính là vận mệnh rồi. Không còn mệnh làm đại thiếu gia nữa. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận vấn đề này, trong lời nói mặc dù không công kích thẳng nhưng rõ ràng có chút khinh bỉ. Thực ra vừa nãy khi ở trên xe, Phúc Nhung Nhung đã nói tình hình cho mọi người trong nhóm Zalo, bọn họ đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tần Lâm có lai lịch thế nào, có quan hệ gì với Phúc Nhung Nhung, bọn họ biết hết từ lâu rồi. Hỏi vấn đề này chỉ là muốn khiến Tần Lâm mất mặt mà thôi. Sau khi mọi người nói xong, sắc mặt Tần Lâm chẳng hề thay đổi, ngược lại, còn bình tĩnh ngồi đó, Tần Lâm đã sớm không còn quan tâm đến đống lời rèm pha của thế giới bên ngoài rồi. Cái gì mà phú nhị đại, thiếu gia nhà giàu, mấy thứ này với Tần Lâm mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Bây giờ ai ai cũng tôn trọng thân phận của Tần Lâm, tiền tài cũng nhiều hơn mọi người, nhưng anh không hề vì vậy mà cảm thấy mình hơn người. Ngồi trong đám phú nhị đại, Tần Lâm trông có vẻ không ăn nhập, trầm mặc không nói gì. Những người khác chỉ chào hỏi vài câu, sau đó tự mình nói chuyện riêng. Tên thiếu gia nhà giàu nãy vừa đứng lên đột nhiên hỏi, Nhung Nhung. Đây chẳng phải vị hôn phu tương lai nghèo khó mà cậu từng nói sao? Phúc Nhung Nhung nhíu mày, đừng nói vớ vẩn. Mặc dù Phúc Nhung Nhung không thích Tần Lâm, nhưng nói xấu sau lưng người khác cũng không hay, vậy nên Phúc Nhung Nhung cảnh cáo anh ta một câu. Tên thiếu gia nhà giàu đứng dậy, cười nhạt. Ha ha, vậy là do tớ nói sai rồi nhỉ, tớ nhớ nhầm mất, không phải Nhung Nhung nói, không biết là ai nói nhỉ. Người anh em, làm quen chút đi, tôi họ Điền, Điền Vũ. Anh gọi tôi là Điền thiếu gia cũng được. Điền Vũ xông lên bắt tay với Tần Lâm, nở nụ cười khinh bỉ, cứ như Tần Lâm bắt tay với anh ta là niềm vinh dự của Tần Lâm lắm ấy. Tần Lâm lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì, mấy lời lúc nãy của Tần Lâm mặc dù không khiến Tần Lâm tức giận nhưng anh cũng không cần phải nể mặt anh ta. Hơn nữa mặc dù Tần Lâm tầm tuổi bọn họ nhưng trí tuệ, sự trưởng thành hoàn toàn không tương đương với đám người này, căn bản chẳng thể chơi cùng nhau. Điền Vũ nhíu mày, sao vậy, không nể mặt à? Ha ha, thôi vậy, từ một đại thiếu gia trở thành người thường, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không biết, được rồi, mọi người đi nhảy đi. Nói xong, đám Điền Vũ cùng đi lên sàn nhảy. Phúc Nhung Nhung cũng đi nhảy cùng bọn họ, chỉ có Tần Lâm ngồi lại ở ghế lô, nhìn đám nam nữ ồn ào náo nhiệt, ánh mắt không hề gợn sóng. Nhảy được một lúc, sàn nhảy đột nhiên có hơi hỗn loạn, hình như có ai đó cãi vã. Tần Lâm ngồi đó nhìn một lúc, hình như Phúc Nhung Nhung bị ai đó đùa giỡn. Điền Vũ lúc này đứng chắn trước mặt Phúc Nhung Nhung, nhìn tên đàn ông cao to trước mặt nói. Nhảy thì nhảy, đừng có động tay động chân, mày muốn chết đúng không? Tên đàn ông cao to cao hơn 1m8, cả người đầy cơ bắp, đeo dây chuyền vàng, trông không dễ dây vào. Nghe thấy lời Điền Vũ nói, người đàn ông cao to vẫy tay, nhạc ở quán ba lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn Điền Vũ và người đàn ông cao to đang đối đầu. Tên nhãi, mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Người đàn ông cao to mặt đầy vẻ khinh khỉnh, trơ tráo nói. Điền Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, mày là ai mà dám nói chuyện kiêu căng như vậy? Mày biết tao là ai không? Mày biết bố tao là ai không? Mày tôn trọng tao chút đi. Thực ra thân phận của Phúc Nhung Nhung không đơn giản, chỉ cần nói ra là người của nhà họ Phúc thì ít ai dám dây vào. Nhưng Điền Vũ muốn thể hiện bản thân, đương nhiên phải tỏ ra lợi hại. Người đàn ông cao to cười một tiếng, từ từ cởi áo ba lỗ ra, lộ ra một thân đầy cơ bắp, lại thêm hình xăm khắp bả vai vô cùng nổi bật. Một con rồng. Thường thì dám để lộ hình xăm thế này thì không phải loại đơn giản, không phải ai cũng có thể xăm con rồng trên vai, nếu như không phải đại ca một phương thì sẽ bị xử lý ngay. Điền Vũ nhìn thấy hình xăm này, cũng hơi hoảng. Trông có vẻ là đại ca nào đó không tầm thường, hơn nữa còn có vẻ như là dân giang hồ. Có điều đứng trước mặt phụ nữ, Điền Vũ vẫn không thể mất mặt được, phải nhắm mắt nhắm mũi nói. Có hình xăm thì giỏi lắm à,
Bố tao là chủ tịch của tập đoàn Điền Thị đấy, đã từng nghe đến tập đoàn Điền Thị chưa? Người đàn ông cao to cười khẩy, tao tưởng gì, hóa ra là cái công ty quèn của Điền Văn Quảng à. Gọi điện thoại cho bố mày, hỏi xem Điền Văn Quảng gặp tao có phải gọi một tiếng anh Hoa không, mày xem ông ta dám láo với tao không. Nghe thấy anh Hoa nói thẳng tên bố mình ra, hơn nữa còn chẳng hề kính nể, Điền Vũ hơi hoảng. Chẳng nhẽ anh Hoa này là loại người có máu mặt sao? Điền Vũ cười khẩy. Vậy mày đợi đấy. Nói xong liền kéo đám Phúc Nhung Nhung cùng mấy bạn học quay về khu ghế lô. Sau khi ngồi xuống, Điền Vũ an ủi mọi người. Không sao đâu, đừng sợ, chẳng qua chỉ là một tên côn đồ mà thôi, để tớ gọi cho bố tớ. Nói xong, Điền Vũ vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho Điền Văn Quảng. Alo, bố à, con mới đắc tội với một người ở quán ba tên là anh Hoa, bố quen gã không? Cái gì, anh Hoa, con có chắc là anh Hoa không? Trông như thế nào, Điền Văn Quảng lập tức lo lắng, giọng nói vô cùng dồn dập, giọng điệu khẩn trương. Vừa nghe thấy giọng điệu của bố mình, Điền Vũ nhíu mày, sắc mặt khó coi. Bố quen anh Hoa này à? Trông gã rất to, trên vai xăm một con rồng. Cái gì, Điền Văn Quảng suýt nữa hét lên, thực sự là anh Hoa. Mày điên rồi, sao mày đắc tội với anh Hoa được vậy? Anh Hoa là đại ca của Tây Thành, đừng bảo là mày. Cho dù có là tao gặp anh Hoa thì cũng không dám ăn to nói lớn, mày mau đi xin lỗi anh Hoa đi, chuyện còn có thể cứu vãn được, nếu không mày chết chắc. Điền Vũ không nghe lọt chữ nào mấy lời phía sau của bố mình, chỉ cảm thấy não mình ông lên một tiếng, không ngờ hôm nay lại đắc tội với một người có quyền lực ở quán bar. Sau khi cúp máy, mấy bạn học liền quan tâm mà hỏi. Sao rồi, Điền thiếu gia, bố cậu nói gì vậy? Điền Vũ ấp úng. Cũng không biết nên nói sao. Ha ha, bố tớ biết gã. Chỉ nói một câu, chỗ đằng sau không nói. Mấy bạn học yên tâm hẳn, nếu quen thì tốt, đúng là Điền thiếu gia của chúng ta quen biết nhiều, ở đâu quen đấy, nào, chúng ta uống rượu tiếp thôi. Khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên mười mấy người đi vào, ai cũng mặc áo cộc tay, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng dũng mãnh. Họ đi đến trước mặt anh Hoa lúc nãy. Anh Hoa đi ghế khu ghế lô, nhìn đống bia và hoa quả, cầm một chai bia lên, dùng ngón cái bật nắp chai bia. Bốp một tiếng, nắp chai bia được anh Hoa mở ra. Tay có lực như vậy, có thể thấy thủ đoạn của anh Hoa không phải là thứ người bình thường có thể làm được. Anh Hoa bưng chai bia lên, uống ửng ực hai ngụm, cười khẩy nói. Gọi điện thoại cho bố mày chưa? Sắc mặt Điền Vũ lập tức trở nên khó coi, đương nhiên anh ta đã gọi điện thoại rồi. Có điều kết quả không như anh ta hy vọng. Điền Vũ đứng dậy, cứng đầu nói. Bố tôi bảo, hai người là bạn bè, bảo tôi xin lỗi anh, chuyện ngày hôm nay, tôi có lỗi, mong anh Hoa có thể thông cảm. Thực ra ở trong lòng, Điền Vũ hận không thể quỳ xuống xin lỗi anh Hoa, nhưng dù sao có nhiều bạn bè đang ở đây đến vậy, nhiều người đang nhìn anh ta, đặc biệt là Phúc Nhung Nhung cũng đang ở đây, nếu làm vậy thì mất hết mặt mũi. Điền Vũ đã tỏ ra hối lỗi rồi. Về lý mà nói thì chỉ cần nể mặt bố anh ta một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Điền Vũ đã đánh giá cao vị thế của bố mình quá rồi, Điền Văn Quảng trước mặt anh Hoa hoàn toàn không có tí gì địa vị, trong mắt anh Hoa, ông ta chỉ là một thương nhân nhỏ mà thôi. Nghe xong, anh Hoa cười khẩy. Thông cảm, mày tỏ vẻ với tao ấy à, mày nói một câu thông cảm là xong ấy à. Mẹ kiếp, đùa anh Hoa tao vui lắm sao? Mẹ kiếp, nói xong. Anh Hoa ném chai bia lên bàn, mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Tất cả mọi người đều sợ giật mình, lùi về sau nửa bước, dựa vào ghế, sắc mặt khó coi. Sắc mặt Điền Vũ cũng tái nhợt, nhìn chai bia trên tay anh Hoa, hai chân mềm nhũn ra. Anh Hoa, tôi sai rồi, chuyện này phải xử lý thế nào đây? Anh Hoa cười khẩy, tính thế nào? Tao nói cho mày biết, hôm nay mấy người ở đây, có ai tính đấy, ai cũng không chạy được. Dám mắng anh Hoa tao, còn có con khốn này nữa, hôm nay không ngoan ngoãn lên giường với tao, ông đây giết chết hết bọn mày. Phúc Nhung Nhung nhíu mày, sắc mặt khó coi, nói. Tôi họ Phúc, Phúc trong nhà họ Phúc, anh đã nghe đến bao giờ chưa? Anh Hoa hừ lạnh một tiếng, nhà họ Phúc thì sao chứ? Bố mày có đến đây cũng không làm được gì đâu, ít nói vớ vẩn đi, ngoan ngoãn chút đi. Tần Lâm nhíu mày, từ nãy đến giờ anh không nói gì. Điền Vũ tự làm tự chịu,
nhưng còn Phúc Nhung Nhung thì Tần Lâm vẫn cần bảo vệ. Dù sao trước khi đi ra ngoài, Phúc Hiểu Phong đã nói rồi, một mình Phúc Nhung Nhung đi ra ngoài ông ta không yên tâm, bảo Tần Lâm đi theo để chăm sóc. Mặc dù Phúc Hiểu Phong khách khí thôi nhưng Tần Lâm cũng cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Nhìn thấy anh Hoa đi về phía Phúc Nhung Nhung, Tần Lâm từ từ đứng dậy. Người khác thì tùy, nhưng cô ấy thì không được động đến. Tần Lâm đứng lên ra mặt, đây là điều tất cả mọi người không ngờ đến. Ở đây có nhiều thiếu gia nhà giàu như thế, ngay cả Điền Vũ và Phúc Nhung Nhung còn không làm được gì, những người khác đương nhiên càng không dám, còn Tần Lâm này thì làm được gì chứ? Phúc Nhung Nhung nhíu mày, vội vàng kéo Tần Lâm lại, nói nhỏ với anh. Anh làm gì vậy? Anh điên rồi à? Anh biết mình là ai không đấy? Anh thì có bản lĩnh gì chứ? Anh mau ngồi xuống đi. Phúc Nhung Nhung nói xong, Điền Vũ cũng không vui, hung ác lườm Tần Lâm. Tên nhãi ra vẻ cái gì, anh nghĩ anh là ai? Anh dám nói chuyện với anh Hoa như thế, anh muốn chết à? Những bạn học khác cũng không vui, rõ ràng đều đang xin lỗi anh Hoa, tên nhãi này lại đứng dậy ra vẻ với anh Hoa, muốn làm liên lụy đến bọn họ à? Anh nghĩ mình còn là đại thiếu gia nhà họ Tần à? Anh chẳng qua chỉ là người thường, ở đây giả bộ cái gì, mau xin lỗi anh Hoa đi. Không sai, nếu không thì Phúc Nhung Nhung, cậu đâu còn tư cách ngồi cùng bọn tớ, mau quỳ xuống trước anh Hoa đi. Cậu đắc tội anh Hoa thì cậu tự đi mà xin lỗi, anh Hoa, chúng tôi không quen thân cô ta, chẳng hề quen biết luôn, chúng tôi chỉ là người bình thường, không liên quan gì đến bọn họ. Đúng vậy anh Hoa, anh đừng ghi thù bọn tôi, tên nhãi kia tự làm tự chịu. Điền Vũ vừa nãy đắc tội anh Hoa như vậy, cũng không ai nói giúp một câu. Tần Lâm chỉ đứng dậy nói giúp Phúc Nhung Nhung một câu mà bị nhiều người trách như vậy, đây đúng là khoảng cách của thân phận mà. Anh Hoa đánh giá Tần Lâm một lượt, cười khẩy nói. Tao không được động vào cô ta, tao muốn thử xem, nếu như tao cứ động vào cô ta thì sao? Tần Lâm giơ tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh Hoa nói. Nếu cứ cố động vào cô ấy, thì người bị thương sẽ là anh. Láo toét, không đợi anh Hoa nói gì, Điền Vũ đã đứng dậy. Chỉ vào mũi Tần Lâm mà mắng, thằng nhãi, mau ngồi xuống cho tôi, đừng ra vẻ với anh Hoa nữa. Anh thì có thân phận gì chứ, anh biết anh Hoa là ai không? Cảnh này như một màn kịch vậy, lúc trước người đắc tội anh Hoa là Điền Vũ, kết quả bây giờ Tần Lâm đứng lên giúp đỡ bọn họ, Điền Vũ lại mắng Tần Lâm. Dáng vẻ nịnh nọt đó đúng là chẳng khác gì một con chó bắc. Tần Lâm cười khẩy nhìn anh ta, khinh thường cười nhạo một tiếng. Anh còn chẳng bằng một con chó. Sau khi Tần Lâm nói xong, Điền Vũ lập tức nổi giận. Láo toét, mày dám mắng tao, mày có gan thì nói lại lần nữa. Điền Vũ thực sự không ngờ, Tần Lâm dám mắng anh ta, một tên khốn mà dám nhục mạ anh ta. Tần Lâm cười khẩy nói cút. Điền Vũ trợn mắt, mày muốn chết. Nói xong Điền Vũ tát Tần Lâm một cái. Anh Hoa đứng bên cạnh không ra tay, kết quả Điền Vũ lại ra tay trước. Điền Vũ này đúng là khiến gã mở rộng tầm mắt, đám người đứng hóng Dreamer cũng trợn tròn mắt, sao tên kia lại ra tay với người của mình trước vậy. Tuy nhiên tay Điền Vũ còn chưa kịp tiếp xúc với mặt Tần Lâm thì Tần Lâm đã lật tay vả cho anh ta một cái. Bốp! Một âm thanh giòn tan vang lên. Cái tát của Tần Lâm rơi thẳng lên mặt Điền Vũ, khiến Điền Vũ lập tức bay ra, ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không ngờ Tần Lâm lại ác độc đến vậy. Dám tát Điền Vũ bay văng ra. Điền Vũ ngã trên đất, mặt mày khó coi, đứng dậy chỉ vào Tần Lâm, nhưng mãi chẳng nói được câu nào. Mày, mày! Anh Hoa thấy cảnh này, mặt mày khinh thường, lạnh lùng nói. Thôi bọn mày bớt diễn trò đi, diễn gì mà diễn? Ông đây còn chưa ra tay, bọn mày ra tay trước làm gì? Nào, nếu đã thích động tay động chân đến vậy thì tao liền lấy một đứa ra để khai đao. Nói xong, anh Hoa lấy một chai bia, chỉ vào đám người ở đây, chai bia quét qua, ai ai cũng sợ đến run cầm cập, mặc dù bọn họ đều là phú nhị đại nhưng chưa từng phải trải qua chuyện này, ai cũng sợ bị đánh gãy tay gãy chân hoặc là bị hủy dung. Anh Hoa đột nhiên dừng lại, chỉ vào Phúc Nhung Nhung đang ngồi chính giữa, cười khẩy một tiếng. Vừa nãy là mày mắng tao nên tao bắt đầu từ mày vậy. Tay anh Hoa cầm chặt chai rượu, đi đến phía Phúc Nhung Nhung. Tần Lâm đột nhiên đứng dậy. Chặn anh Hoa lại, nói. Tôi đã nói rồi, anh động vào ai cũng được, chỉ có cô ấy là không.
Anh Hoa trợn mắt, mày muốn chết à, thế tao bắt đầu từ mày trước vậy. Nói xong, anh Hoa liền dùng chai bia đập vào đầu Tần Lâm. Nhìn anh lâu rồi mà gã chưa ra tay, thấy anh thật thà biết điều trông như tên ngu vậy. Kết quả không ngờ anh lại liên tục ra mặt, nếu đã vậy thì cứ ra tay với anh trước vậy. Tuy nhiên chai bia còn chưa đập xuống, âm thanh chai bia đập vào đầu trong tưởng tượng không có phát ra. Vèo một tiếng, một bóng người vòng ra sau. Một giây kế tiếp, Tần Lâm đã xuất hiện sau lưng anh Hoa. Anh Hoa chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, chai bia bị cướp đi, cả người mất đi trọng tâm, nghiêng về phía trước. Tần Lâm ở đằng sau đạp một cái. Bốp! Anh Hoa lập tức ngã lên bàn trà đầy mảnh vỡ. Bộp! Bàn trà thủy tinh lập tức bị đập vỡ vụn. Anh Hoa! Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không ngờ Tần Lâm lại dám ra tay với anh Hoa. Đúng là muốn chết mà. Tất cả mọi người đều xông lên, bao vây lấy anh. Mười mấy tên đàn ông vạm vỡ xông về phía Tần Lâm, khi bọn họ chuẩn bị ra tay, Tần Lâm giẫm lên vai anh Hoa, trong tay cầm chai bia vỡ đặt lên cổ họng của gã. Anh Hoa lập tức không dám động đậy. Đừng ra tay, đừng ra tay, anh Hoa hét lên một câu. Nỗi đau ở cổ truyền đến khiến gã không dám động đậy, cho dù toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố dùng hết sức hét một câu, để tránh việc Tần Lâm bị kích động, lấy luôn mạng của gã. Đám đàn em dừng lại, Tần Lâm dùng chân đạp lên anh Hoa, một tay dùng chai bia đặt lên cổ gã, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ khinh khỉnh. Mấy người xung quanh đều trợn tròn mắt, không ngờ tên họ Tần lại hung hăng đến vậy. Mặt Điền Vũ biến sắc, mày làm gì thế? Mày mau bỏ anh Hoa ra. Anh ta biết, anh Hoa này không phải loại bọn họ dây được, cho dù có là bố Điền Vũ thì cũng phải tỏ ra lễ phép trước mặt anh Hoa, chứ đừng nói đến mấy tên phú nhị đại như anh ta. Điền Vũ nói xong, những người khác cũng xôn xao hùa theo. Đúng vậy, anh mau bỏ anh Hoa ra. Tên nghèo hèn kia, anh biết anh Hoa là ai không, anh dám làm vậy với anh Hoa à? Anh muốn chết đúng không? Mau thả tay ra. Xảy ra chuyện là anh không chịu nổi trách nhiệm đâu. Mặc dù Tần Lâm đang giúp bọn họ khống chế anh Hoa, nhưng bọn họ biết một khi anh Hoa đứng dậy được, màn tiếp theo sẽ là sự trả thù độc ác. Anh Hoa là ai chứ? Là người vừa có địa vị vừa có thực lực, cho dù lúc này gã bị đánh, bị khống chế thì cũng chẳng nói lên điều gì cả. Chỉ có thể nói Tần Lâm là một tên hung hăng mà thôi, một đấu một thì được chứ một đấu 10, một đấu 100 thì sao? Anh có thắng nổi không? Phúc Nhung Nhung nhíu mày, kéo áo Tần Lâm, nhíu mày không nhịn được mà nói. Anh mau thả anh Hoa ra, anh đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa. Tần Lâm nhíu mày, những người khác không nói, anh chẳng quan tâm, đám não tàn này muốn chết cũng chẳng liên quan đến anh. Nhưng Phúc Nhung Nhung không biết trái phải như vậy, nếu như Tần Lâm không ra tay, lúc nãy người bị đánh chính là cô ta. Bây giờ cô ta lại nói như vậy. Tần Lâm cười khẩy, cô thực sự muốn tôi thả tay ra sao? Phúc Nhung Nhung trợn mắt, vớ vẩn. Đương nhiên muốn anh thả tay ra rồi, anh đắc tội anh Hoa như vậy, sau này người gánh tội thay anh không phải là bọn tôi sao? Mau thả ra, anh nghe rõ chưa? Tần Lâm nhếch mép cười khẩy, Phúc Nhung Nhung này nếu đã không biết phải trái như vậy, Tần Lâm cũng không quan tâm nữa. Lời vừa dứt, Tần Lâm giơ chân lên, ngồi về chỗ cũ, vắt chéo hai chân, mặt mày lạnh lùng. Mấy tên đàn em đứng sau vội đỡ anh Hoa dậy, lúc này trên người anh Hoa đầy vết thương do bị mảnh thủy tinh cắt, ngay cả con rồng trên vai mang tính đặc trưng cũng bị Tần Lâm dẫm đến sưng đỏ. Sau khi đứng lên, mấy tên đàn em xông lên, anh Hoa đột nhiên giơ tay. Tất cả mọi người đều dừng lại. Anh Hoa khởi động cơ thể, toàn thân đau nhức vô cùng, đặc biệt là bả vai, lúc nãy cứ như người dẫm gã không phải một người mà là một con voi vậy. Anh Hoa thân kinh bách chiến. Người có thân thủ lợi hại như Tần Lâm không phải là lần đầu gã gặp. Ê nhóc, mày lăn lộn ở đâu thế, mày như này chắc không phải loại vô danh. Tần Lâm mạnh như thế, đối mặt với gã vẫn bình tĩnh, nhất định sau lưng có người chống, nếu không trong cái giới này, không thể nào là một thiếu gia nhà giàu thường thường hoặc là dân thường được. Tần Lâm bình tĩnh cười, rút ra một tấm danh thiếp từ trong túi, đặt trước mắt anh Hoa. Hay là anh hỏi cô ấy? Nhìn thấy tấm danh thiếp màu đen xen lẫn màu hồng, hai chân anh Hoa đột nhiên run lẩy bẩy. Chị Hồng. Tấm danh thiếp của chị Hồng. Lôi Hồng là chị đại tỉnh lỵ. Anh Hoa mặc dù cũng là một người có tiếng tăm ở tỉnh lỵ, nhưng còn chẳng được coi là đàn em của chị Hồng,
với thân phận của gã muốn gặp được chị Hồng cũng tốn rất nhiều công, chứ đừng nói đến quen chị Hồng. Nhưng anh Hoa biết một chuyện, trước nay chị Hồng không đưa danh thiếp. Dù sao trong giang hồ, ai mà chẳng biết Lôi Hồng. Cần gì đưa danh thiếp, hơn nữa trên danh thiếp viết gì đây? Chẳng nhẽ viết chị Đại Tỉnh Lỵ à? Nhưng gã cũng biết chị Hồng có một thói quen, đó là đưa danh thiếp cho người có quyền. Ví dụ như Hải lão gia nhà họ Hải cũng được chị Hồng đưa danh thiếp, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ nhận được sự tôn trọng, một khi gặp chuyện, tấm danh thiếp này có thể giải quyết được vấn đề, không cần chị Hồng phải đích thân ra tay. Sắc mặt anh Hoa trở nên khó coi, cậu thanh niên này lại thân quen với chị Hồng đến vậy sao? Chẳng nhẽ là người nhà họ Hải? Cả Tỉnh Lỵ này, người có quan hệ tốt với chị Hồng, có thể cầm được danh thiếp của chị Hồng, e rằng chỉ có nhà họ Hải. Gã cũng biết đại tiểu thư nhà họ Hải, Hải Giao Giao, nhưng nhà họ Hải đâu có thiếu gia nào tầm tuổi này. Anh Hoa gặp người, hơi lễ phép mà nói với Tần Lâm. Xin cậu chờ chút. Nói xong, anh Hoa đưa mấy tên đàn em lùi về sau. Những người khác thấy vậy, có hơi sững sờ, gì thế này? Anh Hoa đột nhiên không ra tay nữa à? Vừa nãy Tần Lâm đã khuất phục được anh Hoa rồi sao, nguyên nhân lớn nhất chắc là vì đòn công kích lúc nãy. Nếu như không đột ngột tấn công thì chắc Tần Lâm không đánh được mười mấy đàn em phía sau anh Hoa. Nhưng sau khi anh Hoa đứng dậy, việc đầu tiên làm không phải báo thù, mà thương lượng chuyện gì đó với đàn em, điều này khiến bọn họ sững sờ. Phúc Nhung Nhung nhíu mày nói. Tần Lâm, anh cầm danh thiếp gì ra vậy, cho tôi xem với. Tần Lâm cũng không giấu, đưa danh thiếp qua. Phúc Nhung Nhung nhíu mày, con người co lại. Anh lấy trộm tấm danh thiếp này ở đâu thế? Phúc Nhung Nhung là đại tiểu thư nhà họ Phúc, đương nhiên biết Lôi Hồng là ai, cả Tỉnh Lỵ này có ai không dám nể mặt Lôi Hồng chứ? Nhưng tấm danh thiếp này thực sự quý, cho dù có là nhà họ Phúc bọn họ, bố cô ta Phúc Hiểu Phong cũng không có nổi tấm danh thiếp này, Tần Lâm chỉ là bác sĩ ở Đông Hải, đào đâu ra tấm danh thiếp này chứ? Nhất định là do anh trộm, hoặc nhặt được. Cần phải biết. Thứ có uy lực không phải tấm danh thiếp mà là tên của người trên tấm danh thiếp. Lừa được thì tốt chứ không lừa được thì chắc tiêu đời. Giọng Phúc Nhung Nhung không to, nhưng giọng điệu khá kinh ngạc, câu nói lúc nãy đã lọt vào tai anh Hoa. Trộm danh thiếp, cũng không hẳn là không có khả năng này. Nếu như thực sự có danh thiếp của chị Hồng thì lúc nãy sao không lấy ra? Mà lại phải lấy ra đúng lúc này. Hơn nữa Phúc Nhung Nhung là bạn của anh. Mà là bạn thì chẳng nhẽ còn không biết Tần Lâm quen người như vậy à, có thể thấy tấm danh thiếp này là giả rồi. Anh Hoa thương lượng với mấy tên đàn em, nhà họ Hải rốt cuộc có thiếu gia không vậy? Một tên đàn em nói, không có, nhà họ Hải trừ Hải Giao Giao ra, thực sự chỉ có mấy công tử nhưng tuổi còn nhỏ, lớn nhất là chưa đến 14-15 tuổi, không có thiếu gia nào hơn 20 tuổi cả. Anh Hoa gật đầu, thực sự có chuyện này. Nhà họ Hải nếu thực sự có thiếu gia hơn 20 tuổi thì chắc chắn phải là người nổi tiếng một phương, thậm chí còn lợi hại hơn Hải Giao Giao. Anh Hoa, danh thiếp của người này chẳng nhẽ là nhặt được hoặc trộm được, hay là, chúng ta? Ý của mấy tên đàn em đều giống nhau, ra tay luôn. Cứ đánh một trận rồi tính tiếp. Anh Hoa do dự một lúc, cầm máy lên, muốn xác nhận một ít thông tin, có điều qua một hồi phân tích, lại thêm câu nói lúc nãy của Phúc Nhung Nhung. Anh Hoa thấy, cứ ra tay trước cũng được. Anh Hoa gật đầu, đánh mắt với mấy anh em, chuẩn bị ra tay. Anh Hoa quay người, tất cả mọi người đều cầm sẵn đồ trong tay, chuẩn bị ra tay. Tần Lâm nhìn Phúc Nhung Nhung, có chút không nói nên lời, sau đó thu lại danh thiếp. Không thèm để ý đến cô ta nữa. Trộm sao, danh thiếp thì trộm làm gì chứ? Tần Lâm không mang theo nhiều danh thiếp bên mình. Nhưng dùng danh thiếp của những người này quả thực có thể tránh được một số rắc rối vào một số thời điểm quan trọng. Đặc biệt là ở Tỉnh Lỵ, Tần Lâm không quen với nơi này, cũng như có rất ít người quen, cho nên tên tuổi của Lôi Hồng vẫn có sức gian đe nhất định. Còn về Phúc Nhung Nhung nghĩ như thế nào, Tần Lâm cũng không thèm để ý. Người phụ nữ này luôn tự cho mình là đúng. Anh Hoa và những người khác quay người lại, định làm gì đó. Đột nhiên, DJ trong quán bar hét lên. Qua, quán chúng ta được tiếp đón hai người đẹp, nào, hãy chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhé, chị Hồng. Tổng Giám đốc Hải. Theo tiếng âm thanh vang lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa, liền nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Một người tóc ngắn váy đỏ, dáng vẻ hiên ngang,
còn một người tóc dài bồng bềnh, cao ráo duyên dáng. Hai người bọn họ đều thuộc kiểu nhan sắc thần tiên, còn thân hình ma quỷ. Trong quán bar có một số cô gái chân dài xinh đẹp đang nhảy múa, nhưng khi hai người này bước vào, tất cả bọn họ đều đột nhiên bị lu mờ, thậm chí lại tự cảm thấy thẹn. Chị Hồng và Hải Giao Giao chào DJ một tiếng, sau đó nói cảm ơn rồi làm ra một động tác, DJ ngay lập tức hiểu ra và hét lên đầy phấn khích trong micro. Cảm ơn, toàn bộ chi phí của đêm nay sẽ cho Tổng Giám Đốc Hải chi trả. Mọi người hãy quẩy hết nấc vì Tổng Giám Đốc Hải nào. DJ vừa hét lên, bầu không khí như được đánh thức, tất cả các vị khách đều la lên đầy phấn khích. Đại tiểu thư của nhà họ Hải thật tuyệt vời, đã chịu chơi lại còn chịu chi. Hải Giao Giao và Lôi Hồng vốn là bạn thân, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài uống rượu là chuyện bình thường. Ban đầu nhạc của DJ vốn rất nhỏ, vì cốt ý để cho đám người anh hoa hành sự. Nhưng khi chị Hồng và Hải Giao Giao đến, nhạc của DJ lại ngay lập tức được bật lên, so với hai người này thì anh Hoa là cái thá gì chứ, gã ngay lập tức bị rơi vào quên lãng. Anh Hoa vừa định ra tay liền nhìn thấy cảnh này, đột nhiên dừng lại, mấy người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái. Chị Hồng đến rồi à? Hải Giao Giao cũng đến sao? Vừa rồi bọn họ còn đang bàn về chuyện này, rốt cuộc Tần Lâm có thật sự quen chị Hồng hay không, bây giờ thì tốt rồi, có thể đối chất ngay tại chỗ. Cả khán phòng đều nghe thấy những gì DJ vừa nói, nếu Tần Lâm thật sự quen biết chị Hồng và Hải Giao Giao thì chắc chắn anh sẽ phải đi đến chào hỏi. Anh Hoa vẫn không hề nhúc nhích, chờ Tần Lâm đi đến chào hỏi. Nhưng đáng tiếc thay, Tần Lâm vẫn cứ ngồi lì ở đó. Bây giờ bọn họ đã có thể chắc chắn được rằng tên nhóc này thật sự đã ăn trộm danh thiếp. Nếu như quen thì tại sao lại không đi qua đó kính rượu? Trên mặt anh Hoa lộ ra vẻ giễu cợt, nhìn Tần Lâm rồi nói. Không phải có quen biết với chị Hồng sao, tại sao lại không sang đó kính rượu? Lúc này, gã chắc rằng Tần Lâm đang bốc phét mà thôi, vậy nên cũng không cần cho anh mặt mũi nữa. Mấy người liền bắt đầu vây quanh Tần Lâm, đợi lát nữa ra tay sẽ cùng xông lên. Cho dù tên nhóc này có đánh trả thì cũng không thể nào đánh lại cả đám người như thế này được. Phúc Nhung Nhung cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tôi đã nói anh đừng làm bừa rồi. Nhưng anh vẫn dùng danh thiếp nhặt được làm gì chứ? Bây giờ thì hay rồi, vốn chẳng có chuyện gì lớn lại cứ đòi ra mặt. Bây giờ thì sao, chỉ có làm hỏng việc là giỏi. Phúc Nhung Nhung biết thân phận của Tần Lâm, anh chẳng qua chỉ là một thiếu gia hết thời mà thôi, làm sao có thể quen biết với một nhân vật lợi hại như thế được. Mặc dù là vì giúp bọn họ ra mặt, nhưng bước đi này thật sự đã sai rồi. Không có bản lĩnh thì đừng đòi ra mặt. Không biết bản thân mình ở đâu lại đi đối đầu với nhân vật lớn như vậy, chẳng phải muốn tìm đường chết hay sao? Bây giờ thì hay rồi, Lôi Hồng thật sự đã đến đây, nếu thật sự Lôi Hồng biết được chuyện này thì bọn họ chắc chắn sẽ không thoát được. Cầm tấm danh thiếp nhặt được đi lừa bịp lung tung, chị Hồng biết được sẽ vô cùng tức giận. Những người khác cũng nhìn với vẻ giận dữ. Anh Hoa, chúng tôi không liên quan gì đến anh ta cả, chính anh ta là người đã đắc tội với anh chứ không phải chúng tôi. Đúng vậy anh Hoa, có hậu quả gì cứ để cho anh ta gánh, muốn chém muốn giết gì cứ nhắm vào anh ta. Chúng tôi đều là người vô tội, chúng tôi không quen biết chị Hồng, chúng tôi chỉ quen mỗi anh Hoa mà thôi. Vừa rồi là chính anh ta đã ra tay, chúng tôi không hề tham dự vào. Tất cả mọi người đều phân rạch ròi quan hệ với Tần Lâm, bọn họ biết Tần Lâm chết chắc rồi, đừng nói đến anh Hoa, ngay cả chị Hồng cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho anh. Vậy nên bọn họ càng phải tránh xa Tần Lâm một chút, để tránh bị liên lụy. Anh Hoa bày ra vẻ mặt giễu cợt, cười nhạt nói. Nghe thấy chưa hả, đám người đó phản bội cậu rồi kìa, sao nào, có muốn đến hỏi thăm chị Hồng một lát không? Hay là để tôi đi chào hỏi giúp cậu nhé? Anh Hoa cười khẩy, gã rất muốn xem thử lát nữa tên nhóc này gặp được chị Hồng thì có còn dám bày ra cái vẻ điềm tĩnh thế này nữa không? Tần Lâm vẫn ngồi trên sofa. Quan sát sắc mặt của những người này, liền cảm thấy vô cùng thú vị, những cô chiêu cậu ấm này đúng là đồ hèn nhát, người khác còn chưa kịp ra tay mà đã chịu nhục rồi. Có muốn gặp Lôi Hồng không? Được, để tôi giúp anh mời đến. Anh Hoa cười khẩy, còn phét nữa à? Cậu mời chị Hồng đến sao? Sao cậu không nói bảo chị Hồng sang đây kính rượu cậu luôn đi? Nhìn thấy Tần Lâm lấy điện thoại ra, Phúc Nhung Nhung liền tức giận tiến đến giật điện thoại của Tần Lâm, trực tiếp đập mạnh xuống đất.
họ Tần kia, anh còn chê chuyện chưa đủ lớn hay gì? Anh không thể thành thật xin lỗi anh Hoa được à? Sao cứ phải chuyện bé xé ra to vậy? Tần Lâm cau mày, lộ ra chút lạnh lùng. Phúc Nhung Nhung này thật đúng là không biết tốt xấu, toàn bộ chuyện này rõ ràng đều do cô ta gây ra, Tần Lâm đã ra tay cứu cô ta, nhưng cô ta lại không hề biết ơn mà còn tỏ thái độ lên mặt dạy đời người khác như thế này. Nếu như không vì nể mặt chú Phúc, Tần Lâm thật muốn cho cô ta một cái bạt tai. Anh Hoa chỉ vào Phúc Nhung Nhung, lạnh lùng nói, con kia, mau ngồi xuống, ở đây không đến việc của mày. Dáng vẻ hung dữ của anh Hoa dọa Phúc Nhung Nhung sợ chết khiếp, cô ta nhanh chóng lùi lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Sắc mặt anh Hoa lộ ra vẻ bông đùa, sau đó lấy điện thoại ra đưa cho Tần Lâm. Nào, lấy của tôi gọi đi, chẳng phải muốn gọi cho chị Hồng sao, tôi xem cậu gọi như thế nào. Tần Lâm cầm điện thoại rồi trực tiếp gọi vào số Lôi Hồng. Tút tút tút. Sau khi tiếng chuông vang lên hai lần thì Lôi Hồng đã cúp máy. Anh Hoa cười phá lên, giả vờ à, cậu giả vờ tiếp đi, chẳng phải là bạn của chị Hồng sao, tại sao chị Hồng lại không nhấc máy? Tần Lâm cười khẩy, bởi vì đây là điện thoại của anh. Điện thoại của Tần Lâm đã bị Phúc Nhung Nhung làm rơi, sau đó anh nhặt điện thoại lên, đổi thẻ SIM, sau đó cho vào điện thoại của anh Hoa rồi gọi lại vào số của Lôi Hồng. Vừa rồi có số lạ gọi đến, Lôi Hồng đã trực tiếp cúp máy, lần này lại tiếp tục vang lên nên Lôi Hồng cũng định tắt thêm lần nữa. Đột nhiên nhìn thấy tên người gọi hiển thị, cậu Tần. Lôi Hồng nhanh chóng ra hiệu cho DJ trên sân khấu, DJ ngay lập tức tắt nhạc đi, dù gì cũng là chị Hồng nên khi nhạc bị tắt cũng chẳng có ai dám nói ra nói vào, thay vào đó, tất cả mọi người đều trở nên im lặng, đợi chị Hồng nghe xong điện thoại. Quán bar vốn ồn ào nay đã trở nên yên lặng lạ thường, im đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi trên mặt đất. Chỉ nghe được tiếng Lôi Hồng nói một cách cung kính. Cậu Tần. Cậu có chuyện gì sao? Tần Lâm liền nói, tôi ở hàng ghế số 5, qua đây kính rượu tôi đi. Tần Lâm vừa dứt lời, tuy âm thanh không lớn, nhưng trong đầu anh Hoa lại, ong, lên một tiếng, hệt như sét đánh trên mặt đất vậy. Điều đáng sợ nhất là gã vẫn có thể nghe thấy tiếng của chị Hồng. Chị Hồng cách bọn họ không xa lắm, tuy giọng chị Hồng không quá lớn, nhưng bởi vì quán ba quá yên tĩnh, cho nên mọi người đều có thể nghe thấy giọng của hai người bọn họ. Chị Hồng hiển nhiên là đang nói chuyện điện thoại với Tần Lâm, hơn nữa giọng điệu cũng vô cùng tôn kính. Anh Hoa ngẩn ra, chẳng lẽ nào thằng nhóc này thật sự có quan hệ với chị Hồng? Hơn nữa, khi nghe thái độ của chị Hồng lúc nói chuyện, hình như địa vị có chút thấp hơn Tần Lâm. Chị Hồng nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, cô nhanh chóng đi về phía hàng ghế số 5, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi đó. Giao giao, cậu Tần ở bên kia. Hải Giao Giao sửng sốt, cũng vô cùng kích động, cậu Tần. Lúc trước Hải Giao Giao và Tần Lâm có một chút mâu thuẫn, nhưng sau này khi ông cụ Hải được Tần Lâm chữa khỏi bệnh thì Hải Giao Giao vẫn luôn cảm thấy vô cùng áy náy và luôn muốn tìm cơ hội để xin lỗi Tần Lâm, không ngờ hôm nay lại được gặp anh ở đây, thật sự là quá trùng hợp rồi. Lôi Hồng và Hải Giao Giao đứng dậy, nhanh chóng đi về phía Tần Lâm, nói với vẻ phấn khích. Anh Tần, không ngờ anh cũng ở đây. Chị Hồng lập tức ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm, bỗng có một mùi thơm thoang thoảng truyền đến, khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Mùi nước hoa trên người Lôi Hồng không giống với những người phụ nữ khác, có phần tao nhã hơn, thiếu đi một chút dễ thương đáng yêu, nhưng thay vào đó lại có tí mạnh mẽ hiên ngang. Hải Giao Giao ngồi cạnh Tần Lâm ở bên còn lại, nhưng cô ta không thân với anh nên không dám tỏ ra quá thân thiết, sau khi ngồi xuống vẫn còn cảm thấy bức xúc. Cậu Tần, tôi kính cậu. Lôi Hồng cầm ly rượu lên, cười rồi cụng ly với Tần Lâm. Tần Lâm cũng cười nhạt, cầm ly rượu lên uống cạn. Hải Giao Giao cũng cầm ly rượu lên, khách khí nói. Anh Tần, lúc trước anh cứu ông của tôi nhưng tôi vẫn chưa có dịp để cảm ơn, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi, ly rượu này là vừa để tạ tội cũng vừa để cảm ơn anh. Tần Lâm liền nói, cô Hải khách sáo quá. Hai người cụng ly, một hơi uống cạn. Nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, anh Hoa trợn trừng mắt, vẻ mặt ngây ngốc. Tần Lâm vừa mới gọi điện bảo chị Hồng đến kính rượu anh, đối với anh Hoa mà nói thì chuyện này giống hệt như thứ gì đó viễn vông vậy. Cậu là cái thá gì chứ, có thể bảo chị Hồng đến kính rượu được sao? Nhưng không thể nào ngờ rằng chị Hồng lại thực sự đến kính rượu. Thái độ lại cung kính như vậy,
hơn nữa còn dắt theo cả tổng giám đốc Hải. Không ngờ Hải Giao Giao cũng đến để kính rượu, hai người phụ nữ mạnh mẽ này lại cùng nhau kính rượu Tần Lâm, rốt cuộc họ Tần này là nhân vật có lai lịch như thế nào chứ? Lúc trước nghĩ rằng anh là người nhà họ Hải hay gì đó, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Hải Giao Giao là đại tiểu thư của nhà họ Hải, ngoài ông cụ Hải ra thì cô ta là người có địa vị nhất, người có thể khiến Hải Giao Giao tôn kính như vậy, chắc chắn không phải người nhà họ Hải. Anh Hoa mắt chữ A mồm chữ O, trên mặt lộ ra vẻ thất thần. Phúc Nhung Nhung và những người khác cũng sững sờ, không ngờ hai nhân vật trong truyền thuyết này lại đến tận đây. Bọn họ đều là những cậu ấm cô chiêu, đương nhiên đều đã nghe đến tên tuổi của chị Hồng và Tổng Giám Đốc Hải, nhưng bọn họ chỉ là kiểu phú nhị đại bình thường mà thôi. Bọn họ thậm chí còn không có cơ hội để quen biết với chị Hồng, giờ đây lại có thể ngồi cùng hàng ghế với chị Hồng, đã cảm thấy vinh dự lắm rồi. Phúc Nhung Nhung nhìn thấy Tần Lâm ngồi giữa hai người đẹp sắc nước hương trời như vậy, trong lòng đột nhiên tự cảm thấy hổ thẹn. Cô ta cảm thấy mình hoàn toàn không thể nào so sánh được. Dù là ngoại hình, khí chất hay sự trải đời, tất cả mọi thứ cô ta tự hào đều bị đập tan khi ở trước mặt Lôi Hồng và Hải Giao Giao. Lôi Hồng thì không cần phải nói, khí chất của chị đại thật sự không thể nào so sánh được. Tuy Hải Giao Giao ngang hàng với Phúc Nhung Nhung, đều là thiên kim tiểu thư của các gia tộc lớn. Nhưng Hải Giao Giao lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, hơn nữa cô còn là trụ cột của tập đoàn nhà họ Hải, ngoài ông cụ Hải ra thì cô là người có địa vị cao nhất. Hơn nữa, sức khỏe của ông cụ Hải vốn đã không tốt, vậy nên Hải Giao Giao mới là trụ cột chính của nhà họ Hải. Nhưng Phúc Nhung Nhung thì khác, cô ta chỉ là một con bé ở nhà họ Phúc mà thôi, đương nhiên không thể cùng đẳng cấp với Hải Giao Giao người ta được. Hai người đang ngồi cạnh Tần Lâm bây giờ đều hơn hẳn Phúc Nhung Nhung. Nên làm cho cô ta bớt đi cảm giác hơn người khác, chỉ cảm thấy bức xúc đứng ở đó. Anh Hoa nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống má, quần cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng gã chỉ đứng yên ở đó, không dám nhúc nhích cũng không dám lên tiếng. Lôi Hồng nhìn tình cảnh trước mặt, cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhíu mày hỏi. Sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Tần Lâm ngẩng đầu, nhìn sang anh Hoa rồi nói. Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với Tiểu Hồng sao, nói ra xem nào. Tiểu Hồng, cách xưng hô này khiến mọi người sợ chết khiếp. Con mẹ nó dám gọi chị Hồng là Tiểu Hồng sao? Ngay cả ông chủ lớn chạc 40-50 tuổi khi nhìn thấy Lôi Hồng cũng phải khách khí gọi một tiếng chị Hồng. Đây không phải vai vế, mà là sự kính trọng. Nhưng Tần Lâm lại gọi chị Hồng là Tiểu Hồng, chuyện khoa trương nhất chính là. Chị Hồng không những không tức giận mà còn tỏ ra vẻ xấu hổ. Anh Hoa lúc này mới hiểu ra, tên này chắc hẳn là phú nhị đại, hơn nữa còn là kiểu tai to mặt lớn. Hai chân anh Hoa mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Cậu Tần, là tôi có mắt không tròng, xin cậu bỏ qua cho. Lôi Hồng cau mày, nhìn thấy con rồng trên vai của anh Hoa, cảm thấy có chút quen thuộc, liền hỏi. Anh là người của thành đó à? Nghe Lôi Hồng nói xong, anh Hoa lại bị dọa cho một phen, cả người đột nhiên run lên. Chị Hồng, tôi là người Tây Thành. Lão Toàn đột nhiên đi tới, nói nhỏ vào tai chị Hồng mấy câu. Chị Hồng gật đầu, đã biết gã là ai rồi, tuy là đàn em dưới trướng Lôi Hồng nhưng đẳng cấp thì hoàn toàn khác, căn bản không thể nào xứng để nói chuyện với cô được. Vậy nên chị Hồng chỉ biết gã là ai, nhưng chưa từng gặp qua. Sau khi nghe xong chuyện đã xảy ra, sắc mặt Lôi Hồng bỗng xa sầm xuống, cô rút dao găm từ thắt lưng đặt lên bàn. Trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng rồi nói. Đắc tội với cậu Tần thì tự chặt tay đi. Lôi Hồng vừa dứt lời, chân anh Hoa ngay lập tức mềm nhũn ra. Tự chặt tay. Lời nói của chị Hồng giống hệt như thánh chỉ ban xuống đối với gã vậy, nếu ai làm trái lời chị Hồng thì gần như là sẽ chọn cái chết. Đừng nhìn thấy chị Hồng cười nói vui vẻ với Tần Lâm như vậy, nếu như thật sự ra tay thì sẽ tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác. Anh Hoa cầm dao găm lên. Hai tay run bần bật, gã nghiến răng nghiến lợi nhìn cánh tay trái, sau đó đâm mạnh vào nó. Phập! Tuy nhiên, cơn đau vẫn chưa đến, nhưng khi anh Hoa vừa mở mắt ra thì cánh tay đã bị Tần Lâm nắm chặt. Tần Lâm bóp nhẹ một cái, cổ tay anh Hoa liền cảm nhận được cơn đau, sau đó gã buông lỏng tay ra, làm con dao rơi xuống đất. Tần Lâm liền nói, vì nể mặt Tiểu Hồng nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Sắc mặt anh Hoa đầy vẻ vui mừng. Giống như được ân xá vậy, sau đó nhìn sang Lôi Hồng đầy hy vọng.
Lôi Hồng lườm gã một cái rồi lạnh lùng nói, nếu cậu Tần đã nói như vậy thì thôi, nếu còn lần sau thì tôi không chắc anh sẽ còn mạng hay không đấy. Anh Hoa chợt rùng mình, vội vàng nói, cảm ơn chị Hồng, cảm ơn cậu Tần. Là tôi có mắt như mù nên mới đắc tội với các vị, thật sự xin lỗi mọi người. Anh Hoa bắt đầu xin lỗi từng người một, ngay cả bạn bè của Phúc Nhung Nhung cũng không bỏ sót. Ngay khi anh Hoa định xin lỗi, đột nhiên Tần Lâm lên tiếng. Không cần xin lỗi bọn họ, tôi không quen. Lời nói của Tần Lâm khiến cho mọi người lạnh gáy. Vừa rồi bọn họ không kiêng nể gì mà chế nhạo Tần Lâm, bọn họ cũng không thể ngờ được anh lại là một nhân vật lớn đến vậy, lúc này cả đám đều như chết lặng. Anh Hoa là nhân vật như thế nào chứ, nghe là biết ngay đã có chuyện gì xảy ra rồi. Gã đứng lên, cầm chai rượu trong tay rồi bước từng bước đến chỗ Điền Vũ. Trong những người ở đây, Điền Vũ là người giỏi giả vờ nhất, vừa rồi anh ta mới xảy ra xung đột với anh Hoa xong, hơn nữa từ đầu đến giờ cũng không tôn trọng Tần Lâm. Có thể nhận thấy, quan hệ giữa Tần Lâm và Phúc Nhung Nhung không được tốt, nhưng Tần Lâm cũng có lòng bảo vệ cô ta, cho nên mới nói ra những lời ai cũng có thể hiểu trừ cô ta. Nhưng Điền Vũ không giống bọn họ, anh ta chẳng liên quan gì đến Tần Lâm cả, hơn nữa còn giả vờ với Tần Lâm. Anh Hoa vốn đã rất tức giận, đúng lúc muốn lấy bọn họ ra để trút giận. Sắc mặt Điền Vũ trắng bệch, đứng đây vô cùng lúng túng. Anh Hoa cầm chai rượu đi đến trước mặt Điền Vũ. Mặt nở nụ cười ma quỷ. Cho mày mấy phút để mày bảo bố mày gọi người đến đây, còn nhớ mày chửi tao cái gì trên sàn nhảy không? Sắc mặt Điền Vũ trở nên trắng bệch. Anh Hoa, anh Hoa, anh cho tôi một cơ hội đi, anh Hoa. Anh Hoa hừ lạnh một tiếng, cho mày cơ hội, không phải tao nói là cho mày mấy phút rồi sao? Nói xong, anh Hoa đè tay Điền Vũ xuống bàn, dùng mảnh chai vỡ đâm xuống. A! Điền Vũ hét lên một tiếng, mảnh thủy tinh trong tay anh Hoa đâm nát mu bàn tay của Điền Vũ. Anh Hoa cười lạnh, gọi điện thoại đi, nói với bố mày là cứ 5 phút thì một ngón tay. Vẻ mặt Điền Vũ vô cùng khó coi, vội vàng gọi điện thoại cho bố, những bạn học khác thấy vậy cũng muốn rời đi, nhưng anh Hoa liếc mắt một cái, đàn em của gã liền bao vây tất cả bọn họ. Gã cười lạnh, tao cho chúng mày đi sao, lúc nãy còn chửi tao kinh lắm cơ mà. Tao sẽ giải quyết từng đứa một. Sắc mặt của tất cả những cô chiêu cậu ấm ở đây đều vô cùng khó coi, anh Hoa đúng là độc ác, đến bố Điền Vũ cũng chẳng nể mặt, nhà bọn họ cũng chẳng hơn nhà Điền Vũ là bao nhiêu, chắc chắn là bọn họ lành ít dữ nhiều rồi. Nhung Nhung, Nhung Nhung cứu bọn mình. Bọn họ không biết làm gì, bây giờ chỉ còn cách cầu cứu Nhung Nhung. Người có thể thuyết phục được Tần Lâm cũng chỉ có Phúc Nhung Nhung thôi. Nếu bọn họ trực tiếp cầu xin Tần Lâm thì e rằng anh sẽ chẳng thèm quan tâm đến bọn họ. Tất cả hy vọng bây giờ đều được đặt vào Tần Lâm. Phúc Nhung Nhung nói, Tần Lâm, anh giúp bọn họ được không? Lúc trước Phúc Nhung Nhung còn gọi Tần Lâm là họ Tần này kia, thậm chí còn muốn quát thẳng vào mặt anh nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi giữa hai người phụ nữ mạnh mẽ kia, cô ta cảm thấy có hơi khó nói. Hơn nữa bây giờ mà quát vào mặt Tần Lâm nữa thì e là không ổn. Dù gì cũng phải cầu xin người ta, vẫn nên có thái độ tốt một chút. Tần Lâm lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi nói, là bạn của cô chứ có phải bạn của tôi đâu, tôi chỉ chịu trách nhiệm sự an toàn của cô thôi, người khác tôi không lo được. Anh, Phúc Nhung Nhung có chút tức giận, chẳng qua chỉ là có quen biết với hai người phụ nữ kia thôi sao, có gì hay chứ, vậy mà dám hoành hoang như vậy, đúng là giỏi làm màu. Tần Lâm nói với Lôi Hồng vài câu rồi chuẩn bị đi về. Liếc Phúc Nhung Nhung một cái rồi nói, có đi không, không đi thì tôi đi một mình. Anh cũng chẳng muốn ở lại đây, cứ về sớm cho lành, nếu Phúc Nhung Nhung không đi thì để Lôi Hồng trông chừng, cô ta cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì đâu. Ngoài việc phải đảm bảo sự an toàn cho Phúc Nhung Nhung ra thì Tần Lâm không có chút cảm tình nào với cô ta cả, thậm chí là chẳng muốn đi cùng với cô ta nữa. Phúc Nhung Nhung nghĩ một lúc, sau đó cắn môi quyết định đi về cùng với Tần Lâm. Nhiều người ở đây như vậy, vừa rồi nhìn thấy vẻ hung ác của anh Hoa, Phúc Nhung Nhung cũng cảm thấy sợ, nếu không đi, nhớ cô ta gặp phải nguy hiểm thì sao? Phúc Nhung Nhung cùng Tần Lâm lên xe, cả đoạn đường vẻ mặt buồn rầu không nói lời nào. Hôm nay tên họ Tần này không nể mặt cô ta, dù gì thì giữa hai người cũng có chút liên quan đến nhau, Tần Lâm là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cô ta, mặc dù cô ta cũng có ý định muốn từ hôn nhưng vẫn chưa rõ ràng mà.
Tần Lâm lại chẳng nể mặt cô ta như vậy, khiến Phúc Nhung Nhung vô cùng tức giận. Cô ta hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Về đến nhà, không ai thèm nói chuyện với ai, Tần Lâm lại cảm thấy rất dễ chịu, nói chuyện với Phúc Nhung Nhung rất mệt, thà không nói còn hơn. Sau khi vào phòng, thấy cả nhà họ Phúc đều được trang trí giống như là có sự kiện lớn vậy, Tần Lâm liền hỏi. Chú Phúc, có chuyện gì vậy chú? Phúc Hiểu Phong nói, ngày mai là đại thọ 70 tuổi của ông nội Nhung Nhung, mà nhà họ Phúc chúng ta cũng có điều kiện nên mới trang trí chuẩn bị như vậy, ngày mai sẽ có rất nhiều họ hàng bạn bè tới đấy, chú còn mời mấy nhân vật lớn nữa, không biết có mời được không nữa. Tần Lâm ồ một tiếng, thì ra là như vậy. Tần Lâm định tối nay sẽ nói rõ ràng rồi đi, nhưng nếu hôm nay đi thì sẽ hơi mất lịch sự. Vậy để mai rồi tính tiếp. Chú Phúc, chú muốn mời ai? Phúc Hiểu Phong còn chưa lên tiếng, Phúc Nhung Nhung đã tranh lời, mời ai cũng không đến lượt anh mời được, tưởng quen được hai người là giỏi lắm sao. Nhà họ Phúc chúng tôi quan hệ rộng như thế nào anh không tưởng tượng được đâu. Phúc Nhung Nhung nhẫn nhịn bấy lâu nay, cuối cùng cũng đến lúc chút giận lên người Tần Lâm rồi, không dễ gì mới tìm được cơ hội nói nặng nói nhẹ anh ta vài câu. Phúc Hiểu Phong chau mày, nói, Nhung Nhung, đừng nói khó nghe như vậy, tiểu Tần có lòng muốn hỏi thôi. Phúc Hiểu Phong nói, chú định mời Đồng Phương Châu ở tỉnh lân cận, tìm người liên hệ rồi nhưng ông chủ Đồng vẫn chưa trả lời, làm chú khá lo. Đồng Phương Châu cũng không thích nhà họ Phúc, bởi có chút ân oán, lần trước giúp đỡ là bởi vì Tần Lâm. Nếu hôm nay nhà họ Phúc mời ông ta đến, Đồng Phương Châu đương nhiên sẽ từ chối. Tần Lâm gật đầu, không thèm để ý đến Phúc Nhung Nhung. Nếu chú Phúc đã muốn mời ông ta thì cháu có thể nói giúp chú một tiếng. Nghe thấy Tần Lâm nói vậy, Phúc Nhung Nhung hừ lạnh một tiếng. Anh chém gió không sợ đau miệng sao, anh có quen biết Lôi Hồng, Hải Giao Giao là tưởng quen được cả thế giới sao? Đồng Phương Châu là lão đại tỉnh lân cận, còn lợi hại hơn cả Lôi Hồng kìa, cho dù có để Lôi Hồng đi mời thì người ta chưa chắc đã đồng ý đâu. Phúc Nhung Nhung nói đúng, Phúc Hiểu Phong cũng gật đầu. Nhung Nhung nói đúng đấy, người khác mời còn có chút hy vọng, nhưng để Lôi Hồng mời thì chắc chắn không được. Ông chủ Đồng là người có sự đề phòng cao, Lôi Hồng cứ đi mời như vậy rõ ràng là có ý đồ, Đồng Phương Châu chắc chắn không dám đi. Thôi bỏ đi, không mời được thì thôi vậy, bố chỉ cảm thấy hơi tiếc thôi. Tần Lâm cười nhạt một cái, cũng không nói gì, bọn không tin thì thôi vậy. Nhà họ Phúc làm đại thọ 70 tuổi cho lão gia là bởi vì bọn họ không biết giải quyết mối nguy là Tần Lâm. Bọn họ còn tưởng rằng ông chủ Đồng là người ra tay giúp đỡ. Nên mới muốn kiếm cớ tiếp xúc với ông chủ Đồng, mong có thể lợi dụng lần này để kết thân với ông ta. Nhưng tiếc là ông chủ Đồng không phải người mà ai cũng có thể gặp. Sau khi Tần Lâm vào phòng liền lấy điện thoại ra gọi điện cho ông chủ Đồng. Đồng Phương Châu nhận điện thoại, giọng điệu vô cùng cung kính. Cậu Tần, tôi là Đồng Phương Châu đây, cậu có điều gì chỉ bảo. Sự cung kính của Đồng Phương Châu không giống những người khác, Đoàn Bảo Đông cung kính với Tần Lâm là vì nể. Còn Đồng Phương Châu cung kính với Tần Lâm là vì cái mạng nhỏ của ông ta nằm trong tay Tần Lâm. Tần Lâm nói, ngày mai là đại thọ 70 của lão gia nhà họ Phúc, muốn mời ông đến tham gia. Đồng Phương Châu ngây người, ngay sau đó liền hiểu ra. Được cậu Tần, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Nói xong, hai người ngắt máy. Đồng Phương Châu vốn chẳng muốn tham gia vào chuyện của nhà họ Phúc, nhưng vì cậu Tần đã lên tiếng nên ông ta buộc phải làm theo. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trong nhà họ Phúc đều bận rộn, lão gia nhà họ Phúc năm nay đúng 70 tuổi, cũng không quản lý chuyện làm ăn trong nhà nữa, nhưng trong nhà họ Phúc, ông cụ vẫn là người có tiếng nói nhất. Sắp xếp xong đồ đạc trong sân, ông cụ ngồi trong phòng khách, những người khác đứng bên ngoài nói chuyện. Từ sáng sớm đã có không ít người tặng quà, nhà họ Phúc vốn đã là mục tiêu công kích của mọi người, có rất nhiều gia tộc muốn tránh xa nhà họ Phúc. Nhưng sau khi mối nguy của nhà họ Phúc được giải quyết, đám người này lại bắt đầu nịnh bợ nhà họ Phúc. Nhà họ Phúc và nhà họ Hải vốn có địa vị ngang bằng nhau, bây giờ nhà họ Phúc có thêm sự hỗ trợ của Đồng Phương Châu, sau này đương nhiên cũng có tiếng nói ở tỉnh lân cận, cho nên sớm kết thân với nhà họ Phúc chắc chắn sẽ không thiệt. Chúc mừng đại thọ 70 của lão gia nhà họ Phúc. Đây là nhân sâm nghìn năm của nhà họ Lưu tặng, xin lão gia nhà họ Phúc nhận cho. Chúc lão gia nhà họ Phúc phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, đây là sâu vòng tay tặng lão gia nhà họ Phúc.
tặng lão gia nhà họ Phúc một đôi hạt óc chó. Đám người này tặng rất nhiều lễ vật, vì trước đây bọn họ lạnh nhạt với nhà họ Phúc, muốn nhân cơ hội này để lôi kéo mối quan hệ giữa hai bên nên mới tặng đồ đắt tiền như vậy. Lão gia nhà họ Phúc rất thích đồ cổ, rất nhiều người tặng sâu vòng tay, hạt óc chó, món đồ nào cũng đắt giá. Lão gia nhà họ Phúc ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh này cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Đây mới là dáng vẻ mà nhà họ Phúc nên có. Trong lúc mọi người sôi nổi, một người thanh niên ăn mặc chỉnh tề bước vào, trong tay cầm một hộp dài, vẻ mặt tươi cười bước vào. Ông Phúc, chúc ông Phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, tiểu tô đến mừng thọ ông ạ. Nhìn thấy người thanh niên này, lão gia nhà họ Phúc tỏ vẻ vui mừng. Tiểu tô đến rồi, mau ngồi xuống đi. Từ thái độ của ông cụ là có thể nhận ra, thanh niên tiểu tô này có địa vị không giống những người khác, ai cũng tặng quà nhưng chỉ có duy nhất một người khiến lão gia nhà họ Phúc đứng dậy. Phúc Hiểu Phong đứng bên cạnh Tần Lâm, nói nhỏ với Tần Lâm. Đây là Tô Văn Minh, cũng được coi là người theo đuổi Nhung Nhung đấy, cháu có đối thủ rồi. Tần Lâm bất đắc dĩ cười khổ, đối thủ, người như thế này không xứng làm đối thủ của Tần Lâm. Hơn nữa Tần Lâm căn bản không thích Phúc Nhung Nhung. Cho nên lại càng không phải là đối thủ, mà lần này anh đến là để hủy hôn, có thể hủy hôn là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Tô Văn Minh ngồi xuống, mọi người nhìn xung quanh nhận thấy Tần Lâm khác lạ so với không khí lúc này. Mặc dù Tần Lâm cũng ăn mặc chỉnh tề đúng mực, tuy không phải là những nhãn hàng lớn nhưng nhìn cũng là hàng cao cấp. Nhưng nói khác lạ với không khí xung quanh là bởi vì thái độ của Tần Lâm không nhiệt tình cho lắm, trái ngược với thái độ nịnh nọt của mọi người. Tần Lâm lại có vẻ rất lạnh nhạt, nhìn không giống những người khác. Tô Văn Minh cũng quan sát Tần Lâm, rồi cười khinh thường một cái. Anh là thiếu gia hết thời lặn lội đường xa tới đây để ở rể nhà họ Phúc à? Tô Văn Minh nói xong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này. Con rể nhà họ Phúc? May mắn quá! Có thể làm rể nhà họ Phúc đúng là một bước lên tiên, một người bình thường đột nhiên trở thành người giàu có. Hơn nữa, Phúc Nhung Nhung vừa trẻ trung lại xinh đẹp, cho dù không phải thiên kim tiểu thư nhà giàu thì cũng có rất nhiều người muốn lấy cô ta. Chẳng trách tên nhóc này lại vượt ngàn dặm xa xôi đến đây ở rể, với điều kiện như thế này, ai mà chẳng muốn ở rể chứ? Tần Lâm chau mày, nhìn Tô Văn Minh rồi nói. Anh hiểu lầm rồi. Tô Văn Minh ngây người một lát rồi cười lạnh. Hiểu lầm, tôi hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm anh lặn lội đường xa tới hay là hiểu lầm anh là thiếu gia hết thời? Ha ha, nếu đã muốn ở rể thì thừa nhận đi, muốn làm trạn vương mà lại không muốn thừa nhận, anh làm như vậy người ta gọi là làm gái mà còn đòi lập đền thờ đấy. Lời nói của Tô Văn Minh làm mọi người bật cười. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Lâm với vẻ khoái chí, đi ở rể vốn đã bị người đời coi thường, lại thêm lòng thù địch của Tô Văn Minh với Tần Lâm nữa, đương nhiên anh ta muốn Tần Lâm không ngẩng đầu lên được. Phúc Hiểu Phong có chút lúng túng, cười ha ha nói. Chuyện này tạm thời không nói nữa, đều là hôn ước từ đời trước rồi, ha ha. Lời của Phúc Hiểu Phong mặc dù rất ngắn gọn nhưng cũng đủ hiểu chuyện hôn ước này là chuyện trước kia. Người nhà họ Tần cũng không còn nữa, theo lý mà nói hôn ước này có thể không cần thực hiện. Hơn nữa năm đó định hôn ước không phải là ở rể mà là liên hôn bình thường giữa hai gia tộc thôi. Bây giờ nhà họ Tần cũng không còn nữa nên mới nói liên hôn gia tộc trở thành ở rể. Thân phận của Tần Lâm quá bình thường, không có tiền cũng không có thế, theo lý mà nói nhà họ Phúc hoàn toàn có thể trực tiếp từ chối, nhưng từ chối thẳng thì người khác nói ra nói vào, kiểu như nhà họ Phúc bọn họ vong ân bội nghĩa chẳng hạn. Tất nhiên rồi, nhà họ Tần cũng chẳng có ân huệ gì với nhà họ Phúc cả, nếu như nói có ơn thì phải là nhà họ Phúc có ơn với nhà họ Tần. Chỉ là không muốn mọi người bàn tán mình là người khinh thường con trai của người bạn đã khuất. Tô Văn Minh thấy thái độ của Phúc Hiểu Phong như vậy cũng khá hài lòng, liền nói. Hôm nay là sinh nhật của ông Phúc, cháu biết ông Phúc thích đồ cổ nên đã đặc biệt tặng ông một bức tranh của Đường Bá Hổ, mời ông xem qua. Tô Văn Minh cầm chiếc hộp lên rồi đưa tới. Ông Phúc vừa nghe thấy Đường Bá Hổ mắt đã sáng lên. Mau mang đến đây cho ông xem. Lão gia nhà họ Phúc rất thích đồ cổ, nhất là những loại đồ cổ hiếm quý giá lại càng yêu thích hơn. Tô Văn Minh cầm lấy bức tranh từ từ mở ra trước mặt mọi người. Đây là bức tranh kinh điển của Đường Bá Hổ, bức Xuân Thụ Thu Sương, kỹ thuật được coi là đỉnh cao của thời Đường, có thể nói đây là tác phẩm tuyệt nhất của ông ấy. Hơn nữa bức tranh này được giữ gìn vô cùng hoàn hảo,
ngoài những dấu vết cũ kỹ ra thì hầu như không có bất cứ tổn hại nào. Đây chắc chắn là kết quả mà chủ nhân bức vẽ đã nâng niu quý trọng qua những thời đại, đúng là không dễ dàng gì, cháu tặng cho ông. Lão gia nhà họ Phúc nhìn thấy bức tranh đầy tính lịch sử này lập tức vô cùng kích động, dùng tay sờ nhẹ vào bức tranh giống như có được của quý. Đẹp đẹp đẹp, lão gia nhà họ Phúc kích động đến nỗi nói liên tục ba chữ đẹp, rất hài lòng với món quà này. Vẻ mặt Tô Văn Minh lộ ra chút đắc ý, liếc Tần Lâm một cái, phát hiện ra anh không hề có chút ngưỡng mộ hay đố kỵ nào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng. Điều này khiến Tô Văn Minh vô cùng khó chịu, món quà quý giá như vậy, không làm anh sáng mắt ra sao? Tô Văn Minh quay đầu lại nhìn Tần Lâm rồi giả vờ nói linh tinh. Không biết Tần thiếu gia đây tặng món quà gì vậy, dù gì cũng là đại thiếu gia nhà họ Tần năm đó, món quà chắc chắn cũng không phải hạng thường, hay là cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Nói xong, ánh mắt tất cả mọi người lại dồn về phía Tần Lâm, không khí lúc này đột nhiên có chút khó xử. Phúc Hiểu Phong cười rồi nói đỡ hộ Tần Lâm. Ha ha, của ít lòng nhiều mà, tiểu Tần tặng gì cũng là tấm lòng của cậu ấy, quà tặng không đáng quý bằng tấm lòng, mọi người đừng để tâm quá. Cho dù Phúc Hiểu Phong đã nói như vậy rồi nhưng mọi người cũng chưa bỏ qua cho Tần Lâm, ai cũng muốn xem Tần Lâm chuẩn bị quà gì. Tần Lâm nhàn nhạt nói. Tôi tặng quà gì cũng không tặng tranh giả đâu. Tần Lâm vừa dứt lời, đột nhiên cả nơi đây đều im bặt. Mọi người đều sững ra một lúc, sau đó nhìn Tần Lâm với vẻ kinh ngạc. Tranh giả. Sắc mặt Tô Văn Minh lập tức thay đổi, tỏ ra vô cùng tức giận. Hỗn láo, anh dám nói đây là tranh giả ư? Anh có bằng chứng không? Anh là cái thá gì mà dám nói với tôi đây là tranh giả? Anh có biết tôi làm nghề gì không? Khốn kiếp, ở đây đến lượt anh lên tiếng sao? Nhìn bộ dạng rác rưởi như anh mà cũng dám phách lối trước mặt tôi sao? Tô Văn Minh vừa dứt lời, những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Đúng vậy, nhà họ Tô là chuyên gia về kinh doanh đồ cổ, cậu nói người khác mua đồ cổ giả thì không sao, nhưng nói Tô thiếu gia mua đồ giả thì có hơi quá đáng rồi đó. Nhà họ Tô khởi nghiệp từ việc kinh doanh đồ cổ, đến nay đã trở thành nhà buôn đồ cổ có tiếng trong tỉnh, từ nhỏ Tô Văn Minh đã được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh như vậy, tuy còn trẻ nhưng anh ta chắc chắn cũng gần như được coi là một bậc thầy giám định chuyên nghiệp rồi. Về cơ bản, bất kỳ món đồ cổ nào chỉ cần có biểu hiện rõ ràng là có thể biết được đó là thật hay giả. Vậy nên, nếu như nói người khác tặng đồ cổ giả thì có thể đã nhìn nhầm nên mới bị người ta lừa, vậy thì kỹ thuật không đạt. Nhưng nếu món đồ cổ mà Tô Văn Minh tặng là giả thì chắc chắn là do cố ý, vậy thì thái độ lại không ổn. Trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Phúc lại cố tình tặng đồ giả, như vậy thì thật là không xem người khác ra gì. Vậy nên khi Tần Lâm nói như thế, Tô Văn Minh lập tức cảm thấy không vui. Ngay cả ông cụ Phúc cũng hơi mất hứng. Họ Tần kia, đừng ăn nói bậy bạ, Tô thiếu gia có thể tới là đã cho tôi mặt mũi lắm rồi, với địa vị và thân phận của Tô thiếu gia thì làm sao có thể tặng đồ giả được chứ? Cậu còn không mau xin lỗi Tô thiếu gia đi. Phúc Nhung Nhung nghe xong cũng cau mày nói, đúng vậy, Tô thiếu gia xuất thân từ gia đình chơi đồ cổ, đương nhiên anh ấy cũng rất hiểu biết về đồ cổ. Chẳng lẽ lại cần anh lên tiếng sao? Anh mau xin lỗi Tô thiếu gia đi. Bản thân nói sai thì phải gánh chịu hậu quả. Những người khác cũng hùa theo. Đúng thế, cậu không nên nói như vậy vào dịp trọng đại như thế này, chẳng phải là đang sỉ nhục Tô thiếu gia sao? Mau xin lỗi Tô thiếu gia đi, đừng làm mất mặt nhà họ Phúc chúng tôi nữa. Mau xin lỗi đi, đừng làm mất thời gian của mọi người. Cả đám người cùng bức cung bắt Tần Lâm phải xin lỗi. Ai nấy đều bày ra vẻ mặt dậy đời, trông vô cùng đáng ghét. Tô Văn Minh ngẩng cao đầu, nhìn xuống Tần Lâm với vẻ trịch thượng, hệt như một con rồng đang nhìn đàn kiến vậy, không coi ai ra gì. Tô Văn Minh cười khẩy, đợi xem trò cười của Tần Lâm. Tần Lâm cảm thấy thật nực cười. Lúc nãy anh ta mắng tôi là đồ rác rưởi, gọi tôi là thằng khốn, sao không có ai nói tiếng nào. Tôi chỉ mới nói một câu bức tranh đó là giả, mọi người liền bắt tôi phải xin lỗi. Nhà họ Phúc các người cũng nịnh bợ quá rồi đó. Lời nói của Tần Lâm khiến cho mọi người thay đổi sắc mặt. Cậu ăn nói sắc láo. Tần Lâm đang công khai chỉ trích bọn họ, đối với bọn họ mà nói, Tần Lâm chỉ là một thiếu gia hết thời mà thôi, lại còn dám ăn nói như thế, đúng là muốn tìm đến cái chết mà. Sắc mặt Phúc Hiểu Phong chợt thay đổi, vội vàng đánh trống lảng. Ha ha, mọi người đừng kích động như thế, hôm nay là ngày vui mà.
mừng thọ ông cụ vẫn hơn chứ. Dù sao Phúc Hiểu Phong cũng là chủ của cả gia tộc, đương nhiên lời nói cũng rất có ảnh hưởng, sau khi ông ta nói xong thì chẳng còn ai dám lên tiếng nữa. Nhưng Tô Văn Minh hừ lạnh một tiếng rồi nói. Những chuyện khác tôi có thể không so đo, nhưng riêng về việc đồ cổ thì tôi phải làm cho rõ ngọn ngành. Chẳng phải anh nói tranh của tôi là giả sao, nào, anh nói xem giả ở chỗ nào, tôi cũng muốn biết thử đấy. Nếu chỉ không ra thì anh phải dập đầu xin lỗi tôi. Sắc mặt Tô Văn Minh trở nên lạnh lùng, nếu Tần Lâm thật sự dập đầu xin lỗi anh ta thì anh còn mặt mũi nào mà ở rể nhà họ Phúc nữa chứ, làm sao trở thành chồng của Phúc Nhung Nhung được đây. Phúc Hiểu Phong có hơi ngượng ngùng, Tô Văn Minh này là một tay chơi đồ cổ, từ nhỏ đã có đam mê với đồ cổ, đương nhiên thị giác của anh ta cũng sẽ tốt hơn người khác. Cho dù có bước lùi 10.000 bước thì Tô Văn Minh vẫn nhìn ra được món đồ cổ đó là thật hay giả, chỉ dựa vào kỹ năng của Tần Lâm thì không thể nào nhìn ra được. Tần Lâm nghe xong, liền cười nhạt nói, ông cụ Phúc không thể nhìn ra bức tranh này là giả sao? Ông cụ Phúc cau mày, sau đó nhìn kỹ thêm lần nữa. Chạm vào nó một cách cẩn thận rồi lắc đầu. Không nhìn ra, đây đúng là tuyệt tác thời Đường, không giống đồ giả chút nào. Ông cụ Phúc đã đam mê đồ cổ nhiều năm, thứ mà ông cụ không thể nhìn ra, chắc hẳn không phải đồ thật. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó bước đến trước mặt Tô Văn Minh, nhìn bức tranh rồi đưa hai ngón tay ra xoa nhẹ, lại nhìn sang phần gốc của cuốn tranh, bỗng cười phá lên. Bức tranh này được giữ gìn cũng tốt thật đấy. Nói xong, Tần Lâm giật mạnh một phát. Xoẹt, một tiếng, bức tranh ngay lập tức bị Tần Lâm xé rách phần gốc. Sắc mặt mọi người ngay lập tức thay đổi. Anh làm cái quái gì thế? Điên rồi sao? Tô Văn Minh trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy sự tức giận. Láo toét, anh dám phá tranh của tôi, anh có đền nổi không? Ông cụ Phúc cũng tức giận đứng dậy, siết chặt nắm đấm trong tay. Họ Tần kia, cậu. Ông cụ tức đến mức không nói nên lời, bức tranh tốt như thế lại bị anh xé mất. Thật đúng là phí của trời mà. Mọi người đều trừng mắt nhìn, hận không thể bước đến tát Tần Lâm một cái. Phúc Nhung Nhung cảm thấy vô cùng xấu hổ, đây chỉ đơn giản là tiệc mừng thọ mà thôi. Ngay khi Phúc Nhung Nhung vừa định mở miệng mắng thì Tần Lâm liền ngồi xổm xuống, sau đó rút ra một sợi dây mảnh từ cuốn giấy. Sợi dây mảnh này chính là để cố định cuốn tranh và cuốn giấy. Tần Lâm lấy sợi dây mảnh này ra rồi đưa cho mọi người xem, sau đó cười nói. Sợi ni lông, nếu tôi nhớ không lầm thì sợi ni lông mới được phát minh vào năm 1928, không ngờ vào thời của Đường Bá Hổ cũng đã được sử dụng rồi sao? Tần Lâm vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây, chính là bằng chứng thiết thực nhất. Sợi ni lông đều đã lộ ra cả rồi, còn gì là đồ cổ nữa đây? Tay nghề của người tạo nên bức tranh này khá xuất sắc, cho dù có là hàng giả cũng là loại cao cấp nhất, đây chính là tác phẩm do chính tay Tô Văn Minh tạo ra, theo anh ta thì mấy thứ hàng nhái này có thể lấy giả làm thật được. Cho dù có là một bậc thầy đồ cổ cũng khó mà phân biệt được, trừ khi phải tháo rời bức tranh để coi cấu tạo bên trong. Nhưng một bức tranh nổi tiếng như vậy, trước khi xác nhận được thật giả thì ai dám tháo nó ra chứ? Không thể nào ngờ rằng Tần Lâm vừa nhìn liền có thể nhận ra đây là tranh giả, tên nhóc này đang có trò gì đây? Nếu như thật sự có bản lĩnh, chắc hẳn sẽ phải có danh tiếng nhất định trong giới chơi đồ cổ. Nhưng tên vô danh tiểu tốt này lại gây xui xẻo cho anh ta rồi. Sợi ni lông trên tay Tần Lâm vô cùng chói mắt, Tô Văn Minh liền cảm thấy hết sức xấu hổ. Lúc này, sắc mặt của ông cụ Phúc trở nên khá khó coi, ông cụ vốn rất thích đồ cổ. Nhưng người càng thích đồ cổ thì càng ghét đồ giả. Còn Tô Văn Minh lại cứ phải đem một bức tranh giả tặng ông cụ vào ngày mừng thọ 70, thật sự là đang vả vào mặt ông cụ mà. Nếu như nhận thứ này thì ông cụ sẽ xem đây là bảo vật quý giá nhất, nếu sau này bị người ta tháo dỡ ra thì mặt mũi của ông cụ Phúc cũng sẽ tiêu tan hết. Tô Văn Minh liền cười trừ, ha ha, không ngờ đây lại là đồ giả, chắc tôi gặp xui rồi, tôi trẻ hơn bố tôi rất nhiều nên không thể nhìn ra được thứ này là đồ giả. Anh Tần quả là người có bản lĩnh, vô cùng tinh tường, ông cụ Phúc, để cháu đem bức tranh này cất đi, sau này cháu sẽ tặng lại cho ông một bức thật nhé, ông cứ yên tâm. Không ai dám tin lời của Tô Văn Minh nữa. Lúc trước Tô Văn Minh đã nói bức tranh này là thật, với thân phận là bậc thầy giám định thì trình độ của Tô Văn Minh phải hơn hẳn người thường, chắc chắn còn giỏi hơn những chuyên gia khác ngoài kia. Tần Lâm xem ra chỉ là một người ngoài ngành,
sở dĩ anh có thể biết được là do kinh nghiệm còn sót lại khi là một đại thiếu gia lúc xưa. Cho dù như vậy, Tần Lâm vẫn có thể nhìn ra bức tranh đó là đồ giả, còn Tô Văn Minh lại không thể sao. Đây là bức tranh anh ta mua, thứ đắt tiền như vậy chắc chắn phải được qua tay bố anh ta, nếu như Tô Văn Minh không nhìn ra, lẽ nào bố anh ta cũng giống vậy sao? Đùa kiểu gì thế, nếu cả hai đều không phân biệt được thật giả, há chẳng phải nhà họ Tô sẽ trở thành trò hề hay sao? Rõ ràng là Tô Văn Minh cố tình tặng đồ giả, muốn đồ tốt nhưng lại không muốn tốn nhiều tiền, nhưng không ngờ anh ta lại đụng phải một chuyên gia như Tần Lâm. Lúc này, mọi người đều sẽ không vạch trần, nhưng thật ra ai cũng biết sự thật cả, chỉ là không bóc ra mà thôi. Tô Văn Minh nói xong, đang định cất bức tranh đi, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người. Tô Văn Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Lâm đang đứng trước mặt, bèn nhíu mày nói. Anh làm gì thế, khoe khoang đủ chưa? Tôi đã biết bức tranh này là đồ giả rồi, anh có thôi đi không thì bảo. Tần Lâm cười khẩy, chuyện này coi như xong. Nhưng vừa nãy anh mắng tôi là rác rưởi, là đồ khốn, cái đó vẫn chưa xong. Tần Lâm là nhân vật như thế nào chứ? Cho dù có từng là đại thiếu gia nhà họ Tần khi xưa cũng không thể nào để cho người khác tùy ý nhục mạ được. Bây giờ thân phận Tần Lâm còn hơn hẳn người khác, đương nhiên anh sẽ không thể dễ dàng bỏ qua. Tô Văn Minh sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉa mai. Sao nào, tôi mắng anh rác rưởi thì sao? Vừa dứt lời, Tần Lâm liền giơ tay lên giáng một cái tát xuống. Bốp! Một cái tát giòn tan vang lên. Tô Văn Minh cảm thấy giống hệt như bị một hòn đá lớn đập vào mặt, phịch một tiếng, ngay lập tức ngã nhào xuống đất, khiến cho gạch đá trên nền đất vỡ tan tành, còn gạch đá xung quanh cũng đổ sập xuống. Tô Văn Minh tưởng rằng não mình đã bị đánh bay ra ngoài luôn rồi, cái tát này chẳng khác nào một cú đấm của nhà vô địch quyền anh. Tô Văn Minh té mạnh xuống nền đất, bị đánh đến ngu cả người, đầu óc choáng váng, mặt mày trắng bệch. Anh ta lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Bỗng một cơn đau mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể, Tô Văn Minh cảm thấy một nửa cơ thể mình đột nhiên trở nên tê dại. Anh, láo toét, anh dám đánh tôi sao? Anh không biết tôi là ai à? Tần Lâm cười khẩy, sao, tôi không được đánh à? Tô Văn Minh lùi về sau mấy bước, nén cơn đau để đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói cho anh biết, tôi không chỉ là thiếu gia nhà họ Tô, mà tôi còn là con trai nuôi của Đồng Phương Châu. Anh dám đánh tôi, có tin là anh sẽ chết không toàn thây không? Tô Văn Minh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, há hốc mồm vì kinh ngạc. Tô Văn Minh hóa ra lại là con trai nuôi của Đồng Phương Châu. Tuy nhà họ Tô không phải là gia tộc siêu cấp, vẫn còn kém hơn một chút so với nhà họ Hải và nhà họ Phúc, nhưng Đồng Phương Châu thì khác. Với thân phận là con trai nuôi của Đồng Phương Châu thì ai dám dây vào anh ta chứ? Ít nhất là ngay tại đây, không một ai dám động vào Tô Văn Minh. Tô Văn Minh lộ ra một nụ cười giễu cợt, tôi có quan hệ với bố nuôi, thực ra tôi vẫn không muốn nói cho người khác biết, bố nuôi dặn tôi phải khiêm tốn, không ngờ đến lúc bất đắc dĩ lại phải nói ra thân phận rồi. Nhưng ngày hôm nay, tên họ Tần kia, mày đã chọc giận tao. Mày mau chóng quỳ xuống dập đầu ba cái. Sau đó tự phế đi hai chân thì tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày, nếu không thì hôm nay sẽ không có ai bảo vệ nổi mày đâu. Lời nói của Tô Văn Minh vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều im bặt. Sắc mặt Phúc Hiểu Phong cũng có hơi khó coi, hoàn toàn không thể nào ngờ rằng sự việc lại đến nước này. Vừa rồi ông ta đã chậm một bước, không ngờ Tần Lâm lại nhanh như vậy, dám ra tay đánh cả Tô Văn Minh. Bây giờ thì hay rồi. Một cái tát làm mặt người ta sưng thành đầu heo, có muốn cứu cũng không kịp nữa rồi. Phúc Hiểu Phong cắn răng nói, cháu Tô à, chuyện hôm nay coi như cháu nể mặt chú đi, coi như bỏ qua nhé, vết thương của cháu, phía chú sẽ bồi thường cho, nhà chú có bác sĩ riêng sẽ sang chữa trị cho cháu, lão Lưu. Không cần. Tô Văn Minh rất cứng rắn, vẻ mặt lạnh lùng, cho dù hôm nay Phúc Hiểu Phong có nói giúp cũng vô dụng. Tần Lâm phải trả giá cho hành vi của mình. Phúc Nhung Nhung chỉ biết cạn lời, cau mày nói. Họ Tần kia, anh sức láo quá rồi đó, ngay cả Tô thiếu gia anh cũng dám đánh sao, không muốn sống nữa hay gì. Tần Lâm lạnh lùng nhìn sang cô ta, tại sao tôi lại không thể đánh? Hừm, Tô thiếu gia có thân phận như thế nào chứ, còn anh là cái thá gì, trước khi ra tay có chịu nghĩ đến hậu quả chưa hả? Phúc Nhung Nhung liền đáp. Tần Lâm nói, ý của cô là, anh ta mắng thì tôi phải nhịn sao?
anh đừng có mà cãi chày cãi cối nữa, dù sao anh cũng đã đánh Tô Thiếu gia rồi. Anh đã làm cho cả nhà họ Phúc phải liên lụy. Ông cụ Phúc cũng đứng dậy, mặt đầy tức giận. Đúng vậy, cậu tự làm thì tự mình đi chết đi, nhưng đừng làm liên lụy đến nhà họ Phúc chúng tôi. Hôn sự của cậu và Phúc Nhung Nhung, tôi cảm thấy không thỏa đáng. Cuối cùng ông cụ Phúc cũng đã lên tiếng. Phúc Nhung Nhung cũng thở dài nhẹ nhõm, bố vì thể diện nên không nói thẳng ra, hôm nay ông nội đã lên tiếng rồi, coi như cũng có người chịu làm người xấu rồi. Phúc Nhung Nhung vội vàng chêm thêm. Đúng vậy, tôi cảm thấy chúng ta. Tuy nhiên, ngay khi Phúc Nhung Nhung định nói, Tần Lâm đột nhiên cười phá lên. Lần này tôi đến đây là để từ chối mối hôn sự này, chỉ vì cảm thấy hôm nay là sinh nhật ông cụ nên mới không nhắc đến mà thôi. Nếu đã muốn bàn đến thì tốt thôi. Tôi xin tuyên bố, cuộc hôn nhân này coi như được bãi bỏ. Lời Tần Lâm nói khiến cho Phúc Nhung Nhung không thể thốt ra thêm tiếng nào, sắc mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi. Ý anh là sao? Anh từ hôn tôi, anh dựa vào cái gì chứ? Từ hôn chính là việc Phúc Nhung Nhung trông đợi nhất, nhưng hôn sự này muốn bỏ đi thì phải do cô ta từ chối Tần Lâm mới đúng, chứ không phải ngược lại. Tần Lâm là một thiếu gia hết thời, không một xu dính túi, chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi. Còn Phúc Nhung Nhung lại là Bạch Phú Mỹ, vừa xinh đẹp giàu có, xuất thân lại tốt, Tần Lâm có tư cách gì để từ hôn cô ta chứ? Tần Lâm nghe xong liền cau mày. Dựa vào cái gì, chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Phúc Nhung Nhung nói, nếu muốn từ hôn thì cũng phải do tôi từ chối anh. Chứ không phải anh từ chối tôi. Tần Lâm cười nhạt, không cần để tâm đâu, dù sao kết quả cũng là hủy bỏ hôn sự là được. Tần Lâm không hề quan tâm đến việc ai từ hôn ai. Tuy nhiên, thái độ không mấy quan tâm này của Tần Lâm càng làm cho Phúc Nhung Nhung cảm thấy rất không vui. Cô ta còn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Phúc Hiểu Phong kéo lại. Ông ta nháy mắt, ý bảo cô ta im đi. Bây giờ tuy xem ra Phúc Nhung Nhung có hơi mất mặt, nhưng kết quả vẫn tốt hơn là có dính líu với Tần Lâm, cũng không cần cho anh ở rể nữa. Tất cả những vấn đề cần cân nhắc lúc trước đều đã được giải quyết, Phúc Nhung Nhung cũng có thể cưới người khác được rồi, đặc biệt lại còn là Tô Thiếu Gia. Hôm nay biết được Tô Thiếu Gia là con trai nuôi của Đồng Phương Châu, đương nhiên bọn họ còn háo hức muốn kết giao hơn nữa. Đồng Phương Châu vốn là quý nhân của nhà họ Phúc, nếu không có sự giúp đỡ của Đồng Phương Châu thì nhà họ Phúc đã tiêu tan cả rồi. Không dễ gì mới tìm được cách để liên lạc với ông chủ Đồng, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Phúc Hiểu Phong còn là người đứng đầu gia tộc, ngay lập tức đứng dậy nói. Nếu đã như vậy thì hôn ước giữa nhà họ Tần và nhà họ Phúc sẽ được hủy bỏ. Tiểu Tần, vậy sau này ở ngoài cháu cũng không được tự xưng mình là con rể của nhà họ Phúc nữa, có nghe chưa hả? Phúc Hiểu Phong nói xong, trên mặt Tần Lâm lộ ra tia giễu cợt. Nhìn về phía những người nhà họ Phúc này, ai nấy đều bày ra bộ mặt chê ghét khinh thường, cộng thêm cái tính nóng nảy đó, bọn họ đều hận không thể nhanh chóng đuổi Tần Lâm ra khỏi nhà họ Phúc cho xong. Chú Phúc, còn tưởng rằng nhà họ Phúc vốn có mối quan hệ tốt với nhà họ Tần, vậy nên cháu mới đường xa đến thăm, bây giờ xem ra, có vẻ không niệm tình cũ nữa rồi nhỉ. Thực sự Tần Lâm cũng không nói nên lời, sở dĩ anh đến là vì cảm thấy nhà họ Phúc và nhà họ Tần có chút giao tình từ trước, nên mới đến đây để giúp đỡ. Nhưng sau khi đến, anh lại không hề cảm thấy nhà họ Phúc có ý gì là tình bạn cả, ngược lại còn luôn chê trách bài xích, thậm chí còn dùng thái độ xem thường để đối xử với anh. Tuy Phúc Hiểu Phong rất lịch sự, nhưng suy cho cùng cũng là đạo đức giả mà thôi, nếu không phải do năm xưa ông ta cứu bố anh thì Tần Lâm đã đi khỏi nơi này lâu rồi. Ông cụ Phúc hừ lạnh một tiếng. Tình xưa, cậu cũng nghĩ nhiều thật đấy, xã hội bây giờ thì còn cái gì là tình xưa nữa. Nếu như năm đó nhà họ Tần vẫn còn, có lẽ giữa chúng ta sẽ còn chút tình xưa. Bây giờ các người không khác gì những dân đen bình thường, có xứng để nối lại tình xưa với nhà họ Phúc chúng tôi không? Dù sao cũng đã trở mặt rồi, ông cụ Phúc không cần phải nể tình nữa, muốn nói gì thì nói, Tần Lâm không thân phận cũng chẳng có chỗ dựa, căn bản cũng không cần phải sợ anh làm gì. Cứ đuổi anh ra ngoài như một con chó chết chủ thì còn có thể làm cho Tô Thiếu Gia nguôi giận. Tô Văn Minh nghe xong, liền nộ ra một nụ cười chế giễu. Họ Tần kia, không phải lợi hại lắm sao, sao không đánh tao nữa đi? Bây giờ mày không được nhà họ Phúc che chở nữa chứ gì? Tao xem thử ai dám bảo vệ mày.
Mày có tin rằng chỉ cần mày bước ra khỏi cánh cửa này, bố nuôi tao sẽ lập tức cho người đến xử mày. Trên mặt Tần Lâm lộ ra vẻ bông đùa. Không ngờ anh giúp đỡ cho nhà họ Phúc, rồi lại phải lâm vào hoàn cảnh này. Nhà họ Phúc các người có chắc không? Chắc chắn muốn lật mặt với tôi chứ? Phúc Nhung Nhung hừ lạnh một tiếng, lật mặt với anh. Anh xứng sao? Chúng tôi chỉ đuổi anh ra khỏi đây mà thôi, anh không xứng để đánh đồng cùng chúng tôi. Đúng vậy, hoặc là bây giờ anh đi, hoặc là quỳ xuống trước mặt Tô Thiếu Gia, anh chọn đi, một trong hai. Ha ha, mau quỳ trước mặt Tô Thiếu Gia đi, giả vờ giả vịt cái gì nữa. Nếu như cậu làm liên lụy nhà họ Phúc chúng tôi thì cậu chết chắc rồi. Đám người nhà họ Phúc này ăn nói vô cùng khó nghe. Rõ ràng Tần Lâm không làm gì cả, anh chỉ vạch trần bức tranh của Tô Văn Minh là đồ giả mà thôi, vậy mà bọn họ lại nhắm vào Tần Lâm. Bọn họ rõ ràng không muốn đắc tội với Tô Văn Minh, vậy nên mới cùng nhau trấn áp Tần Lâm, cũng như phân rạch ròi quan hệ với anh để lấy lòng Tô Văn Minh. Trên mặt Tần Lâm lộ ra vẻ giễu cợt, lạnh lùng nói. Được, nếu đã như vậy, hy vọng các người đừng hối hận. Ông cụ Phúc hừ lạnh một tiếng. Hối hận, đùa à, người hối hận phải là cậu mới đúng, nhà họ Phúc chúng tôi cùng lắm là thiếu đi một đứa con rể mà thôi, cậu cảm thấy chúng tôi có giống hối hận không? Tần Lâm cười lạnh, sau đó lắc đầu, trực tiếp sải bước đi ra khỏi cửa. Lúc này cũng không có ai ra ngăn cản, nhà họ Phúc không hề giữ Tần Lâm lại, Tô Văn Minh muốn giữ nhưng anh ta không thể đánh lại anh. Ngay khi Tần Lâm bước ra khỏi cửa, đột nhiên có vài chiếc xe dừng lại. Hải Giao Giao của nhà họ Hải gửi quà mừng thọ đến ông cụ Phúc. Nói xong, đột nhiên ông cụ Phúc đứng dậy với vẻ phấn khích. Tổng Giám Đốc Hải đến rồi sao? Tuy rằng hai gia tộc đều ngang nhau, nhưng chỉ có bọn họ mới tự biết, căn bản nhà họ Hải vẫn hơn hẳn so với nhà họ Phúc. Bởi vì bình thường hai gia tộc không có công việc gì với nhau, nên cũng không mấy qua lại. Không ngờ vào thời điểm then chốt này, người chủ chốt của nhà họ Hải như Hải Giao Giao lại đích thân đến mừng thọ ông cụ, chuyện này thực sự vừa mừng vừa lo. Ông cụ Phúc vô cùng phấn khích, đứng dậy bước ra ngoài để đón tiếp. Hải Giao Giao bước vào với món quà trên tay, theo sau là mấy trợ lý. Thứ Hải Giao Giao cầm chỉ là những món quà bình thường mà thôi, vừa nhìn liền có thể nhận ra là lấy từ nhà đến, không phải đồ đắt tiền, cũng chẳng phải sở thích của ông cụ Phúc. Nhưng lại không có ai dám trách Hải Giao Giao bất lịch sự. Bởi vì Hải Giao Giao đích thân đến chính là món quà quý giá nhất của nhà họ Phúc rồi, với thân phận và địa vị của cô thì việc có mua gì đi nữa cũng không quan trọng. Vừa bước vào sân, Hải Giao Giao đã nhìn thấy ông cụ Phúc tiến tới, sau đó, ánh mắt cô đột nhiên hướng về phía Tần Lâm ở bên cạnh. Hải Giao Giao đột nhiên nở nụ cười, đi tới chỗ Tần Lâm rồi cười nói. Anh Tần! Ông cụ Phúc hơi ngẩn ra, anh Tần! Đây rõ ràng là đến mừng thọ ông cụ, tại sao vừa vào lại chạy đến chào hỏi Tần Lâm rồi? Ông cụ Phúc vội nói, Tổng Giám Đốc Hải, chắc cô không nhận nhầm chứ, tên nhóc này không phải là khách của chúng tôi, bây giờ cậu ta đã bị đuổi ra ngoài rồi, Tổng Giám Đốc Hải, mời cô vào trong. Hải Giao Giao vốn đang vui, nhưng sau khi nghe ông cụ Phúc nói xong, sắc mặt liền trở nên u ám. Anh Tần bị đuổi đi. Ông Phúc, ông đang đùa tôi đấy à? Nhìn thấy giọng điệu không mấy vui vẻ của Hải Giao Giao, ông cụ Phúc cảm thấy có hơi bối rối. Không, không có, cậu ta vốn là con rể của chúng tôi, bây giờ đã hủy hôn rồi, cho nên. Hải Giao Giao cười chế nhạo, nhà họ Phúc các người buồn cười thật. Lời nói của Hải Giao Giao khiến cho mọi người phải rối não, buồn cười ư. Liên quan gì đến Tần Lâm chứ? Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã có một vài người khác bước vào. Vợ chồng Điền Gia Ấn đến mừng thọ ông cụ Phúc. Mọi người ở nhà họ Phúc đều vô cùng kinh ngạc. Vợ chồng Điền Gia Ấn. Điền Gia Ấn của tập đoàn Đông Khí sao? Ông chủ hãng xe đấy à? Điền Gia Ấn có địa vị nhất định ở tỉnh Lỵ, thậm chí là có ảnh hưởng trên toàn quốc, là một doanh nhân lớn. Ông ta không giống như những gia tộc nổi tiếng kia, Điền Gia Ấn là một người kinh doanh độc lập, một mình ông ta xây dựng lên một công ty khổng lồ. Cho nên ông ta vừa có thực lực vừa có tài chính. Bình thường cũng không qua lại nhiều, nhưng hôm nay lại đến tận cửa để thăm, quả thật là khiến cho người khác không lường trước được. Ông cụ Phúc vội vàng tiến tới chào hỏi. Chỉ nhìn thấy vợ chồng Điền Gia Ấn bước vào với vài món quà đơn giản, nhìn thấy ông cụ Phúc ra đón tiếp, Điền Gia Ấn bèn khách khí nói.
chúc ông Phúc phúc như Đông Hải. Ông cụ Phúc vừa mừng vừa lo, tổng giám đốc Điền, Điền phu nhân, rồng đến nhà tôm thật là quý hóa quá, nhà họ Phúc tôi. Ông cụ còn chưa kịp nói xong, Điền Gia Ấn đột nhiên nhìn thấy Tần Lâm ở cạnh, liền vội vàng bước đến. Ha ha, cậu Tần, tôi nghe nói cậu đang ở đây, cuối cùng cũng gặp được rồi. Nói xong, Điền Gia Ấn mỉm cười rồi bắt tay với Tần Lâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bàn tay ông cụ Phúc đang duỗi ra bỗng trở nên cứng đờ giữa không trung. Còn chưa kịp nói xong với Điền Gia Ấn, kết quả người ta đã chạy đến bắt tay với Tần Lâm. Chuyện này, Điền phu nhân cũng vô cùng kích động, liền bắt tay với Tần Lâm. Lâu lắm không gặp cậu Tần, cậu chính là ân nhân của tôi. Lúc đầu khi Tần Lâm chữa trị cho Điền phu nhân, giúp bà ấy khỏe lại, nhưng bà ấy mãi vẫn chưa có dịp để cảm ơn, cuối cùng hôm nay cũng gặp được anh. Mọi người ở nhà họ Phúc như chết lặng, chuyện này là gì đây? Tần Lâm chỉ là một thiếu gia hết thời, mà lại có quan hệ như vậy sao? Ngay khi mấy người nhà họ Phúc đang ngẩn ra, đột nhiên có một vài chiếc xe 16 chỗ đỗ ở cửa. Đám người trên xe trông vô cùng hung dữ. Đông Phương Châu ở tỉnh lân cận đến mừng thọ ông cụ Phúc. Cả nhà họ Phúc đều trở nên phấn khởi, bọn họ đều biết rằng Đông Phương Châu là quý nhân của nhà họ Phúc, nếu không thì nhà họ Phúc đã toi rồi. Mau, mau ra đón tiếp. Phúc Hiểu Phong nói xong, trên mặt Tần Lâm lộ ra tia giễu cợt. Nhìn về phía những người nhà họ Phúc này, ai nấy đều bày ra bộ mặt chê ghét khinh thường, cộng thêm cái tính nóng nảy đó, bọn họ đều hận không thể nhanh chóng đuổi Tần Lâm ra khỏi nhà họ Phúc cho xong. Chú Phúc, còn tưởng rằng nhà họ Phúc vốn có mối quan hệ tốt với nhà họ Tần, vậy nên cháu mới đường xa đến thăm, bây giờ xem ra, có vẻ không niệm tình cũ nữa rồi nhỉ. Thực sự Tần Lâm cũng không nói nên lời, sở dĩ anh đến là vì cảm thấy nhà họ Phúc và nhà họ Tần có chút giao tình từ trước, nên mới đến đây để giúp đỡ. Nhưng sau khi đến, anh lại không hề cảm thấy nhà họ Phúc có ý gì là tình bạn cả, ngược lại còn luôn chê trách bài xích, thậm chí còn dùng thái độ xem thường để đối xử với anh. Tuy Phúc Hiểu Phong rất lịch sự, nhưng suy cho cùng cũng là đạo đức giả mà thôi, nếu không phải do năm xưa ông ta cứu bố anh thì Tần Lâm đã đi khỏi nơi này lâu rồi. Ông cụ Phúc hừ lạnh một tiếng. Tình xưa, cậu cũng nghĩ nhiều thật đấy. Xã hội bây giờ thì còn cái gì là tình xưa nữa? Nếu như năm đó nhà họ Tần vẫn còn, có lẽ giữa chúng ta sẽ còn chút tình xưa. Bây giờ các người không khác gì những dân đen bình thường, có xứng để nối lại tình xưa với nhà họ Phúc chúng tôi không? Dù sao cũng đã trở mặt rồi, ông cụ Phúc không cần phải nể tình nữa, muốn nói gì thì nói, Tần Lâm không thân phận cũng chẳng có chỗ dựa, căn bản cũng không cần phải sợ anh làm gì. Cứ đuổi anh ra ngoài như một con chó chết chủ thì còn có thể làm cho Tô Thiếu Gia nguôi giận. Tô Văn Minh nghe xong, liền nộ ra một nụ cười chế giễu. Họ Tần kia, không phải lợi hại lắm sao, sao không đánh tao nữa đi? Bây giờ mày không được nhà họ Phúc che chở nữa chứ gì, tao xem thử ai dám bảo vệ mày. Mày có tin rằng chỉ cần mày bước ra khỏi cánh cửa này, bố nuôi tao sẽ lập tức cho người đến xử mày. Trên mặt Tần Lâm lộ ra vẻ bông đùa. Không ngờ anh giúp đỡ cho nhà họ Phúc, rồi lại phải lâm vào hoàn cảnh này. Nhà họ Phúc các người có chắc không? Chắc chắn muốn lật mặt với tôi chứ? Phúc Nhung Nhung hừ lạnh một tiếng, lật mặt với anh. Anh xứng sao? Chúng tôi chỉ đuổi anh ra khỏi đây mà thôi, anh không xứng để đánh đồng cùng chúng tôi. Đúng vậy, hoặc là bây giờ anh đi, hoặc là quỳ xuống trước mặt Tô Thiếu Gia, anh chọn đi, một trong hai. Ha ha, mau quỳ trước mặt Tô Thiếu Gia đi. Giả vờ giả vịt cái gì nữa? Nếu như cậu làm liên lụy nhà họ Phúc chúng tôi thì cậu chết chắc rồi. Đám người nhà họ Phúc này ăn nói vô cùng khó nghe. Rõ ràng Tần Lâm không làm gì cả, anh chỉ vạch trần bức tranh của Tô Văn Minh là đồ giả mà thôi, vậy mà bọn họ lại nhắm vào Tần Lâm. Bọn họ rõ ràng không muốn đắc tội với Tô Văn Minh, vậy nên mới cùng nhau trấn áp Tần Lâm, cũng như phân rạch ròi quan hệ với anh để lấy lòng Tô Văn Minh. Trên mặt Tần Lâm lộ ra vẻ giễu cợt, lạnh lùng nói. Được, nếu đã như vậy, hy vọng các người đừng hối hận. Ông cụ Phúc hừ lạnh một tiếng. Hối hận, đùa à, người hối hận phải là cậu mới đúng, nhà họ Phúc chúng tôi cùng lắm là thiếu đi một đứa con rể mà thôi, cậu cảm thấy chúng tôi có giống hối hận không? Tần Lâm cười lạnh, sau đó lắc đầu, trực tiếp sải bước đi ra khỏi cửa.
Lúc này cũng không có ai ra ngăn cản, nhà họ Phúc không hề giữ Tần Lâm lại, Tô Văn Minh muốn giữ nhưng anh ta không thể đánh lại anh. Ngay khi Tần Lâm bước ra khỏi cửa, đột nhiên có vài chiếc xe dừng lại. Hải Giao Giao của nhà họ Hải gửi quà mừng thọ đến ông cụ Phúc. Nói xong, đột nhiên ông cụ Phúc đứng dậy với vẻ phấn khích. Tổng Giám Đốc Hải đến rồi sao? Tuy rằng hai gia tộc đều ngang nhau, nhưng chỉ có bọn họ mới tự biết, căn bản nhà họ Hải vẫn hơn hẳn so với nhà họ Phúc. Bởi vì bình thường hai gia tộc không có công việc gì với nhau, nên cũng không mấy qua lại. Không ngờ vào thời điểm then chốt này, người chủ chốt của nhà họ Hải như Hải Giao Giao lại đích thân đến mừng thọ ông cụ, chuyện này thực sự vừa mừng vừa lo. Ông cụ Phúc vô cùng phấn khích, đứng dậy bước ra ngoài để đón tiếp. Hải Giao Giao bước vào với món quà trên tay, theo sau là mấy trợ lý. Thứ Hải Giao Giao cầm chỉ là những món quà bình thường mà thôi, vừa nhìn liền có thể nhận ra là lấy từ nhà đến, không phải đồ đắt tiền, cũng chẳng phải sở thích của ông cụ Phúc. Nhưng, lại không có ai dám trách Hải Giao Giao bất lịch sự. Bởi vì Hải Giao Giao đích thân đến chính là món quà quý giá nhất của nhà họ Phúc rồi. Với thân phận và địa vị của cô thì việc có mua gì đi nữa cũng không quan trọng. Vừa bước vào sân, Hải Giao Giao đã nhìn thấy ông cụ Phúc tiến tới, sau đó, ánh mắt cô đột nhiên hướng về phía Tần Lâm ở bên cạnh. Hải Giao Giao đột nhiên nở nụ cười, đi tới chỗ Tần Lâm rồi cười nói. Anh Tần! Ông cụ Phúc hơi ngẩn ra, anh Tần! Đây rõ ràng là đến mừng thọ ông cụ, tại sao vừa vào lại chạy đến chào hỏi Tần Lâm rồi? Ông cụ Phúc vội nói, Tổng Giám Đốc Hải, chắc cô không nhận nhầm chứ, tên nhóc này không phải là khách của chúng tôi, bây giờ cậu ta đã bị đuổi ra ngoài rồi, Tổng Giám Đốc Hải, mời cô vào trong. Hải Giao Giao vốn đang vui, nhưng sau khi nghe ông cụ Phúc nói xong, sắc mặt liền trở nên u ám. Anh Tần bị đuổi đi. Ông Phúc, ông đang đùa tôi đấy à? Nhìn thấy giọng điệu không mấy vui vẻ của Hải Giao Giao, ông cụ Phúc cảm thấy có hơi bối rối. Không. Không có, cậu ta vốn là con rể của chúng tôi, bây giờ đã hủy hôn rồi, cho nên. Hải Giao Giao cười chế nhạo, nhà họ Phúc các người buồn cười thật. Lời nói của Hải Giao Giao khiến cho mọi người phải rối não, buồn cười ư. Liên quan gì đến Tần Lâm chứ? Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã có một vài người khác bước vào. Vợ chồng Điền Gia Ấn đến mừng thọ ông cụ Phúc. Mọi người ở nhà họ Phúc đều vô cùng kinh ngạc. Vợ chồng Điền Gia Ấn. Điền Gia Ấn của tập đoàn Đông Khí sao? Ông chủ hãng xe đấy à? Điền Gia Ấn có địa vị nhất định ở tỉnh Lỵ, thậm chí là có ảnh hưởng trên toàn quốc, là một doanh nhân lớn. Ông ta không giống như những gia tộc nổi tiếng kia, Điền Gia Ấn là một người kinh doanh độc lập, một mình ông ta xây dựng lên một công ty khổng lồ, cho nên ông ta vừa có thực lực vừa có tài chính. Bình thường cũng không qua lại nhiều, nhưng hôm nay lại đến tận cửa để thăm, quả thật là khiến cho người khác không lường trước được. Ông cụ Phúc vội vàng tiến tới chào hỏi. Chỉ nhìn thấy vợ chồng Điền Gia Ấn bước vào với vài món quà đơn giản, nhìn thấy ông cụ Phúc ra đón tiếp, Điền Gia Ấn bèn khách khí nói. Chúc ông Phúc Phúc như Đông Hải. Ông cụ Phúc vừa mừng vừa lo, Tổng Giám Đốc Điền, Điền Phu Nhân, rồng đến nhà tôm thật là quý hóa quá, nhà họ Phúc tôi. Ông cụ còn chưa kịp nói xong, Điền Gia Ấn đột nhiên nhìn thấy Tần Lâm ở cạnh, liền vội vàng bước đến. Ha ha, cậu Tần. Tôi nghe nói cậu đang ở đây, cuối cùng cũng gặp được rồi. Nói xong, Điền Gia Ấn mỉm cười rồi bắt tay với Tần Lâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bàn tay ông cụ Phúc đang duỗi ra bỗng trở nên cứng đờ giữa không trung. Còn chưa kịp nói xong với Điền Gia Ấn, kết quả người ta đã chạy đến bắt tay với Tần Lâm. Chuyện này, Điền Phu Nhân cũng vô cùng kích động, liền bắt tay với Tần Lâm. Lâu lắm không gặp cậu Tần, cậu chính là ân nhân của tôi. Lúc đầu khi Tần Lâm chữa trị cho Điền Phu Nhân, giúp bà ấy khỏe lại, nhưng bà ấy mãi vẫn chưa có dịp để cảm ơn, cuối cùng hôm nay cũng gặp được anh. Mọi người ở nhà họ Phúc như chết lặng, chuyện này. Là gì đây? Tần Lâm chỉ là một thiếu gia hết thời, mà lại có quan hệ như vậy sao? Ngay khi mấy người nhà họ Phúc đang ngẩn ra, đột nhiên có một vài chiếc xe 16 chỗ đỗ ở cửa. Đám người trên xe trông vô cùng hung dữ. Đông Phương Châu ở tỉnh lân cận đến mừng thọ ông cụ Phúc. Cả nhà họ Phúc đều trở nên phấn khởi, bọn họ đều biết rằng Đông Phương Châu là quý nhân của nhà họ Phúc, nếu không thì nhà họ Phúc đã toi rồi. Mau,
mau ra đón tiếp. Giỏi thật, đại gia tộc đúng là lợi hại. Giọng điệu của Điền Gia Ấn đầy ý châm chọc, nói xong liền kéo Điền phu nhân rời đi, thậm chí còn cầm luôn quà cáp đi. Bọn họ đến đây chúc thọ Phúc lão gia, chẳng qua vì khách khí mà thôi, kết quả không ngờ nhà họ Phúc lại không biết điều đến vậy. Hải Giao Giao lại càng lạnh lùng, nhà họ Phúc tự mình làm bậy, mấy người vốn chỉ cần có chút quan hệ với anh Tần là gia tộc của mấy người có thể vươn lên trở thành gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ. Hôm nay, mấy người đắc tội anh Tần, đắc tội Điền Gia Ấn, sau này nhà họ Hải chúng tôi sẽ không qua lại với mấy người nữa. Chủ tịch Phúc tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Hải Giao Giao cũng xách quà rời đi. Những khách khác thấy vậy cũng lần lượt chào tạm biệt. Chủ tịch Phúc, nhà chúng tôi có việc, tôi xin phép đi trước. Chủ tịch Phúc, công ty của chúng tôi xảy ra chuyện rồi, tôi phải về trước xem thế nào. Chủ tịch Phúc, vợ tôi sinh con, tôi xin phép về trước. Chủ tịch Phúc, tôi xin phép đi trước. Một người đi thì sẽ có người thứ hai, khi người thứ hai rời đi thì ung dung hơn người trước nhiều. Lúc mới đầu mọi người còn ngại, về sau lúc rời đi còn xách luôn quà về, đúng là không nể nang gì. Phúc Hiểu Phong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhà họ Phúc, thực sự bỏ qua cơ hội để vươn lên sao? Sau khi rời khỏi nhà họ Phúc, Tần Lâm cùng với Đồng Phương Châu, vợ chồng Điền Gia Ấn, còn có Hải Giao Giao liền đi tụ tập với nhau. Lần tụ họp này cũng được coi là để làm vững chắc thêm cho địa vị của Tần Lâm. Ở Đông Hải, địa vị của Tần Lâm đã chắc chắn lắm rồi, dường như không ai có thể làm lung lay địa vị của anh. Đoàn Bảo Đông, Mạnh Văn Cương, Tôn Kiến Dân, Liễu Thanh Thanh, những người này đều vô cùng thân quen với Tần Lâm, đều có thể tin tưởng được. Nhưng ở tỉnh Lỵ, hiện nay Tần Lâm vẫn chưa có nhiều mối quan hệ, ngoại trừ Lôi Hồng ra, những ông chủ khác anh không quá thân quen, chỉ được coi là biết qua, họ cũng chỉ hơi nể mặt anh thôi. Vậy nên Tần Lâm cũng muốn dành chút thời gian để giao lưu với bọn họ, cũng để kéo gần quan hệ. Mà những người này thì không đợi được muốn kết thân với Tần Lâm, muốn trở nên thân thiết với Tần Lâm. Thân phận của Tần Lâm không tầm thường, ngay cả Lôi Hồng và Đoàn Bảo Đông đều rất tin tưởng và nghe lời Tần Lâm, cả tỉnh Hán Đông này có ai có địa vị cao hơn Tần Lâm chứ? Không chỉ như vậy, y thuật của Tần Lâm còn rất cao siêu, mấy người ở đây đều từng được trải nghiệm qua y thuật cao siêu của Tần Lâm, trong đó Đồng Phương Châu là người rõ nhất. Sau khi ăn một bữa cơm nhỏ, Điền Gia Ấn liền cho xe đến đưa Tần Lâm về Đông Hải. Còn về nhà họ Phúc, Tần Lâm cũng không muốn quan tâm nữa. Cứu bọn họ một lần là trả xong nợ ân tình rồi, tình xưa nghĩa cũ giữa hai nhà cũng không còn nữa, Tần Lâm cũng không cần phải quan tâm đến bọn họ. Về đến Đông Hải, sau khi xuống xe, Tần Lâm chuẩn bị đến thăm Liễu Thanh Thanh. May mà con quy bảy mà Liễu Thanh Thanh tặng anh được đỗ ngay ở bãi đỗ xe dưới lòng đất của Mỹ Phẩm Tầng Vân. Vốn là xe của bạn gái, Tần Lâm lái xe cũng chẳng có áp lực tâm lý gì, cũng chẳng hề cảm thấy mình ăn bám người yêu, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Vừa đến bãi đỗ xe, đột nhiên một chiếc Mercedes-Benz phóng đến, suýt nữa đâm vào Tần Lâm. Đương nhiên nó không thể nào đâm vào Tần Lâm được. Cho dù là tốc độ hay phản ứng thì Tần Lâm đều rất nhanh, trong thời gian ngắn đã có thể tránh được một cách vô cùng dễ dàng. Hơn nữa cho dù Tần Lâm không tránh được thì với sức lực của chiếc xe bình thường cũng chẳng thể khiến anh bị thương, khéo xe còn bị hỏng ấy. Gì thế này, mù à? Chủ xe hạ cửa kính xuống. Thò đầu ra khó chịu quát Tần Lâm một câu. Vừa nói xong, chủ chiếc xe sững sờ, hạ kính dâm xuống, nhìn thấy mặt Tần Lâm, lập tức vô cùng kinh ngạc. Tần Lâm nhíu mày, cũng cảm thấy người đàn ông này có hơi quen mắt, nhưng không nhớ ra đây là ai. Tần Lâm, không nhớ tôi à? Tôi là bạn học cấp 2 của cậu đấy, tôi họ Khương, Khương Hạo. Tần Lâm đột nhiên nhớ ra, à, nhớ rồi. Nhắc đến cái tên này anh mới mang máng nhớ ra. Khương Hạo nở nụ cười, lão Tần, bây giờ cậu làm ăn ở đâu, sao không đi xe, ngồi xe buýt à? Trong lúc nói, Khương Hạo còn thò cổ tay ra khỏi cửa sổ, lơ đãng lộ ra chiếc Rolex trên tay, nhẹ nhàng vỗ cửa xe, khoe khoang chiếc Mercedes-Benz của mình. Tần Lâm cười nhạt, tôi đi lấy xe. Khương Hạo sững sờ nói. Không nhận ra cậu còn mua được xe đấy. Cũng đúng. Bây giờ xe rẻ như thế, còn có thể trả góp, ai lại không mua nổi một chiếc xe chứ, trả trước 1-2 chục nghìn là mua được một chiếc xe cũ rồi.
Mặc dù xe cũ không tốt lắm nhưng chỉ cần không vượt quá 10 năm thì vẫn có thể lái được. Điều rắc rối duy nhất là hộp số sàn của xe cấp thấp hơi khó dùng. Tôi chưa lái xe cấp thấp nên cũng không biết chuyển số bằng tay nên đương nhiên cũng không biết lái xe không có hộp số tự động, ha ha. Trong lời lẽ của Khương Hạo đầy vẻ ưu việt, Tần Lâm vừa nhìn đã nhận ra, có điều chỉ là một chiếc Mercedes-Benz Class thôi mà, có hơn 300.000, vậy mà đã khiến anh ta cảm thấy có thành tựu đến vậy, cứ như kiểu ưu việt hơn người khác nhiều vậy. Tần Lâm cũng không biết nên nói gì, cười ha ha nói, cậu nói đúng lắm. Loại người này rất thích khoe khoang, Tần Lâm cũng không cần phải so đo với anh ta, cứ cho anh ta chìm đắm trong ảo tưởng đi vậy. Đúng rồi lão Tần, cậu đến đúng lúc lắm, tiểu phó tổ chức họp lớp, vừa hay tôi đưa cậu đi cùng nhé, lúc trước mối quan hệ của cậu với tiểu phó tốt lắm đúng không? Tần Lâm nhíu mày, tiểu phó. Cậu quên tiểu phó rồi à? Phó Tiểu Tuyết. Phó Tiểu Tuyết. Tần Lâm gật đầu, đương nhiên cũng chỉ là khách sáo, Phó Tiểu Tuyết này Tần Lâm vừa nghe tên liền mang máng nhớ ra. Hình như cũng từng theo đuổi anh. Năm đó với thân phận của Tần Lâm, với mị lực của đại thiếu gia nhà họ Tần, có biết bao cô gái theo đuổi anh. Cho dù không muốn lại gần mấy cô gái đó, người nhà bọn họ cũng sẽ bảo bọn họ chủ động lại gần Tần Lâm. Nếu như ai được Tần Lâm thích thì sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Tần, như vậy thì một bước lên trời rồi. Vậy nên Tần Lâm không nhớ mấy cô gái từng theo đuổi mình lắm. Có điều anh cũng có chút ấn tượng về tiểu phó này. Lúc trước cô ta theo đuổi Tần Lâm, mỗi ngày đều trò chuyện hỏi thăm, kết quả Tần Lâm chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm để ý đến cô ta, về sau tiểu phó có lần nổi giận liền vứt trà sữa tặng Tần Lâm xuống đất, từ đó về sau không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Với chuyện này, Tần Lâm cũng không còn cách nào khác, không thích thì là không thích, đâu thể cưỡng ép người ta được. Hơn nữa lúc đó mới là cấp 2, tuổi còn nhỏ, Tần Lâm chẳng hề muốn nghĩ ngợi đến chuyện này. Không ngờ nhiều năm như vậy còn có thể liên lạc với nhau. Khương Hạo nói, lão Tần, năm đó cậu khiến tiểu phó tổn thương lắm đấy, cậu không định đi xin lỗi người ta một câu à? Tần Lâm cười ngượng, chắc không cần đâu, cũng đâu có làm tổn thương nhau đâu. Cần gì phải xin lỗi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.